Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1, ăn nhờ ở đậu. Vợ ơi, có thể cho anh vay 10.000 không? Bệnh viện lại dục rồi. Chu Dương vừa nói, vừa xấu hổ nhìn Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc nghe xong cũng sững sờ một chút, sau đó buông một tiếng thở dài mệt mỏi, cầm một xấp tiền từ trong túi sách đưa cho chồng. Chu Dương cúi gằm mặt cầm tiền, lý nhí nói câu cảm ơn. Tạ Linh Ngọc vóc người thanh mảnh, ngũ quan hài hòa cân đối nằm trên y gương mặt trái xoan thanh tú, nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối tương xứng bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành. Chu Dương dù cũng gọi là phong độ tuấn tú, nhưng so với Tạ Linh Ngọc vẫn còn thua kém nhiều phần. 3 năm trước, cử nhân đại học Chu Dương, cũng giống với những sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp, tâm trí luôn hướng tới một tiền đồ sán lạn, tự cho rằng bản thân giờ đã có thể một mình chăm sóc người mẹ già đang mắc căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Đúng lúc Chu Dương đang rất lo lắng về vấn đề tiền viện phí, người con gái Chu Dương thầm ái mộ suốt 3 năm cấp 3 Tạ Linh Ngọc tìm đến anh. Cô đưa ra đề nghị rằng chỉ cần Chu Dương đồng ý làm cưới cô làm vợ, sẽ lập tức cùng anh kết hôn. Không chỉ có vậy, Tạ Linh Ngọc còn hứa rằng, sẽ tặng cho anh một khoản hồi môn không hề nhỏ. Chu Dương biết Tạ Linh Ngọc từ trước tới giờ không hề có tình cảm gì với mình, cũng biết cô là vì mối nhân duyên nhập nhằng với người đàn ông khác nên mới tìm đến mình. Song bởi bệnh tình của mẹ, nên Chu Dương gật đầu đồng ý. Quang thời gian 3 năm này, Chu Dương làm trâu làm ngựa ở Tạ gia. Chu Dương từ đầu đến cuối không hề được cha mẹ Tạ Linh Ngọc tử tế đón nhận, thậm chí còn thường xuyên bị khiêu khích châm chọc đủ đường. Tuy Tạ Linh Ngọc không mỉa mai giễu cợt anh như cha mẹ cô, nhưng kết hôn 3 năm cũng không để anh chạm vào người cô lấy một lần. Đúng lúc này, mẹ của Tạ Linh Ngọc mở cửa bước vào. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc đang đưa tiền cho Chu Dương, nhất thời ca yêu ta siết động như thể bị ai dẫm đạp vào người, liền lớn giọng, Linh Ngọc, tại sao con lại đưa tiền cho tên vô dụng này cầm? Chu Dương, mày tự nói xem, suốt mấy năm nay, mày cầm bao nhiêu tiền của cái nhà này rồi? Mày đã đem đến cho cái nhà này một đồng nào chưa? Thấy mẹ vợ dùng những lời nói ngoa ngoắt để chửi bới, Chu Dương đầu còn cúi thấp hơn nữa. Mẹ! Sớm muộn con cũng sẽ cố gắng trả lại chỗ tiền đã vay từ Linh Ngọc, chỉ là hiện tại mẹ ruột con đang chuẩn bị làm xét nghiệm. Bà mẹ vợ vẫn lạnh lùng nói, mẹ mày có bệnh thì liên quan gì đến nhà tao? Mày định coi nhà tao là cái ngân hàng à? Mày có biết là bây giờ công ty của Linh Ngọc đang trong giai đoạn khó khăn nhất không? Dứt lời, bà liền quay sang Linh Ngọc, chỗ tiền này không thể đưa cho nó. Bà ta vừa nói, vừa dứt khoát đi về phía Chu Dương. Muốn giật lại xấp tiền trong tay anh. Mẹ, dừng lại đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Linh Ngọc mệt mỏi lên tiếng để ngăn mẹ mình lại. Cô nói, chuyện của công ty 10.000 này cũng không giải quyết được gì, thôi bỏ đi mẹ. Nhìn thấy bộ dạng chán chường uể oải của Linh Ngọc, Chu Dương trong thâm tâm tự ý thức được rằng, anh thật sự là một kẻ thất bại. Công ty mỹ phẩm của vợ mình đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, thế nhưng... lại chẳng có cách nào để giúp đỡ cô, không thể làm trụ cột cho cô dựa vào. Sự ghét bỏ mà mẹ vợ đối với Chu Dương cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, bà ta liền nổi giận đùng đùng quát, đúng là đồ vô tích sự, con rể nhà người khác thì kiếm được hàng đống tiền, còn mày thì mở mồm là đi xin tiền, đúng là đồ phế vật của phế vật. Lúc này, đồng hồ vừa điểm 12 giờ, chợt có tiếng gõ cửa. Chu Dương nhướng mày, cố kìm nén sự tức giận như thể đang trào trực lên tận họng. Gương mặt thanh tú của Tạ Linh Ngọc biểu lộ chút bất đắc dĩ xen lẫn sự chán nản thất vọng, miễn cưỡng ra mở cửa. Tạ tiểu thư, đây là bó hoa tươi của ngày hôm nay, phiền tiểu thư ký vào đây. Ngoài cửa là một người giao hàng, trong tay đang cầm một bó hoa hồng lớn, đỏ rực đến chói mắt. Nhìn thấy bó hoa, hai bàn tay của Chu Dương tức giận nắm chặt lại thành hình quả đấm. Anh biết rằng, đó là món quà từ Trần Tuấn Sinh người đang theo đuổi Tạ Linh Ngọc gửi tới. 3 năm trước. Trần Tuấn Sinh nhất quyết muốn xuất ngoại, không màng đến lời níu kéo ở lại của Tạ Linh Ngọc, điều này mới khiến Tạ Linh Ngọc, trong cơn tức giận, kết hôn với Chu Dương và để anh đến ở rể. 1 năm trở lại đây, Trần Tuấn Sinh đi du học trở về, chuyện đầu tiên hắn làm là ngoan cố theo đuổi lại Tạ Linh Ngọc. So với gia cảnh bần hàn của Chu Dương, Trần Tuấn Sinh, một du học sinh về nước, không chỉ là một sinh viên ưu tú ngành quản lý tài chính, gia đình hắn vài năm nay cũng nổi tiếng giàu sang phú quý ở vùng này. Từ năm ngoái Tạ Linh Ngọc đã từ chối những bó hoa hồng từ Trần Tuấn Sinh. Nhưng hắn không dừng lại, mà suốt 1 năm không ngừng cho người đưa hoa hồng đến trước cửa nhà Tạ Linh Ngọc. Kiên trì kiểu này, đối với những cô gái khác, có lẽ họ đã sớm rơi vào lưới tình rồi.
Cũng may Tạ Linh Ngọc dường như đã đoạn tuyệt được tình cảm với Trần Tuấn Sinh, cho nên nhất quyết từ chối tấm lòng của hắn. Điều này cũng giúp an ủi Chu Dương phần nào. Thế nhưng, mẹ của Tạ Linh Ngọc cũng rất hy vọng con gái mình sớm ly hôn với Chu Dương, mở lòng đón nhận lại Trần Tuấn Sinh. Nếu được như vậy, những khó khăn công ty Tạ Linh Ngọc đang gặp phải cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Suy cho cùng, gia thế nhà Trần Tuấn Sinh rất mạnh, giúp cô dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Tạ Linh Ngọc lắc đầu từ chối. Cô nói với người giao hàng, xin lỗi, tôi không thể nhận được, cậu có thể cầm bó hoa này về. Mẹ vợ vội vàng đứng dậy, nói, ôi cha thằng nhỏ Tuấn Sinh này đúng là lãng mạn quá. Ngọc Ngọc à con thật là, cớ gì lại không cảm ca yêu ta xỉa tấm lòng của người ta. Nào ra đây để tôi ký nhận. Dứt lời, bà ta ra ôm lấy bó hoa, ký nhận với nụ cười mãn nguyện chê y khuôn mặt. Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Tạ Linh Ngọc không có ý ngăn cản, chỉ là sự mệt mỏi chán nản càng bộc lộ rõ hơn. Mẹ, con đi trước đây, con định ra ngân hàng bàn bạc chuyện vay tiền. Tạ Linh Ngọc nói xong, cầm túi sách đi ra cửa. Tạ Linh Ngọc vừa đi khỏi, bầu không khí trong phòng khách liền trở nên nặng nề u ám. Mẹ vợ ôm bó hoa hồng chê y tay, không ngừng tán dương, bó hoa này thật là đẹp quá đi, thằng nhỏ Tuấn Sinh này đúng là tốt thật, nhà có tiền thì không cần phải nói rồi, năng lực bản thân Tuấn Sinh xuất chúng như vậy, lại còn vô cùng lãng mạn. Chu Dương cảm nhận được lửa giận đang bùng bùng chê y mặt, lập tức đứng lên nói, mẹ, con đi ra bệnh viện đây. Nói xong, không quan tâm đến khuôn mặt đầy sự khinh thường của mẹ vợ, Chu Dương vội vàng đứng dậy bước ra cửa. Ra khỏi nhà, Chu Dương cảm thấy thật đau đớn trong lòng. Xem ra mùi vị của việc tôn nghiêm bị xúc phạm quả thực không dễ chịu chút nào. Không phải Chu Dương chưa từng nghĩ đến việc thay đổi tất cả những điều này, chỉ là, anh hiện làm một nhân viên bán hàng tầm thường, số tiền kiếm được còn không đủ để chữa trị bệnh cho mẹ, có năng lực gì mà cải thiện được tình trạng bây giờ. Thực tại tàn khốc nặng nề bức bối như gông xiềng, đè nén khiến Chu Dương không thể thở nổi. Trạm y tá tại bệnh viện thành phố. Xin chào, tôi tới đây để thanh toán viện phí cho bệnh nhân Vương Xuân Liên. Nữ y tá ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, sau đó lại cúi xuống tra thông tin trong máy tính, nói, viện phí của bệnh nhân Vương Xuân Liên đã có người thanh toán đầy đủ, hơn nữa còn nộp tận 1 triệu, chi phí phẫu thuật và chi phí phục hồi sau phẫu thuật cũng đã được nộp đủ rồi. Chu Dương sững người. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng gặp bố lần nào, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống ở thành phố này, bạn bè thân thiết cũng vô cùng ít ỏi. Anh thật sự nghĩ không ra, liệu ai có thể thay anh thanh toán viện phí cho mẹ như vậy? Cô y tá, xin hỏi liệu cô có thể cho tôi biết rằng ai đã trả tiền viện phí không? Cuối cùng Chu Dương cũng không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng. Thực ra cũng không chỉ là tò mò, vì Chu Dương vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn rằng, làm người có thể không có tiền. Nhưng nhất định phải có chí khí. Chỉ tiếc là 3 năm qua, đừng nói đến chí khí, chính lòng tự trọng của Chu Dương dường như đã bị những lời lẽ miệt thị bào mòn đến mức cạn kiệt. Là một người đàn ông cao cao gây gây, tên là gì thì tôi cũng không rõ. À đúng rồi, ông ấy có nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nữ y tá như thể vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng lấy ra một túi văn kiện trong ngăn kéo đưa cho Chu Dương. Chu Dương đi tới khu vườn hoa nằm ở dưới khu nội trú của bệnh viện, hiếu kỳ mở túi văn kiện ra. Ngoài một chiếc iPad và một thẻ ngân hàng, bên trong túi văn kiện hoàn toàn rỗng. Đây là ý gì chứ? Chu Dương vô cùng cảnh giác bật chiếc iPad, lập tức hiện lên một cuộc video call trong trạng thái đang gọi điện, chê y màn hình là một ông lão gầy gò gương mặt đầy cung kính nói. Xin chào Chu Dương thiếu gia, tôi là Triệu Đồng, tôi muốn báo đến cậu một tin rằng, dựa theo di chúc Chu tiên sinh để lại, cậu là người thừa kế duy nhất tài sản nghìn tỷ của ông ấy. Nghe thấy vậy, đầu óc Chu Dương nhất thời trống rỗng, chỉ có thể lẩm bẩm hỏi lại, bố tôi. Không sai, Triệu Đồng gật đầu, liền nói, bố của cậu là một doanh nhân người Trung tài năng xuất chúng nổi tiếng trên y thế giới, là thành viên ban giám đốc của tập đoàn Chu Thị với giá trị vốn hóa lên tới hàng nghìn tỷ. Vừa nói, Triệu Đồng vừa giải thích, tôi gửi cho cậu một tài liệu trong email. Đây là bảng liệt kê tài sản dài 560 trang, là tất cả tài sản ông Chu để lại, cậu có thể kế thừa chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chu Thị bất cứ lúc nào. Chu Dương vừa nghe xong, lập tức lắc đầu nói, không, tôi không đi. Triệu Đồng vô cùng kinh ngạc hỏi lại, tại sao vậy? Chu Dương chê y khuôn mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc, kiên định nói, ban đầu chính ông ta đã bỏ rơi tôi và mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Chương 2, câu lạc bộ Silver Lake nếu không nhờ Tạ Linh Ngọc ra tay giúp đỡ thì chắc là mẹ đã sớm sang thế giới bên kia rồi. Triệu Đồng không ngờ Chu Dương vậy mà lại từ chối, lập tức mặt đầy lo lắng nói, thiếu gia, cậu là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Chu Thị, nếu cậu không sang Mỹ để nhận vị trí này Chu Thị sẽ như rắn mất đâu. Chu Dương lạnh lùng đáp, thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Triệu Đồng không nhịn được hỏi, không lẽ những ngày tháng ăn nhờ ở đậu này, cậu vẫn chưa sống đủ sao? Chu Dương thản nhiên nói, chưa đủ, bởi Linh Ngọc chính là vợ của tôi yêu cô ấy. Nói xong, Chu Dương liền giận dữ tắt cuộc gọi video. Vào thời khắc này, Chu Dương trong lòng ít nhiều có chút hối hận, nhưng nghĩ một lúc anh lại nhanh chóng cảm thấy an tâm. Tạ Linh Ngọc là người mang lại cho anh cuộc đời thứ hai, lại là người con gái duy nhất mà anh yêu sâu đậm, anh chỉ muốn thấy cô an ổn sống qua ngày. Sau đó, anh đến phòng bệnh, nói chuyện với mẹ một lát. Nhưng anh không nói chuyện này với mẹ. Sức khỏe mẹ anh không tốt, không thể chịu ca iota siết động. Thấy gần đến giờ phải đi làm, anh mới rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị ra mắt trước công ty. Lúc này, điện thoại bỗng reo lên, người gọi đến là bảo vệ của công ty Tạ Linh Ngọc, Chu Tiên Sinh, Trần Tuấn Sinh kia lại đến công ty tìm Tạ Tổng. Nghe câu này, toàn thân Chu Dương run rẩy, trái tim anh dường như bị một tay vô hình bóp chặt. Cho đến bây giờ Chu Dương cũng không dám nói rằng Tạ Linh Ngọc yêu anh, bởi nghiêm túc mà nói, có lẽ anh cũng chỉ là vật thay thế mà Tạ Linh Ngọc tìm đến trong lúc đau khổ mà thôi. Vậy mà, vào giờ phút này lại xuất hiện người thứ ba một Trần Tuấn Sinh manh động, Chu Dương lại không biết Tạ Linh Ngọc rốt cuộc có chịu được sự tấn công mãnh liệt của Trần Tuấn Sinh hay không. Chu Dương vội vàng hỏi, hắn ta đang ở văn phòng Linh Ngọc sao? Không, bọn họ đang chuẩn bị lên xe Trần Tuấn Sinh đi ra ngoài. Mối quan hệ của nhân viên bảo vệ đấy với Chu Dương rất tốt, có lẽ bởi cơ duyên đều cùng tầng lớp thấp bé, Chu Dương khá đồng cảm, vậy nên mỗi lần Trần Tuấn Sinh đến tìm Tạ Linh Ngọc, anh ta đều báo với Chu Dương. Chu Dương hỏi lại, họ định đi đâu? Nghe nói là đi câu lạc bộ Silver Lake. Câu lạc bộ Silver Lake. Đó là một câu lạc bộ nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố. Người ta nói rằng ông chủ đằng sau, có lai lịch rất lớn. Vô số người giàu có và quyền lực muốn vào câu lạc bộ Silver Lake chính là để có cơ hội gần gũi hơn với ông chủ. Câu lạc bộ này sử dụng một hệ thống thẻ thành viên để kinh doanh, không phải là thành viên thì cả khi cầm một núi tiền, cũng không có tư cách vào cửa. Muốn gia nhập vào câu lạc bộ Silver Lake, chỉ mỗi tiền cũng không đủ, phải xin đăng ký vào câu lạc bộ Silver Lake trước. Câu lạc bộ Silver Lake sẽ đánh giá hội viên dựa trên tình hình tài sản, tình hình kinh doanh và thực lực toàn diện về mọi mặt. Chỉ cần một điều kiện nào không đủ, đều bị từ chối. Hơn nữa, các thành viên của câu lạc bộ Silver Lake được chia thành nhiều cấp độ, cao nhất là hội viên kim cương, sau đó là các hội viên bạch kim, vàng, bạc và đồng. Ngay cả hội viên đồng thấp nhất cũng cần ít nhất mấy ngàn vạn, gia thế trong sạch, hơn nữa quy mô của công ty phải hơn 50 người trở lên. Mặc dù Tạ Linh Ngọc cũng có chút thành tựu, là nữ doanh nhân nhỏ thành đạt, nhưng cô ngay cả với tư cách hội viên đồng cũng không có. Chu Dương thừa biết rằng, người bình thường như anh chắc chắn sẽ không thể vào câu lạc bộ Silver Lake. Nhưng anh lại lo lắng Tạ Linh Ngọc sẽ bị làm hại. Chu Dương có sự hiểu biết nhất định về Trần Tuấn Sinh, người này không phải là loại gì tốt đẹp, và luôn luôn thèm muốn vẻ đẹp của Linh Ngọc. Lúc trước khi hắn với Tạ Linh Ngọc yêu nhau, hắn luôn muốn ở bên Tạ Linh Ngọc, nhưng Tạ Linh Ngọc kiên quyết không có mối quan hệ kiểu đó trước khi kết hôn. Cho nên... Chu Dương rất sợ hắn ta sẽ cố tình lợi dụng Tạ Linh Ngọc để giải quyết những khó khăn trong kinh doanh, nhân cơ hội này để giở trò với Tạ Linh Ngọc. Vì thế, anh không dám chần chừ, vội vàng bắt xe đến câu lạc bộ Silver Lake. Khi gần đến câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương thấy xe của Trần Tuấn Sinh đậu trước cửa câu lạc bộ. Cửa xe mở ra, Trần Tuấn Sinh thanh lịch dẫn đầu bước xuống xe, sau đó một vệ sĩ mở cửa phía ghế phụ. Ngay sau đó, Tạ Linh Ngọc bước xuống. Cô khoác một chiếc váy dạ hội màu đen với lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế che y khuôn mặt. Tạ Linh Ngọc dưới màn đêm mờ ảo trông như một nàng tiên hạ phàm. Chu Dương trong xe tay siết chặt nắm đấm, nói với tài xế, bác Tài, phiền bác lái xe nhanh hơn chút. Ở cửa vào câu lạc bộ Silver Lake, Trần Tuấn Sinh mỉm cười nho nhã, vươn tay một cách tự nhiên muốn ôm lấy vòng eo thon của Tạ Linh Ngọc. Ngay sau đó, Tạ Linh Ngọc khẽ cau mày, nhẹ nhàng tránh bàn tay của Trần Tuấn Sinh. Họ nhìn nhau trong im lặng, không khí có vẻ kỳ lạ. Một cảm giác hụt hẫng lóe lên từ mắt của Trần Tuấn Sinh, nhưng hắn nhanh chóng trở nên tự tin và cuồng nhiệt.
Vô tình quay đầu lại, Trần Tuấn Sinh thấy Chu Dương ra khỏi taxi và đang đi nhanh về phía này. Vào thời điểm bốn mắt giao nhau, Trần Tuấn Sinh lộ ra một vẻ khinh bỉ, rồi chậm rãi quay ngón tay cái xuống. Chu Dương liều mạng chạy theo, nhưng anh vẫn không đuổi kịp, đợi khi bọn họ đến cửa, bên ngoài câu lạc bộ Silver Lake, Trần Tuấn Sinh đưa tay đẩy chiếc kính gọng đen che y sống mũi. Linh Ngọc, mấy nhà đầu tư anh giúp em hẹn đều đã đến rồi, em đi với phục vụ lên trước đi, anh thấy một người bạn đến chào hỏi tí rồi qua liền. Đôi mắt của Tạ Linh Ngọc lóe lên một cái nhìn phức tạp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khi Chu Dương lao đến cửa câu lạc bộ Silver Lake, chỉ còn lại Trần Tuấn Sinh với vẻ mặt đầy khinh miệt. Chu Dương, câu lạc bộ Silver Lake là nơi mà đồ phế vật như mày có thể đến sao? Lúc này Trần Tuấn Sinh đã gỡ bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ quân tử nho nhã với những lời khiêu khích chua ngoa. Trần Tuấn Sinh, mày để Linh Ngọc ra ngoài đi, nếu không tao với mày không xong đâu. Chu Dương, mày là cái thá gì? Mày thậm chí bước chân vào câu lạc bộ Silver Lake còn không đủ tư cách, còn muốn đe dọa tao. Thật là không biết tự lượng sức mình. Sự khiêu khích thật sự trước nay đều không đến từ lời nói, hay đánh đập thể xác, mà là sự sỉ nhục nhân cách. Trần Tuấn Sinh nhìn thấy Chu Dương đỏ mặt tía tai, cười ha ha rồi lạnh giọng nói, mày yên tâm, phòng riêng chê y lầu tao đã cho người lắp đặt máy nhiều sóng rồi, mày có gọi cho Tạ Linh Ngọc thì cũng không được đâu, mấy phút nữa, cơ thể của cô ấy sẽ bị tao chiếm lấy. Nói xong, Trần Tuấn Sinh mỉa mai, cái loại phế vật như mày, kết hôn 3 năm, Tạ Linh Ngọc vẫn là một trinh nữ, mày biết tại sao không? Nói cho, mày biết, Tạ Linh Ngọc chính là đang chờ để dành thứ quý giá nhất cho tao đấy. Chu Dương tức giận đến mức muốn nắm tay đấm vào mặt hắn ta, nhưng hắn lại bước thẳng vào câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương theo bản năng muốn đuổi theo đánh hắn một trận, nhưng ngay khi anh đến cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng không chút do dự chặn anh ngoài. Xin lỗi tiên sinh, phiền anh xuất trình thẻ thành viên. Chương 3, không thể nào. Toàn bộ trang phục trên người Chu Dương cộng lại cũng không đến giá 200 tệ, so với trang phục lộng lẫy, khí chất cao quý của khách hàng ra vào nơi đây. Đúng là vô cùng khác biệt. Chu Dương vội vàng nói, hai vị, hắn có ý đồ xấu với vợ tôi, mong anh có thể để tôi vào đưa vợ của tôi ran. Đối phương cất giọng lạnh lùng, không có thẻ thành viên không thể vào được. Chu Dương lòng nóng như lửa đốt, nhưng anh hiểu rõ, bảo vệ câu lạc bộ Silver Lake có mấy chục người, hơn nữa mỗi người đều là bộ đội xuất ngũ cử khôi, cố xông lên căn bản là điều không thể. Lúc này, anh bỗng nhiên nghĩ ra, mình có một người bạn đại học tên là Vương Diễm Diễm, hình như đang làm việc cho câu lạc bộ Silver Lake. Thế là ngay lập tức anh rút điện thoại gọi cho Vương Diễm Diễm. Sau khi nói rõ tình hình, Vương Diễm Diễm liền nói, lớp trưởng Chu, cậu yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi. Cậu cứ ở cửa đợi, tôi sẽ qua đó tìm cậu, sẽ đưa cậu vào tìm chị dâu. Chu Dương vô cùng cảm kích CS. Xem ra, bạn đại học tuy rằng lâu ngày không gặp, nhưng vẫn còn vài phần tình nghĩa. Sau này nhất định phải nghĩ cách báo đáp ân tình này cho Vương Diễm Diễm. Ôi, lớp trưởng Chu. Vài phút sau, cửa câu lạc bộ đột nhiên vang lên giọng nữ kinh ngạc. Ngẩng đầu, Chu Dương liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm đậm, vô cùng xinh đẹp từ trong câu lạc bộ đi ra. Vương Diễm Diễm, cô thay đổi nhiều quá, tôi suýt chút nữa không nhận ra. Nhìn thấy cô nàng kiều diễm kia, hai bảo vệ mặc đồ đen nhanh chóng xoay người. Cung kính gọi một tiếng, tổ trưởng Vương. Chu Dương kinh ngạc nói, Vương Diễm Diễm, mấy năm không gặp, cậu đã là tổ trưởng của Silver Lake rồi, thật là giỏi nha. Vương Diễm Diễm cười nói, lớp trưởng cậu quá khách khí rồi, mình thật ra chỉ là tổ trưởng nhỏ của bộ phận nhân sự thôi, trong bộ phận nhân sự của Silver Lake, cũng chỉ là lãnh đạo cấp trung mà thôi. Chu Dương tự đáy lòng tán thưởng nói, thế cũng rất lợi hại rồi, mình nghe nói cấp quản lý của câu lạc bộ này, yêu cầu cực kỳ cao. Cậu thật sự là rất giỏi. Vương Diễm Diễm cười có chút đắc ý, lập tức nhìn về phía hai người bảo vệ, lạnh lùng chất vấn, chính là hai cậu ngăn không cho lớp trưởng đại học của tôi vào. Hai người quay qua nhìn nhau, một người vội vàng nói, thực xin lỗi tổ trưởng Vương, tôi không biết đây là bạn đại học của cô, và lại, anh ấy cũng, không có thẻ thành viên, tôi cũng chỉ là tuân thủ quy tắc của câu lạc bộ. Vương Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng, quy định chỉ là vật chết. Người là vật sống, đạo lý này chả lẽ các ngươi không hiểu. Chu Dương nghĩ Vương Diễm Diễm vì việc này mà muốn phạt bọn họ, vội vàng nói, Vương Diễm Diễm, cậu cũng đừng làm khó họ, phiền cậu đưa mình vào trong tìm vợ mình, làm phiền cậu rồi. Vương Diễm Diễm nhìn Chu Dương, bỗng nhiên cười lên tiếng, đồng thời thay đổi sắc mặt,
châm chọc nói, Chu lớp trưởng, cậu cũng đề cao bản thân quá cơ, cậu nghĩ tôi vì cậu mà làm khó cấp dưới sao? Chu Dương nhăn mày, Vương Diễm Diễm, cậu như vậy là có ý gì? Tôi có ý gì ư? Vương Diễm Diễm nhếch môi cười nói, tôi có ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Người nghèo như cậu, mà cũng nghĩ đến chuyện vào câu lạc bộ ư? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến. Chu Dương nắm chặt tay, hỏi cô ta, vậy trong điện thoại cô vừa nói đồng ý giúp tôi là có ý gì? Đùa cợt cậu thôi, Vương Diễm Diễm cười đến run cả người, nói, khi học đại học, tôi đã khinh thường cậu, tên thối tha chỉ biết học, đến một suất rau xào chút thịt cũng không đủ tiền ăn, còn đòi làm lớp trưởng. Tôi khinh, cậu cũng không nhìn xem cái bộ dạng của cậu. Chu Dương biểu cảm lạnh lùng nói, Vương Diễm Diễm, Chu Dương tôi chưa từng gây chuyện với cô, tại sao cô lại châm chọc tôi? Vương Diễm Diễm khoan tay cao ngạo nói, tôi chính là xem thường cậu đấy, làm sao nào? Không cho tôi nói à, bạn đại học có ai không biết cậu tốt nghiệp xong đi ở rể nhà người ta? Khi đi học cơm cũng không có tiền ăn, tốt nghiệp rồi ăn cơm nguội, đồ bỏ đi còn có mặt mũi tìm tôi giúp đỡ. Cậu là cái thứ gì? Chu Dương vô cùng phẫn nộ, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là Tạ Linh Ngọc đã vào câu lạc bộ. Đúng lúc này, di động của anh bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một người lạ, thiếu gia, câu lạc bộ Silver Lake, cũng của tập đoàn Chu Thị. Con người Chu Dương co lại. Silver Lake thuộc tập đoàn Chu Thị. Anh lấy lại ý thức trả lời tin nhắn, cậu không phải lừa tôi chứ? Cậu có thể xem qua danh sách tài sản trong email. Chu Dương vội vàng mở di động, tìm thấy một email có tên là danh sách liệt kê tài sản của tập đoàn Chu Thị. Nhấn vào xem, anh suýt nữa không bị dọa chết. Trong đó có thể tập tin tài liệu và rất nhiều thông tin khác. Mỗi một thông tin đều là tài sản của tập đoàn Chu Thị, không chỉ ghi rõ tên tài sản, còn có địa chỉ, giá trị cũng như phương thức liên hệ người phụ trách. Chu Dương vội vàng mở chức năng tìm kiếm, nhập vào câu lạc bộ Silver Lake. Nháy mắt, thông tin câu lạc bộ Silver Lake hiện ra trước mắt. Câu lạc bộ Silver Lake, thành phố Đông Hải Hoa Hạ, giá trị 2,5 tỷ NDT, người phụ trách Trần Thế Hạo. Liên hệ 139. Vương Diễm Diễm không ngờ, lớp trưởng mình không ưa hồi đại học lại nhát gan ngu xuẩn như thế. Mình mắng chửi, sỉ nhục cậu ta trước mặt, nhưng cậu ta lại thờ ơ vô tư vậy. Thật ra cô ta biết rõ hội viên bạch kim của câu lạc bộ Trần Tuấn Sinh đang theo đuổi vợ của Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, vì thế cô ta cố ý làm Chu Dương tức giận rồi đợi đến khi anh mất bình tĩnh, để bảo vệ đánh anh một trận, sau đó đến tìm Trần Tuấn Sinh nhận thưởng. Hội viên của Silver Lake đều là người có tiền, ra tay phóng khoáng, bình thường Trần Tuấn Sinh đưa số tiền lẻ cũng là mấy nghìn, bản thân giúp hắn đánh Chu Dương một trận, cũng phải được 1-2 vạn. Nhưng mà, Chu Dương hình như không hề cân đến mặt mũi, không những không tức giận, ngược lại còn nghịch điện thoại. Điều này khiến cho Vương Diễm Diễm rất thất vọng. Thế là cô ta càng châm chọc, cười lạnh nói, ôi, lớp trưởng đại nhân đúng là biết nhẫn nhịn, vợ đã sắp bị người ta cưỡng bức rồi. Vẫn còn ở đây nhàn nhã nghịch điện thoại, chê y cái đầu cậu, e là sừng sắp mọc dài đến nơi rồi. Chu Dương lúc này cũng gọi thông điện thoại của Trần Thế Hạo, nhìn Vương Diễm Diễm lạnh lùng nói, tôi phải tìm người phụ trách của các người hỏi, Silver Lake tuyển người kiểu gì mà đến người có mồm miệng thối tha như cô cũng có thể tuyển vào. Cậu chán sống rồi à? Vương Diễm Diễm tức giận nói với hai người bảo vệ, mẹ nó, tên này đến gây chuyện, đánh cho tôi. Lúc này, Chu Dương đã gọi được điện thoại. Alo, ai đấy? Trong điện thoại, truyền đến giọng đàn ông uy nghiêm. Chu Dương lạnh giọng hỏi, ông là Trần Thế Hào. Tôi là Chu Dương, bây giờ tôi đang ở cửa Silver Lake, tôi cho ông một phút để xuống đây, nếu không sau này ông hãy cút ra khỏi Silver Lake. Tiếng nói vốn khí thế trong điện thoại chốc lát hoảng loạn nói, thiếu gia, thiếu gia. Anh đang ở trước cửa Silver Lake ư? Chu Dương lạnh lùng nói, ông còn 59 giây. Đối phương có vẻ bị dọa một trận. Nói, thiếu gia đợi một chút, tôi xuống ngay. Vương Diễm Diễm bật cười khi nghe cuộc điện thoại của Chu Dương, cô ta chế giễu, Chu Dương, không ngờ cậu cũng biết chém gió đấy. Cậu biết thân phận của giám đốc Trần không? Hội viên cao nhất ở đây cũng không dám làm trò trước mặt giám đốc Trần, cậu cho rằng giả vờ gọi một cuộc điện thoại là có thể dọa được tôi sao? Chu Dương thản nhiên nói, có phải dọa ngươi hay không, 30 giây sau sẽ biết. Vương Diễm Diễm cười ha ha, được, lớp trưởng Chu. Tôi cùng cậu đợi 30 giây. À không, tôi đợi với cậu 3 phút. 3 phút mà Trần Tổng không xuất hiện, tôi sẽ cho bảo vệ xé rách mồm cậu ra. Xem sau này cậu dám chém gió được nữa không? Ha ha ha.
20 giây sau, một người trung niên diện đồ tây thiết kế cao cấp, hoảng loạn từ bên trong đi ra. Từ khi ở Đông Hải, sau khi trở thành người phụ trách câu lạc bộ Silver Lake, ông ấy là người nhận được sự sùng bái nhất ở cả Đông Hải, chưa có khi nào hoảng loạn như thế này. Có điều, ông ấy không thể không hoảng, bởi vì sáng nay nhận được thông tin, chủ tịch tập đoàn Chu Thị sẽ do thiếu gia kế nhiệm, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, thiếu gia đã đến Silver Lake rồi. Vương Diễm Diễm đang muốn châm chọc Chu Dương, đột nhiên nhìn thấy bảo vệ ai nấy đều nhìn ra sau lưng mình, mặt biến sắc. Cô ta theo bản năng vừa quay đầu lại, nhìn Trân Tổng đang từ bên trong chạy đến, nhất thời như bị sét đánh. Ngay lập tức, cô ta nhìn Chu Dương, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sao lại có thể? Chương 4, đưa đi trang trại nuôi heo vị nào là Chu Dương, Chu tiên sinh. Giọng nói của Trần Thế Hào đã bắt đầu run rẩy. Mọi người xung quanh đều sững sờ, giám đốc Trần với tiếng dậm chân này có thể khiến cả Đông Hải động đất, vào phút giây này hoang mang đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Lúc này Chu Dương mới mở miệng, là tôi. Trần Thế Hào lập tức bước về phía trước, cúi đầu và nói, thiếu. Chưa đợi ông ấy nói hết, Chu Dương lập tức nói, giám đốc Trần, có một số chuyện không nên nói ở bên ngoài. Trần Thế Hào vừa nghe xong, hoảng sợ cả người đều phát run. Ông ấy thật ngốc, thân phận của thiếu gia nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối, vậy mà bản thân xém chút nói ra rồi, nếu mà thiếu gia trách tội thì bản thân liệu có phải toi đời rồi không? Vì vậy ông ấy liền đổi cách xưng hô, nhưng vẫn cung kính hỏi, Chu tiên sinh, chào mừng cậu đến câu lạc bộ Silver Lake, mời cậu đi đến văn phòng để nói chi tiết hơn. Chu Dương bây giờ mới nhận ra bản thân nay đã khác xưa rồi. Cho dù là đối tượng được cả Đông Hải ngưỡng mộ, trước mặt anh, cũng sẽ biến thành một con kiến nhỏ bé. Vương Diễm Diễm sợ đến ngây người, cô ta không thể chấp nhận thực tế này, nhưng nó thực sự đã xảy ra trước mắt cô ta. Chu Dương này rốt cuộc là ai? Có thể khiến ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake đối xử cung kính như thế. Bản thân vừa nãy chế giễu anh như vậy, anh sẽ không báo thù chứ? Nghĩ về điều này, Vương Diễm Diễm vội vàng đổi sang tâng bốc, nũng nịu nói với Chu Dương, có lớp trưởng Chu đến là niềm vinh hạnh của câu lạc bộ Silver Lake chúng tôi, cũng là vinh hạnh của bạn học cũ này. Mau vào đây nào. Cô ta cảm thấy việc khen ngợi Chu Dương bằng hai câu này sẽ khiến Chu Dương quên đi hoặc bỏ qua những gì cô ta đã làm. Tuy nhiên, cô ta đã nghĩ Chu Dương quá lương thiện rồi. Khi Trần Thế Hào nghe những lời của Vương Diễm Diễm, ông ngạc nhiên hỏi, Tiểu Vương, cô là bạn cùng lớp của cậu Chu sao? Đúng, Vương Diễm Diễm vội vàng nói, cậu ấy là lớp trưởng thời đại học, mối quan hệ của chúng tôi đặc biệt tốt. Trần Thế Hào ngay lập tức nói, ngày mai đến văn phòng chủ tịch báo cáo, sau này cô sẽ là giám đốc nhân sự của Silver Lake. Từ trưởng nhóm nhỏ cho đến giám đốc nhân sự phải vượt qua ít nhất là 3 cấp ở Silver Lake, còn nhận được đãi ngộ gấp 10 lần, hơn nữa trong tay có quyền sống chết của hầu hết các nhân viên, và tuyệt đối là một trong những cấp quản lý cao nhất. Khi Vương Diễm Diễm nghe điều này, cô ta phấn khích đến độ muốn ngất đi. Lúc này, Chu Dương lạnh lùng nói, giám đốc Trần, ông có biết tôi và Vương Diễm Diễm có mối quan hệ gì không? Trần Thế Hào nghĩ rằng, Chu Dương không hài lòng với sự sắp xếp này nên ngay lập tức nói, nếu Chu tiên sinh không hài lòng, vậy để Tiểu Vương được thăng chức trực tiếp lên phó tổng. Theo Trần Thế Hào nghĩ, câu lạc bộ Silver Lake là của Chu Dương. Toàn bộ tập đoàn Chu Thị là của Chu Dương. Ngay cả khi anh muốn Vương Diễm Diễm thay thế vị trí bản thân, thì ông cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả, Chu Dương đột nhiên nói, Vương Diễm Diễm này, coi thường người khác, vì tôi không có thẻ hội viên, yêu cầu cô ta giúp đỡ, cô ta đã làm bẽ mặt tôi bằng mọi cách có thể, thậm chí đã nhiều lần muốn để bảo vệ đánh tôi, vậy mà ông muốn cô ta lên chức phó tổng, thế này là có ý gì? Trần Thế Hào trong lòng lạnh ngắt, muốn nịnh bợ mà còn làm không xong. Ngay lập tức, đôi mắt đầy giận dữ của ông nhìn về phía Vương Diễm Diễm. Kế tiếp, ông tát mạnh vào mặt Vương Diễm Diễm và mắng, dám xúc phạm Chu tiên sinh, cô ăn gan hùm rồi hả? Cô không muốn sống nữa phải không? Người đàn ông thường được cả Đông Hải ngưỡng mộ, giờ lại thành một người đàn ông thô lỗ đánh phụ nữ, nguyên do tất cả đều là vì Chu Dương. Vương Diễm Diễm sợ hãi đến nỗi cả người mềm nhũn, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, kêu khóc thảm thiết, giám đốc Trần, Chu tiên sinh, tôi đã sai. Tôi thực sự đã sai, là do mắt chó của tôi coi thường người khác, xin hãy tha thứ cho tôi. Sau này tôi không bao giờ dám nữa. Trần Thế Hào rất lo lắng. Nếu hành vi của Vương Diễm Diễm xúc phạm đến Chu thiếu gia thì tiền đồ của ông cũng mất hết. Vì vậy, ông liên tục đá Vương Diễm Diễm cho đến khi cô ta văng ra cách đó vài mét,
mới chửi bới, cô chính là mắt chó không biết nhìn người. Nay tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi chọc giận Chu tiên sinh. Nói xong, ông hét lên với bảo vệ xung quanh, đánh mạnh vào cho tôi. Đánh cho chết dở sống dở, sau đó lái xe đưa đến trang trại nuôi heo ở thôn Tứ Hợp, sau này cô ta sẽ ở lại Tứ Hợp nuôi heo và cho heo ăn. Không được rời đi nửa bước, cho dù là ngủ cũng phải ngủ trong chuồng, ngủ cùng với heo. Để phục vụ cho hội viên, câu lạc bộ Silver Lake đã đặc biệt mở một trang trại nuôi heo đen tự nhiên ở thôn Tứ Hợp. Những con heo được nuôi không thêm bất kỳ thành phần thuốc nào, và chỉ cung cấp cho câu lạc bộ Silver Lake. Để Vương Diễm Diễm đến đó để nuôi heo, còn cho cô ta ngủ chung với heo, hình phạt này không cần phải nói cực kỳ vô nhân đạo. Vương Diễm Diễm sợ hãi muốn chết, vội vàng nói, Giám đốc Trần, tôi từ chức. Tôi sẽ từ chức ngay bây giờ, xin hãy bỏ qua cho tôi. Từ chức, Trần Thế Hào tức giận hét lên, nếu cô không ngoan ngoãn đến thôn Tứ Hợp, sau này cả gia đình cô không cần sống ở Đông Hải nữa. Không, khỏi cần nghĩ đến việc muốn ở lại trong nước nữa. Nếu không, tôi sẽ để họ sống không bằng chết. Vương Diễm Diễm gục xuống khóc lớn, quỳ trễ y mặt đất và bò đến trước mặt Chu Dương, liên tục lại, lớp trưởng Chu, xin hãy giúp tôi thực sự đã sai. Xin cậu hãy nhớ đến chúng ta từng là bạn học. Chu Dương coi cô ta như không khí, gương mặt không cảm xúc nói với Trần Thế Hào, vợ tôi bị một người tên Trần Tuấn Sinh đưa vào đây. Tôi bây giờ phải tìm ra hắn ta, ngay lập tức. Trần Thế Hào vội vàng nói, Chu tiên sinh đi theo tôi. Sau khi nói xong, ông chỉ vào bảo vệ xung quanh, làm theo lệnh của tôi, dạy cho Vương Diễm Diễm một bài học sau đó đưa đến thôn Tứ Hợp. Vâng, Trần Tổng. Bảo vệ nào dám làm trái ý ông, gật đầu ngay lập tức. Vương Diễm Diễm khóc thảm thiết, nhưng Chu Dương đã phớt lờ và theo Trần Thế Hào vào câu lạc bộ. Chu thiếu gia, thật sự xin lỗi, đã khiến cậu chịu uất ức. Khi vào câu lạc bộ, Trần Thế Hào không ngừng xin lỗi Chu Dương, giống như đứa trẻ làm sai không dám cãi lời người lớn. Chu Dương nói với khuôn mặt lạnh lùng, đưa tôi đi tìm Trần Tuấn Sinh ngay lập tức. Trần Thế Hào vội vàng tìm chủ quản, sau khi tìm hiểu mọi chuyện, nói với Chu Dương, Chu thiếu gia, họ đang ở tầng 9. Chu Dương gật đầu, đưa tôi qua đói. Đèn báo của thang máy nhấp nháy từ từ, Chu Dương siết chặt móng tay vào lòng bàn tay. Nếu Trần Tuấn Sinh dám ra tay với vợ, anh sẽ lấy mạng hắn. Vừa đến cửa phòng bao riêng của Trần Tuấn Sinh, thì thấy có hai người đang ở trước cửa thì thầm. Trần Tuấn Sinh gật đầu hài lòng, đợi chuyện. Tốt của bổn thiếu gia thành rồi, chắc chắn sẽ không thiếu phân ngươi đâu. Cơn giận của Chu Dương bùng lên trong nháy mắt, siết chặt nắm đấm và lao qua. Nhưng lúc này, Trần Tuấn Sinh đã trở lại căn phòng. Chu Dương quay người và nói với Trần Thế Hào, tôi không muốn mọi người biết thân phận của tôi. Ông không cần đi vào. Chu Dương quay người và nói với Trần Thế Hào, tôi không muốn mọi người biết thân phận của tôi. Ông không cần đi vào. Trong phòng, lúc này bữa rượu đang ngất ngây, ba người đàn ông trung niên với cái bụng to và mặt béo đều nhìn Tạ Linh Ngọc, không có ý tốt nói, Tạ tiểu thư, nào cùng tôi uống một ly. Vấn đề tài chính của công ty cô cứ để chúng tôi lo. Đúng lúc này, tiếng ồn lớn đột ngột từ ngoài cửa lập tức khiến phòng bao lúc đầu đầy tiếng nói cười rơi vào im lặng. Chu Dương đá cánh cửa mở và xông vào với khuôn mặt giận dữ. Chương 5, đàn ông phải ngẩng cao đầu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong phòng đều có biểu cảm bất ngờ. Đầu tiên, đôi mắt Tạ Linh Ngọc lóe lên chút kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ bối rối và dường như cô cũng cảm thấy việc Chu Dương xông vào phòng có cô và Trần Tuấn Sinh như thế này là một quyết định sai lầm. Nhưng khi nghĩ đến việc công ty đang gặp nguy hiểm, cả gia đình đang cần mình chống đỡ, lại nghĩ đến 3 năm qua Chu Dương chẳng làm được. Tích sự gì, sự hoảng loạn trong mắt Tạ Linh Ngọc dần tan biến. Tự bản thân cô cũng không có cách nào khác, trong mắt Trần Tuấn Sinh lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tên vô dụng trong mắt mình, lại xông vào căn phòng này. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc trong mắt Trần Tuấn Sinh biến thành sự khinh bỉ. Chu Dương, tao cùng Tạ Linh Ngọc đến bàn một số vấn đề kinh doanh, mày lại xông vào trong căn phòng này, có phải quá mất mặt không? Khi nói chuyện, trễ y mặt Trần Tuấn Sinh mang theo nụ cười dịu dàng và khiêm nhường tựa như một quý ông lịch lãm. Các nhà đầu tư xung quanh đặt chén rượu xuống, tập trung nhìn vào Chu Dương, quay sang thì thầm với nhau. Người này là chồng của cô Tạ à? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới chính thức được gặp mặt. Với bộ dạng này có thể cưới được cô Tạ sao? Nghe nói cô Tạ bị anh Trần bỏ rơi, mới tìm đến người như thế này sao? Ha 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 hai.
một trận cười không ngớt vang lên. Những lời nhận xét đó rõ ràng đã lọt vào tai Chu Dương. Chu Dương không hề tức giận mà chuyển sự chú ý sang Tạ Linh Ngọc. Một chút bối rối lóe qua đôi mắt xinh đẹp của Tạ Linh Ngọc. Chu Dương, anh đang làm gì ở đây? Em đang bàn chuyện kinh doanh. Giọng điệu của cô đầy vẻ mệt mỏi và bất. Tạ Linh Ngọc quả thật ở đây để bàn chuyện kinh doanh. Mặc dù cô chưa bao giờ để Chu Dương chạm vào mình, nhưng cô luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, chưa bao giờ làm gì có lỗi với Chu Dương. Do vậy, cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ về một người nào khác lúc này. Tuy nhiên cô không biết rằng Trần Tuấn Sinh đang lên kế hoạch dùng thuốc để buộc cô phải tuân theo. Lúc này Chu Dương xông vào với thái độ như đang đến bắt gian như vậy khiến Tạ Linh Ngọc cảm thấy khó chịu. Ngộ nhỡ chuyện đầu tư vì anh mà thất bại thì cô phải làm sao bây giờ? Chu Dương không nói gì, bước đến nắm cổ tay Tạ Linh Ngọc, muốn đưa cô đi. Linh Ngọc, tên này không phải loại người tốt đẹp gì, hắn muốn làm hại em, mau đi theo anh. Tạ Linh Ngọc cố giật tay khỏi tay Chu Dương, không biết do gắng sức quá hay vì lý do gì mà cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Gánh nặng của công ty và gia đình đều đổ lên vai cô mà Chu Dương lúc này không thể giúp gì được. Lúc này, Tạ Linh Ngọc cuối cùng cũng nổi điên. Chu Dương, anh rốt cuộc muốn làm gì? Có phải muốn thấy gia đình em phá sản anh mới hài lòng đúng không? Chu Dương ngẩn người một lúc, rồi nghiêm túc nói, Linh Ngọc, anh không có ý này, anh chỉ không muốn em bị tổn thương mà thôi. Tạ Linh Ngọc xoa trán, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cô không biết rằng vừa rồi mình bị bỏ thuốc. Lúc này cô dường như còn sức lực, cố gắng nói, cầu xin anh, về nhà đi, đừng gây thêm phiền phức gì nữa. Em sẽ trở về sau. Chu Dương gầm nhẹ, gây rắc rối. Lẽ nào trong mắt em, anh lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối thôi sao? Đứng bên cạnh, Trần Tuấn Sinh thấy Chu Dương nổi nóng, rồi nhìn sang khuôn mặt đang nhăn nhó của Tạ Linh Ngọc, khóe môi khẽ nhếch lên. Chu Dương, dừng lại đi nếu không có chút khả năng gì, Linh Ngọc không cần đến sự giúp đỡ của mày đâu. Mày đã khiến Linh Ngọc phải một mình chịu uất ức, giờ lại muốn làm mất hết tài sản của gia đình cô ấy nữa sao? Đừng làm hại Linh Ngọc nữa, hãy giải thoát cho cô ấy đi. Câm miệng. Chu Dương biết Trần Tuấn Sinh đang cố tình chia rẽ, nhịn không được khẽ gầm lên rồi vung đấm đấm hướng thẳng vào Trần Tuấn Sinh. Chỉ với một cú đấm khiến kính của Trần Tuấn Sinh văng ra và mũi hắn chảy máu. Các nhà đầu tư đang ngồi xem kịch hay bỗng đứng dậy ngay lập tức. Mày dám đánh tao? Khuôn mặt Trần Tuấn Sinh trở nên nhăn nhó khó chịu, như một con sư tử đang tức giận tột độ. Hắn hung hăng cầm một chai rượu chê y bàn và đập vào đầu Chu Dương. Tạ Linh Ngọc hét lên sợ hãi. Ngay lúc này, một bàn tay nắm chặt cổ tay Trần Tuấn Sinh, sau đó vung mạnh đầu gối vào. Bụng hắn hất hẳn ta ra xa một mét. Đó là vệ sĩ riêng của Trần Thế Hào, xếp lớn của câu lạc bộ Silver Lake. Sau đó anh ta nhìn Trần Tuấn Sinh ngồi chê y sàn rồi lạnh lùng, anh Trần, tư cách thành viên câu lạc bộ của anh đã bị hủy bỏ. Mời anh mau rời khỏi đây. Mọi người trong phòng được một phen ngây người. Bọn họ im lặng vài giây. Một nhân viên bất động sản được Trần Tuấn Sinh mời đến bỗng lên tiếng, có gì nhầm lẫn không? Người họ Chu kia ra tay trước, Trần Tuấn Sinh bị anh ta đấm trước, sao các người lại hủy bỏ tư cách thành viên câu lạc bộ của anh Trần? Vệ sĩ của Trần Thế Hào khẽ cười, nhẹ nhàng nói, không chỉ Trần Tuấn Sinh, mà tư cách thành viên của các ông cũng bị hủy bỏ. Các ông sẽ không được phép bước chân vào câu lạc bộ này suốt đời. Trong phòng trở nên hỗn loạn. Tư cách thành viên của câu lạc bộ Silver Lake là một công cụ hữu hiệu để họ đi dạo các trung tâm thương mại và giao tiếp xã hội. Để có được nó họ đã phải rất cố gắng. Sao bây giờ đột nhiên bị hủy bỏ tư cách thành viên? Một số người vội lên tiếng, ý anh là gì? Chủ tịch Trần, hãy bảo ông ấy đến đây giải thích cho chúng tôi. Vệ sĩ của Trần Thế Hào cười khẩy, muốn chủ tịch Trần gặp các người. Các người xứng sao, nói cho các ông biết mau rời khỏi đây ngay trước khi chủ tịch Trần nổi giận. Nếu không các người sẽ là kẻ thù của chủ tịch Trần cũng như cả câu lạc bộ Silver Lake này. Các chủ đầu tư lập tức bị dọa ngây người. Trở thành kẻ thù của câu lạc bộ Silver Lake. Nếu điều này truyền ra ngoài thì ai còn dám làm ăn với họ nữa chứ? Họ chỉ đến giúp Trần Tuấn Sinh tán gái. Thôi sao dám đụng chạm đến Silver Lake chứ? Thấy các nhà đầu tư vẫn còn đứng ngây người ra, vệ sĩ vội hét lên, mau đuổi tên khốn Trần Tuấn Sinh và mấy người này ra khỏi đây. Các nhân viên bảo vệ khác vội tràn vào và đuổi họ ra ngoài. Vệ sĩ riêng của Trần Thế Hào đến trước mặt Chu Dương khẽ mỉm cười rồi nói, Chu tiên sinh, anh đã hài lòng chưa? Vừa dứt lời,
liền thấy Tạ Linh Ngọc ngất trên y sofa. Chu Dương tỏ ra căng thẳng rồi ôm chặt cô vào lòng, Linh Ngọc. Vệ sĩ riêng của Trần Thế Hào đến kiểm tra, ngửi mùi rượu của Tạ Linh Ngọc rồi nói, Chu tiên sinh, cô ấy hẳn là bị bỏ thuốc tam tỏa luân, may là liều lượng không lớn nên không có gì nguy hiểm. Tôi sẽ đi lấy thuốc giải rồi trở lại ngay. Chu Dương gật đầu. Chẳng mấy chốc vệ sĩ đó liền mang thuốc. Ngọc uống, nhận thấy hơi thở cô đều trở lại mới yên tâm. Anh cũng từng nghe qua về tam tỏa luân, chỉ cần nhấp một chút cũng đủ khiến người ta mê man vài giờ liền. Lũ cặn bã. Nhất định phải khiến chúng trả giá. Vô cùng tức giận, Chu Dương cảm thấy sợ hãi nếu mình không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lúc này, Trần Thế Hào cũng đến, vội hỏi, Chu Dương, vợ cậu không sao chứ? Chu Dương ôm lấy Tạ Linh Ngọc, nói. Không sao, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Đừng kể chuyện này cho ai khác. Trần Thế Hào nói, lũ khốn đó, có cần đêm nay tôi cho người dạy chúng một bài học? Chu Dương lộ vẻ thâm trầm, không cần tôi sẽ từ từ chơi với chúng. Tôi biết rồi, Trần Thế Hào gật đầu nói, Chu Dương, đi theo tôi. Có một thang máy nội bộ dẫn đến nhà để xe ngầm. Tôi sẽ cho người chuẩn bị cho cậu một chiếc xe để rời khỏi đây. Chu Dương gật đầu, ôm lấy Tạ Linh Ngọc, đi theo ông ấy xuống lầu. Chương 6, tự hào về anh. Đám người Trần Tuấn Sinh bị bảo vệ thô bạo đuổi ra khỏi câu lạc bộ Silver Lake. Cả bốn người ngã xuống nền xi măng, toàn thân đau ê ẩm, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chuyện này là sao? Tại sao tư cách hội viên của chúng tôi lại bị hủy? Mũi Trần Tuấn Sinh vừa mới ngừng chảy máu, mấy nhà đầu tư khác ai cũng nhìn hắn với khuôn mặt không nói nên lời. Một ông chủ trong số đó lên tiếng, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, danh dự của tôi coi như mất hết, sau này sợ rằng sẽ chẳng có ai đến tìm tôi làm ăn nữa. Trần Tuấn Sinh lo lắng nói, tôi sợ rằng là ai đó trong chúng ta trước đây đã đắc tội Trần Tổng, nhưng chuyện này cũng phải điều tra rõ nguyên nhân, còn bây giờ chúng ta nên đi thôi, tránh chọc giận giám đốc Trần. Ba người bọn họ lần lượt gật đầu, bọn đâu ai biết chính Trần Tuấn Sinh đã hại bọn họ bị hủy tư cách thành viên, bây giờ chỉ dành cúi đầu thất vọng đi về. Nhưng bất luận thế nào, bọn họ cũng không ngờ lý do tư cách hội viên của bọn họ bị hủy bỏ là do đắc tội Chu Dương, người mà trước kia bọn họ không xem ra gì. Về đến nhà, Chu Dương bế Tạ Linh Ngọc vào phòng ngủ sắp xếp ổn thỏa, cảm thấy không có gì khác thường mới đi vào phòng làm việc nằm ngủ. Quá nửa đêm, thuốc mê hết tác dụng, Tạ Linh Ngọc mới mơ màng tỉnh dậy. Đầu Tạ Linh Ngọc đau nhói, phải qua một khoảng thời gian cô mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đến bây giờ cô mới ý thức được thì ra bản thân mình bị bỏ thuốc. Cũng may Chu Dương xuất hiện kịp thời, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Tạ Linh Ngọc thở dài ngồi dậy, cô muốn đi gặp Chu Dương, nhưng lại do dự rồi lại nằm xuống. Trần Tuấn Sinh có ý xấu với cô, đối thủ cạnh tranh của cô cũng rất mạnh, nợ ngân hàng lại sắp đến hạn phải trả, hiện tại có thể nói nguy hiểm đang rình rập quanh cô. Bây giờ thì cô đã biết bản thân mình hiểu lầm Chu Dương rồi, nhưng mà giờ chỉ có thể thở dài rồi âm thầm lau nước mắt thôi. Bởi vì cô phải nghĩ cách để cứu sống công ty. Ngày mai cô vẫn phải đến gặp Trần Tuấn Sinh xã giao, vừa phải để phòng hắn vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì người đàn ông này, chính là người cuối cùng có thể giúp đỡ được cô. Trần Tuấn Sinh thèm muốn cơ thể cô, chuyện này sao mà cô không biết. Chỉ là ngay cả cô cũng không ngờ đến, Trần Tuấn Sinh lại dở thủ đoạn dùng đến cả thuốc mê. Nhiều ý nghĩ bổng lóe lên trong đầu Tạ Linh Ngọc, cuối cùng lại ngủ thiota đi lúc nào không biết. Cả một đêm, Chu Dương cũng không thể ngủ được. Anh cảm thấy những chuyện đã xảy ra với anh thật mơ mộng và khó tin. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra trước mặt anh lại rất chân thật. Anh không thể xem hết email mà Triệu Đồng gửi cho anh được, chê y đó liệt kê hàng chục ngàn công ty, xem hết một lượt, anh kinh ngạc phát hiện ra chê y đó có rất nhiều công ty có tên tuổi, sau đó anh biết thêm một chuyện động trời. Trời ơi! Tập đoàn Chu Thị thì ra là tập đoàn siêu cấp quy mô toàn cầu, đứng sau lưng những công ty tên tuổi, âm thầm khống chế cổ phần của rất nhiều doanh nghiệp lớn. Trong lúc xem xét, Chu Dương phát hiện một cái tên rất quen thuộc, phòng thí nghiệm sinh học Stanford ở Mỹ. Phòng thí nghiệm này là phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, có vài vị còn đạt cả giải Nobel, thực lực nghiên cứu rất giỏi. Họ có nhiều bằng sáng chế nghiên cứu khoa học, bất cứ ai trong số họ cũng có thể gây ra tiếng vang lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Các loại thuốc mà họ nghiên cứu phát triển là thuốc có hiệu quả đặc biệt nổi tiếng thế giới.
Các nhân tố sinh học công nghệ cao được phát triển bởi họ là các công thức làm trắng và chống lão hóa tốt nhất trên y thế giới. Chu Dương vẫn còn nhớ, khoảng thời gian trước, rất nhiều công ty mỹ phẩm trên y toàn thế giới đã đổ xô đi tranh giành cái bằng sáng chế này, bởi vì ai giành được cái bằng sáng chế này sẽ trở thành số một trong lĩnh vực mỹ phẩm. Công ty hiện tại mà Chu Dương đang làm là một trong những công ty về mỹ phẩm lớn nhất Hoa Hạ, mặc dù là công ty có tên tuổi, nhưng cái bằng sáng chế hàng đầu thế giới kia bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ về nó thôi. Vì căn bản bọn họ cạnh tranh không lại những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Còn về công ty mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc thì càng không có cửa, vì thực công ty của cô quá yếu, cho dù có lấy được cái bằng sáng chế này thì về mặt dây chuyền sản xuất, công nghệ chế tạo và chất lượng sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn. Lúc đầu khi anh mới kết hôn với Tạ Linh Ngọc, thì anh muốn đến công ty của Tạ Linh Ngọc để giúp đỡ, nhưng Tạ Linh Ngọc cảm thấy vợ chồng làm cùng một công ty thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, cho nên đã không đồng ý cho anh đến phụ giúp. Nhưng cũng vì muốn giúp đỡ Tạ Linh Ngọc mà Chu Dương đã tìm cách để vào một công ty mỹ phẩm lớn hơn, hy vọng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, tương lai có thể dùng nó để giúp đỡ Tạ Linh Ngọc. Cũng bởi vì vậy mà anh mới biết đến sự tồn tại thần kỳ của phòng thí nghiệm sinh học Stanford. Không ngờ phòng thí nghiệm này cũng là của tập đoàn Chu Thị. Trong lòng Chu Dương bỗng tràn ngập một ý nghĩ thú vị. Tại sao anh không tự mình đi giành lấy cái bằng sáng chế đó, sau đó dùng nó đi đàm phán với các công ty lớn? Các công ty lớn nằm mơ cũng muốn lấy được cái bằng sáng chế này, nếu anh đến tìm bọn họ hợp tác thì bọn họ mừng còn không hết. Đến lúc đó, bản thân anh sẽ yêu cầu bọn họ cho anh trở thành người phụ trách của dự án này, sau đó lại yêu cầu được nắm giữ phần lớn cổ phần, rồi cuối cùng sẽ tìm cách kéo công ty của Tạ Linh Ngọc vào làm đối tác, cứ như vậy công ty của Tạ Linh Ngọc sẽ một bước lên mây. Nghĩ đến đây, anh lập tức tìm được phương thức liên lạc với phòng thí nghiệm Stanford, rồi gửi một tin nhắn. Tôi là Chu Dương. Tôi muốn bằng sáng chế công thức làm trắng và chống lão hóa của các vị, mau chóng chuyển bằng sáng chế sang tên của tôi. Bên kia nhanh chóng trả lời, thưa thiếu gia, một phút sau bằng sáng chế sẽ được chuyển sang tên anh. Mười mấy giây sau, Chu Dương nhận được tin nhắn, cái tin nhắn được gửi đến kia ấy thế mà của cơ quan quản lý bằng sáng chế quốc tế, phòng thí nghiệm Stanford đã chuyển bằng sáng chế sang tên anh chính là người sở hữu duy nhất của bằng sáng chế này. Trong lòng Chu Dương cực kỳ hưng phấn. Một khi dự án này được tiến hành, nó sẽ là một tiêu điểm nóng với doanh thu có thể lên đến hàng tỷ hoặc thậm chí có thể lớn hơn. Đến lúc đó Tạ Linh Ngọc có thể tự tin mà kinh doanh mỹ phẩm cũng có thể như cá chép vượt long môn mà dễ dàng vượt qua dự án này. Bằng sáng chế ở Stanford rất nhiều, những bằng sáng chế thích hợp để sản xuất mỹ phẩm cũng không ít, đợi Tạ Linh Ngọc tích lũy đủ thực lực rồi, anh sẽ đem hết bằng sáng chế đưa cho cô, để cô ấy tự mình làm. Cứ như vậy. Công ty mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc sẽ số một toàn quốc, đó là nếu cô ấy làm tốt. Trong mắt Tạ Linh Ngọc, anh chính là ông chồng ở rể không giúp được gì, nhưng chắn chắc cô không ngờ rằng anh chính là người thừa kế của tập đoàn Chu Thị. Hơn nữa, bản thân anh còn sở hữu khá nhiều tài sản và bằng sáng chế cao cấp. Mong rằng có thể giúp đỡ cô ấy. Linh Ngọc, kể từ ngày hôm nay anh sẽ không còn là ông chồng vô dụng nữa. Kể từ hôm nay anh sẽ khiến cho em biết. Em có ông chồng tài giỏi nhất thế giới. Anh Chu Dương thề với trời, anh nhất định khiến em tự hào về anh. Chương 7, anh đã bị sa thải. Ngày hôm sau, Tạ Linh Ngọc có chút ngại ngần với Chu Dương, vì thế sau khi thức dậy liền tới công ty từ rất sớm. Chu Dương ăn vội bữa sáng ở bên ngoài, rồi đi chiếc xe đạp điện nhỏ của mình tới bộ phận marketing công ty Danh Dương. Thực ra công ty Danh Dương cách công ty mỹ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc chỉ một con phố. Ở dưới cổng của công ty Danh Dương, Chu Dương ngẩng đầu lên nhìn công ty của Tạ Linh Ngọc một chút, trong lòng đầy tâm trạng. Hôm qua nghỉ không lý do, hôm nay vẫn còn tâm trạng để ngắm cảnh sao? Thực sự anh nghĩ rằng công ty Danh Dương của chúng tôi là nơi nuôi phế vật à? Đột nhiên có âm thanh đầy vẻ thù địch phát ra từ phía sau của Chu Dương. Thu tầm mắt lại, Chu Dương từ từ quay lại thì nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay bên đường. Một người đàn ông trung niên ngó cổ ra từ cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng đáng ghét nhìn Chu Dương. Người đàn ông trung niên tên là Lý Xuyên, là giám đốc phòng marketing của công ty Danh Dương, có thể coi là sếp lớn của Chu Dương. Vì có lần Chu Dương đã bóc phốt cấp dưới của Lý Xuyên nên hắn luôn không có thiện cảm với Chu Dương và muốn đuổi anh ra khỏi công ty. Cố giấu cục tức ở trong lòng, Chu Dương mở miệng ra chào một câu giám đốc Lý. Lý Xuyên khinh bỉ mà nói rằng, Chu Dương. Anh nghỉ không lý do, lần này thánh cũng không cứu nổi anh,
chuẩn bị mà quấn gói khỏi công ty đi. Nói xong, Lý Xuyên đạp chân ga, nghênh ngang bỏ đi. Nhìn theo đèn hậu xe ô tô của Lý Xuyên, Chu Dương lắc đầu liên tục. Lý Xuyên à Lý Xuyên, nếu như bình thường anh giả vờ tỏ ra tài giỏi với tôi thì đã đành, nhưng hôm nay trong tay tôi lại có bản quyền sáng chế phát minh xuất sắc nhất phòng nghiên cứu sinh học Stanford, anh vẫn còn tự cho mình là giỏi, thế thì đừng trách tôi không khách khí với anh nhé. Vừa vào tới bộ phận marketing công ty Danh Dương, đã thấy một bầu không khí vô cùng bí bách. Hình như mọi người vừa bị Lý Xuyên mắng, thái độ rất uất ức. Một đồng nghiệp nữ nói nhỏ với Chu Dương, Lý Xuyên vừa vào cửa đã mắng mọi người rồi, anh ta còn nói hôm nay phải sa thải anh để răn đe, anh nhanh nhanh mà đi cầu xin anh ta đi. Chu Dương cười nói, không cần, tùy anh ta. Đang nói thì Lý Xuyên đi ra từ trong văn phòng, trong tay cầm một lá thư từ chức, đứng trước sảnh lớn của văn phòng nói to rằng, Chu Dương vì nghỉ không có lý do nên kể từ giờ phút này chính thức bị sa thải, trong tay tôi chính là quyết định sa thải. Sau này nếu ai không làm việc nghiêm túc thì sẽ giống như anh ta, cút hết đi cho tôi. Vừa nói vừa nhìn về phía Chu Dương, lạnh lùng nói, Chu Dương, anh cầm thư từ chức này, đến phòng nhân sự làm thủ tục đi. Chu Dương hỏi hẳn, giám đốc Lý, một lần nghỉ không lý do theo quy định của công ty thì cũng chỉ trừ lương 3 ngày công mà thôi, anh dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Lý Xuyên cười nhạt nói, quy định công ty ư, tôi nói cho anh biết, tôi đây chính là quy định. Tôi muốn anh đi thì anh phải đi, hơn nữa là đi không bao giờ quay lại. Chu Dương khinh bỉ nói, anh chẳng qua cũng chỉ là một giám đốc marketing, cũng không phải là giám đốc nhân sự, càng không phải là chủ tịch hội đồng quản trị, anh dựa vào cái gì mà dám đi ngược lại quy định của công ty để sa thải tôi. Anh có tin tôi sẽ đi tìm Thẩm tổng để đòi lại công bằng không? Ô kinh, Lý Xuyên khinh bỉ nói, anh dựa vào cái gì mà đi tìm chủ tịch Thẩm để đòi công bằng? Chủ tịch Thẩm biết anh là ai? Tôi nói cho anh biết, anh mau chóng biến khỏi đây, bằng không tôi sẽ đánh tiếng cho các công ty ở trong ngành, về sau còn công ty nào cần anh nữa. Được thôi, Chu Dương gật đầu, anh giỏi, tôi sợ anh được chưa? Đưa cho tôi thư từ chức, tôi đi làm thủ tục. Lý Xuyên vứt tờ đơn từ chức xuống chân Chu. Dương, lạnh lùng nói, mau cút đi, đừng có ở đây mà dương mắt lên nhìn. Chu Dương cười nhạt, cầm tờ đơn từ chức đi ra khỏi phòng marketing. Đi thẳng tới phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân lúc này đang ở trong phòng làm việc và thấy buồn phiền vì doanh số năm nay. Mặc dù nói công ty Danh Dương là thương hiệu bản địa nổi tiếng trong nước nhưng nói thật dưới sức ép từ các thương hiệu nước ngoài, thương hiệu lớn thì quả thật cũng rất khốn đốn. Sản phẩm của Danh Dương, sức cạnh tranh không đủ, độ nổi tiếng của sản phẩm cũng chưa tới tâm, vì thế thị phân không ngừng chịu sức ép. Chết cái nữa là... Phòng nghiên cứu phát triển cũng không làm việc hiệu quả, không có sản phẩm tốt được tung ra. Để so sánh, các nhãn hiệu sản phẩm nước ngoài và sản phẩm lớn không ngừng đổi mới, công ty Danh Dương hoàn toàn không cạnh tranh nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e công ty Danh Dương chỉ có thể sản xuất một vài sản phẩm dưỡng da giá rẻ thôi. Lúc này, Chu Dương gõ cửa phòng làm việc của cô ấy. Thẩm Bích Quân xoa hai thái dương và nói, mời vào. Chu Dương đẩy cửa bước vào. Nói, chào Chủ tịch Thẩm. Trước mặt là một Thẩm Bích Quân vừa thời thượng lại vừa lạnh lùng, thân hình nóng bỏng, nói đơn giản thì là một cực phẩm. Thực sự, trong giới kinh doanh Đông Hải có hai bông hoa vàng khiến người ta ca tụng, một trong số đó là Tạ Linh Ngọc vợ của Chu Dương rồi. Người còn lại chính là Thẩm Bích Quân đang đứng trước mặt đây. Thẩm Bích Quân ngạc nhiên hỏi, anh là? Chu Dương nói, sếp Thẩm, tôi là Chu Dương nhân viên kinh doanh của bộ phận marketing. Ô. Chào anh Thẩm Bích Dương nhíu mày, không hiểu một nhân viên kinh doanh cấp dưới đến tìm mình có việc gì, trong lòng có chút phản cảm, nhưng vẫn lịch sự hỏi anh có việc gì không? Chu Dương nói, sếp Thẩm, tôi đến để bàn với cô một cơ hội hợp tác. Thẩm Bích Quân cười và hỏi, không biết anh muốn bàn với tôi hợp tác việc gì? Bề ngoài Thẩm Bích Quân tỏ ra khá ôn hòa, nhưng tận sâu trong lòng thì lại cảm thấy tên nhân viên kinh doanh này thật không có phép tắc gì cả. Một nhân viên kinh doanh cấp dưới mà lại dám trực tiếp đến tìm chủ tịch để bàn công chuyện hợp tác ư? Anh đùa tôi à, anh coi ban lãnh đạo công ty là gì vậy? Vì vậy, trong lòng cô thầm nghĩ, loại nhân viên không hiểu phép tắc như thế này, sau khi nghe xong anh ta nói, sẽ trực tiếp gọi cho phòng nhân sự, ra lệnh cho họ sa thải anh ta. Lúc này, Chu Dương nói một cách thản nhiên, sếp Thẩm, chắc cô biết rằng phòng thí nghiệm sinh học Stanford của Mỹ có một bản quyền sáng chế phát minh mới. Liên quan đến một nhân tố làm trắng và chống lão hóa.
Thẩm Bích Quân vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, sao anh biết hai? Chu Dương cười nói, đa là người trong ngành này, đương nhiên tôi phải chú ý nhiều tới các tin tức mới của ngành rồi. Thẩm Bích Quân không thể không coi trọng anh. Khoa học công nghệ mũi nhọn chỉ có lãnh đạo cấp cao và bộ phận nghiên cứu phát triển mới chú ý đến, bộ phận marketing thì thường bán sản phẩm bên ngoài thị trường. Một nhân viên kinh doanh nhỏ bé lại chú ý đến thông tin công nghệ mũi nhọn hàng đầu trong ngành, xem ra anh ta cũng không phải người tâm thường. Thế là, cô tò mò hỏi, anh đến để nói với tôi phát minh này là có ý gì? Có ý muốn tôi lấy nó sao? Chu Dương cười hỏi, sếp Thẩm muốn lấy nó không? Thẩm Bích Quân cười giễu cợt và nói, tôi tất nhiên là muốn có nó rồi, nhưng tôi có không nổi. Shiseido của Nhật, Chanel của Pháp, còn cả một vài thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Italy, đều cố gắng nghĩ cách để cạnh tranh để có được nó, tôi không thể có khả năng đó được. Chu Dương nghiêm túc nói, sếp Thẩm, chẳng giấu gì cô, bản quyền sáng chế phát minh này hiện đang nằm trong tay tôi. Nếu cô quan tâm, chúng ta có thể nói về kế hoạch hợp tác. Thẩm Bích Quân cười to và nói, đừng làm trò trước mặt tôi nữa, bản quyền phát minh sáng chế này nằm trong phòng thí nghiệm sinh học Stanford, không nằm trong tay của bất kỳ cá nhân nào, nếu anh đang diễn kịch lừa dối, thì anh có thể ra ngoài. Chu Dương cười, cô có thể kiểm tra trên website bằng sáng chế quốc tế để xem ai đang là chủ sở hữu của bằng sáng chế này hiện giờ. Thẩm Bích Quân cau mày, tiện tay mở website bằng sáng chế quốc tế và nhập mã số bản quyền phát minh sáng chế của nhân tố chống lão hóa làm trắng. Thực ra, cô có nằm mơ cũng muốn sở hữu được bản quyền phát minh sáng chế này, sớm đã nghiên cứu thuộc lầu như cháo chảy. Sau khi kết quả tìm kiếm được hiện ra, con người của cô nheo lại ngay lập tức. Sao có thể thế được? Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ xuất hiện trên màn hình, ngạc nhiên há hốc mồm. Ban đầu, trên cột chủ sở hữu bản quyền phát minh sáng chế, viết tên tiếng Anh đầy đủ của phòng thí nghiệm sinh học Stanford của Mỹ. Nhưng bây giờ chê y đó lại viết hai chữ phiên âm tên của Chu Dương. Chương 8, sa thải xếp tổng. Thẩm Bích Quân nghĩ về người đàn ông trước mặt mình vừa tự xưng Chu Dương, với cái phiên âm châu Yang này vừa hay lại y như nhau, kết hợp với những lời người đó nói, chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái thứ mà dù nằm mơ mình cũng muốn có được, là cái bằng sáng chế mà bản thân còn tình nguyện muốn mang một nửa công ty ra đổi, thực sự đang nằm trong tay người đàn ông kia? Đã thế. Người đó còn là nhân viên bộ phận bán hàng của mình. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chu Dương nhìn thấy sắc mặt kinh hãi của cô thì mỉm cười, anh mở email trong điện thoại lên, đưa cho cô xem văn kiện mô tả việc thay đổi chủ sở hữu bằng sáng chế rồi cười nói, sếp Thẩm không cần nghi ngờ, bằng sáng chế này đúng là đang nằm trong tay tôi. Thẩm Bích Quân nhận lấy điện thoại xem thử, ngay lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, kinh ngạc thốt lên, bằng sáng chế này sao lại ở trong tay anh? Chu Dương cười he he một tiếng rồi nói, làm sao nó ở trong tay tôi, chủ tịch Thẩm không cần phải điều tra, tôi hiện giờ muốn dùng bằng sáng chế này để hợp tác với công ty Danh Dương, không biết cô có hứng thú không? Tất nhiên là có, Thẩm Bích Quân bất ngờ đứng dậy, bản thân cô còn hơn cả hứng thú, đơn giản mà nói là câu mong tha thiết đói. Quả là trời Phật phù hộ cho tấm lòng thành của cô mấy ngày hôm nay đã lo lắng âu sâu. Thậm chí còn mang cả thành quả công nghệ hàng đầu này đặt ở trước mặt mình. Vì vậy cô vội vàng hỏi, anh muốn hợp tác thế nào? Chu Dương cười nói, đầu tiên, tôi hy vọng có thể thành lập một dự án mới với công ty, tôi sẽ dùng bằng sáng chế này làm vốn, công ty sẽ chịu trách nhiệm về việc xuất tiền, nhân công, thiết bị và quảng cáo, tôi muốn nắm giữ 60% cổ phiếu cho dự án mới lần này. Chu Dương nhẹ nhàng nói, cô không đồng ý cũng sẽ có người khác đồng ý, tôi có thể dùng bằng sáng chế này đi tìm Estée Lauder hoặc L.A. Me để hợp tác. Tôi tin rằng với tầm nhìn chiến lược của bọn họ, nhất định họ sẽ cầu xin tôi hợp tác với bọn họ. Biểu cảm của Thẩm Bích Quân có hơi chán nản, Chu Dương nói đúng, bằng sáng chế đó nếu như đến tay những doanh nghiệp lớn như Estée Lauder hay L.A. Me, nó chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Nghĩ sao thì bản hợp đồng đó cũng nằm trong tay Chu Dương, theo một ý nghĩa nào đó thì bản thân nên yêu cầu anh hợp tác mới đúng, vì vậy Thẩm Bích Quân chỉ có thể gật đầu đồng ý, cô nói, được, tôi đồng ý. Chu Dương nói, tôi còn có một điều kiện. Thẩm Bích Quân tiếp lời, anh nói đi. Chu Dương nói, nếu tôi đã chiếm 60% cổ phần của dự án này rồi thì tôi cũng nên làm luôn người phụ trách, dự án này chỉ có tôi có quyền, ngay cả cô cũng không được nhúng tay vào. Thẩm Bích Quân gật đầu, được, tôi đồng ý. Chu Dương lại nói, à đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất, hợp tác lần này của chúng ta có chút rắc rối.
Thẩm Bích Quân lo sợ cơ hội tuyệt vời thế này lại trôi đi mất nên vội vàng hỏi, rắc rối gì? Chu Dương cười lên, mang đơn sa thải nhân viên mà hồi nãy Lý Xuyên viết cho anh đưa đến rồi nói, cô xem, 10 phút trước, tôi đã bị Lý Xuyên bên bộ phận bán hàng sa thải rồi, cho nên hợp đồng của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Thẩm Bích Quân cúi đầu nhìn, lập tức lửa giận bốc cao. Hắn vừa làm chuyện quái gì vậy? Sa thải rồi. Người này đang nắm giữ trong tay bằng sáng chế hàng đầu thế giới đó. Thẩm Bích Quân lạnh mặt nói, cái tên Lý Xuyên này bị cái gì không biết. Chu Dương nói, ngày hôm qua tôi có chút chuyện riêng, quả thật là tôi đã không đi làm, dựa theo quy định của công ty, thì tôi sẽ bị trừ 3 ngày lương, nhưng Lý Xuyên lấy việc công báo thủ riêng, không làm theo quy định mà tự ý muốn sa thải tôi. Tôi muốn hỏi một chút, cả công ty danh Dương chẳng lẽ chỉ dựa vào lời anh ta nói được sao? Nói rồi thở dài một hơi, luyến tiếc nói tiếp, thật không biết tại sao một công ty lớn như công ty danh Dương, sao lại tuyển loại người rác rưởi như Lý Xuyên làm người phụ trách bộ phận bán hàng chứ? Hắn ta lòng dạ hẹp hòi, thù dai, chuyện quan trọng hơn cả, hắn không có kỹ năng kinh doanh nào cả, chỉ biết ở trong công ty chia bè kết phái đấu đá nhau, khiến mọi người phàn nàn rất nhiều. Dứt lời, Chu Dương nhìn Thẩm Bích Quân. Nghiêm túc nói, nếu như loại người này còn ở trong công ty danh Dương, tôi sẽ có lý do để tin rằng, dự án về công thức làm trắng và chống lão hóa này chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ hắn, cho nên chủ tịch Thẩm à thật xin lỗi. Thẩm Bích Quân gấp gáp đứng lên nói, anh đừng vội. Người này tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Dứt lời, cô nhấc điện thoại gọi cho thư ký, bảo Lý Xuyên bên bộ phận bán hàng đến đây gặp tôi, tiện thể gọi cả giám đốc nhân sự đến luôn. Lúc này Lý Xuyên đang ở bộ phận bán hàng, đem Chu Dương ra làm tấm gương xấu mà đe dọa mọi người phải tuân theo lệnh của hắn. Đến lúc nghe rằng chủ tịch đang gọi hắn thì ngay lập tức chạy qua. Lúc đến văn phòng của Thẩm Bích Quân, hắn mới phát hiện Chu Dương cũng có mặt ở đây, lại còn có cả giám đốc nhân sự, tim hắn đập thình thịch lo lắng. Cái tên khốn kiếp này thế mà dám đến tố cáo với chủ tịch. Thẩm Bích Quân lạnh giọng chất vấn, Lý Xuyên, tôi hỏi cậu, tại sao lại sa thải Chu Dương? Lý Xuyên vội vàng giải thích, chủ tịch Thẩm, cái tên Chu Dương này bình thường không coi ai ra gì, lại không coi trọng chế độ của công ty, lại 5 lần 7 lượt phá võ kỷ luật, là con ngựa hại bầy của bộ phận bán hàng, cho nên tôi đã đuổi cậu ta đi để điều chỉnh lại kỷ cương của bộ phận bán hàng. Thẩm Bích Quân lạnh giọng nói, anh ta là con ngựa hại bầy vậy cậu thì sao? Gần đây hiệu suất của bộ phận bán hàng giảm liên tục trong 6 tháng, cậu thân là người phụ trách nên chịu trách nhiệm thế nào đây? Lý Xuyên vô tội nói, chủ tịch, chuyện này không thể trách tôi được đâu, hiệu suất của bộ phận bán hàng giảm là do khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng ta không theo kịp thị trường. Dù là một người phụ nữ khéo léo cũng khó mà nấu được cơm khi không có gạo ạ. Thẩm Bích Quân hừ một tiếng, cậu đùn đẩy trách nhiệm thì nhanh không ai bằng. Lý Xuyên vội vàng nói, chủ tịch Thẩm, lời tôi nói đều là sự thật. Thẩm Bích Quân gật đầu nói, vậy được, vì các sản phẩm của công ty danh Dương chúng tôi không tốt. Nên không xứng với một quản lý bán hàng giỏi như cậu, mời cậu tìm công ty khác tốt hơn. Lý Xuyên nghe xong hai chân muốn mềm nhũn. Hắn tốn 7-8 năm mới leo lên được vị trí này, bây giờ tiền lương cao, đãi ngộ cũng tốt, chức vụ cũng cao nốt, đối với hắn không có gì xứ y gờ bằng. Nếu bây giờ thực sự bị công ty danh Dương sa thải, một người trung niên như hắn, muốn tìm một chức quản lý bán hàng thực sự mà nói khó như lên trời. Vài năm gần đây, vấn đề người trung niên thất nghiệp càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều quản lý trung niên của các công ty công nghệ sau khi bị đào thải, vì áp lực cuộc sống mà phải tự sát, nếu bản thân hắn bây giờ mà thất nghiệp, vậy thì mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vừa nghĩ đến đây, hắn bất giác khóc thất thanh, van xin nói, chủ tịch Thẩm, tôi vì công ty phục vụ bao nhiêu năm nay, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, dù là không có khổ lao thì cũng có mệt mỏi mà, tôi cầu xin chị, cho tôi một cơ hội đi. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình dẫn dắt bộ phận bán hàng gặt hái được thật nhiều vinh quang. Dứt lời hắn lại quay sang Chu Dương nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, điệu bộ chân thành nói, Chu Dương, xin lỗi, là do cách xử lý của tôi hơi nghiêm khắc, tôi nhất định sẽ quản lý một cách công bằng hơn trong tương lai, tuyệt đối sẽ không để cậu và các nhân viên khác chịu đựng bất cứ đãi ngộ bất công nào. Thẩm Bích Quân không muốn xem hắn ở đây diễn tuồng nữa, trực tiếp nói, không cần nói thêm gì nữa. Đơn sa thải của cậu tôi đã ký xong rồi, bây giờ cậu đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, rồi đến phòng tài vụ kế toán toàn bộ tiền lương, cậu yên tâm, tiền thưởng của cậu tôi một đồng cũng không thiếu, cậu kể từ hôm nay hãy rời khỏi công ty danh Dương. Lý Xuyên nghe xong hai chân nhũn ra, lập tức ngã xuống đất. Chương 9, mẹ xuất viện.
Tin tức Lý Xuyên bị sa thải, thông qua email của nội bộ một cách nhanh chóng, gửi đến từng nhân viên của công ty Danh Dương. Nội dung email là do Thẩm Bích Quân tự tay viết, trong email cô nói việc Lý Xuyên bị sa thải là do lạm dụng chức quyền, chèn ép nhân viên, điều này khiến cho tất cả nhân viên của bộ phận bán hàng đều cảm thấy mát lòng mát dạ. Sau khi tin tức này được truyền ra rộng rãi, cả bộ phận bán hàng đều xôn xao, tất cả đều biết đây nhất định là do Chu Dương đi kiện với chủ tịch. Vì thế, anh đã trở thành anh hùng trong mắt của cả bộ phận bán hàng. Sau đó anh đã ký hợp đồng hợp tác với Thẩm Bích Quân ngay trong phòng làm việc của cô. Trong hiệp ước, anh sẽ trở thành người đứng đầu của dự án sản phẩm dưỡng da chống lão hóa, đồng thời anh cũng nắm được 60% cổ phần của dự án này, nắm trong tay toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, Chu Dương cố tình bắt Thẩm Bích Quân giữ bí mật cho mình, anh tạm thời vẫn chưa muốn cho người khác biết về việc bản thân đã trở thành một đại cổ đông và cũng là người đứng đầu của dự án này. Tiếp theo, anh bắt đầu chuẩn bị cho dự án sản phẩm dưỡng da chống lão hóa, đồng thời cũng chuẩn bị lựa chọn đối tác cho dự án này. Trong lòng anh, vốn dĩ hy vọng có thể sáp nhập được công ty của Tạ Linh Ngọc, để cho cô có thể nhận được sự giúp đỡ từ công ty Danh Dương, từ đó có thể vượt qua được khó khăn. Cho nên, anh để cho thư ký của Thẩm Bích Quân đưa thông tin này ra bên ngoài, thông báo với tất cả các doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước, công ty Danh Dương đã lấy được bản quyền công thức chất chống lão hóa của phòng thí nghiệm sinh vật Stanford, chuẩn bị khởi động dự án mỹ phẩm chống lão hóa, đồng thời công khai tìm kiếm đối tác CI toàn quốc. Sau khi tin tức được công bố rộng rãi, các thương hiệu mỹ phẩm CI toàn thế giới đều vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng, các doanh nghiệp lớn CI thế giới đều đang ra sức tranh giành bản quyền, không ngờ lại âm thầm rơi vào tay công ty Danh Dương. Thật sự là khiến cho người khác phải mở rộng tầm nhìn. Công ty Danh Dương một bước đã trở thành công ty mỹ phẩm được chú ý nhất CI toàn quốc, các công ty mỹ phẩm lớn khác trong nước đều vì việc này mà vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Cùng lúc đó thì những công ty vừa và nhỏ cũng liều mạng muốn hợp tác với họ. Trong số các công ty đó cũng bao gồm luôn cả Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc, và cũng có công ty mỹ phẩm của tên khốn Trần Tuấn Sinh ở trong đó. Những ngày này, tất cả các doanh nghiệp CI toàn quốc đều đang chuẩn bị cho việc đấu thầu của công ty Danh Dương, Tạ Linh Ngọc cũng một lòng dốc sức cho chuyện này, bởi vì trong suy nghĩ của cô, đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu vớt công ty của mình. Tuy rằng thực lực của mỹ phẩm Duyệt Kỷ rất yếu, cơ hội được chọn cũng cực kỳ mong manh, nhưng cô vẫn lấy việc này như một phao cứu sinh, chuẩn bị chiến đấu tới cùng. Vì để dốc toàn lực làm tốt dự án này, cô thậm chí dọn nhà đến ở công ty, mỗi ngày ăn uống nghỉ ngơi đều ở công ty, làm việc bận rộn suốt 24 giờ, chuẩn bị cho những tài liệu đấu thầu, lúc nào cũng lo sợ sẽ mất đi cơ hội lần này. Chu Dương không ngờ Tạ Linh Ngọc có thể liều mạng đến như vậy, đau lòng cho cô nhưng anh cũng cảm thấy rằng, nếu như Tạ Linh Ngọc đã muốn liều mạng, thì cứ để cô liều mạng một phen, bản thân anh sẽ âm thầm giúp đỡ cô, như vậy cô sẽ cho rằng thành công mà cô có được chính là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, đối với cô cũng sẽ là sự an ủi và cổ vũ tốt nhất. Tên khốn Trần Tuấn Sinh cũng rất hy vọng có thể tiếp cận với một con thuyền lớn như là công ty Danh Dương, cho nên hắn ta cố gắng đấu thầu, vọng tưởng có thể một bước trở thành đối tác chiến lược của công ty Danh Dương. Nếu như hắn ta biết, mọi quyền sinh sát thực sự nằm trong tay Chu Dương, e rằng sẽ không cần phải tốn công vô ích như thế. Trong những ngày chuẩn bị dự án, thì bệnh viện đã đưa đến một tin tức. Quả thận mà mẹ Chu Dương đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi. Nhiều năm nay mẹ của Chu Dương bị chứng nhiễm trùng đường tiểu, vẫn luôn đang chờ để ghép thận, vốn dĩ cho rằng đã không thể chờ đợi được nữa, lại không ngờ rằng lúc này lại có kết quả. Liên tưởng đến Triệu Đồng đã phải nộp cho mẹ hơn 1 triệu đồng tiền viện phí, phí phẫu thuật và cả phí phục hồi chức năng. Trong lòng anh bất giác thầm nghĩ không lẽ quả thận này cũng do Triều Đồng giúp mình tìm thấy hay sao? Rất có thể là như vậy. Ngân hàng thận vốn rất ít, không biết bao nhiêu bệnh nhân nhiễm trùng đường tiểu đang giành giật một quả thận, không có mối quan hệ và sự giúp đỡ từ phía sau, muốn tìm được một quả thận nhanh chóng như vậy thật là việc không hề dễ dàng. Quả thận sau khi được đưa đến thành phố Đông Hải, bệnh viện rất nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật cấy ghép thận cho mẹ của Chu Dương. Phẫu thuật không những thành công ngoài mong đợi, mà những biến chứng sau phẫu thuật cũng xuất hiện gì nhiều. Cả một tuần sau đó, ngoại trừ mỗi ngày sắp xếp thời gian đến công ty Danh Dương tham gia nghiên cứu thảo luận dự án công thức chất chống lão hóa, toàn bộ thời gian còn lại đều ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Trong khoảng thời gian này, Tạ Linh Ngọc mỗi ngày đều bận rộn công việc của công ty, Chu Dương mỗi ngày đều ở bệnh viện cùng với mẹ. Trần Tuấn Sinh sau khi nghe nói, bận rộn cách mấy cũng sắp xếp thời gian bắt đầu tích cực lấy lòng mẹ vợ của Chu Dương.
Trong những ngày này, hắn ta mỗi ngày đều tặng quà cho mẹ vợ của Chu Dương, hôm nay thì tặng tổ yến, hôm sau thì tặng đá quý, hôm sau nữa thì lại vi cá hải sâm, lấy lòng đến nỗi mẹ của Chu Dương vui như mở hội. Vốn dĩ mẹ vợ của Chu Dương rất không hài lòng với người con rể hèn nhát như vậy, dưới sự ly gián của Trần Tuấn Sinh, hình tượng của Chu Dương trong mắt bà ta ngày càng tệ hơn. Thậm chí bà ta đã từng nghĩ rằng, cần phải gây áp lực để con gái phải ly hôn với Chu Dương, sau đó gả con gái cho Trần Tuấn Sinh, đây mới thực sự là rể quý. Ngày mẹ Chu Dương xuất viện cũng chính là ngày sinh nhật của Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc đích thân đến bệnh viện đón mẹ Chu Dương xuất viện và mời mẹ Chu Dương đến nhà tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình. Mẹ Chu Dương vừa mới xuất viện, chị y gương mặt đầy nếp nhăn vẫn còn lộ rõ nét nhợt nhạt, bà biết con trai mình vẫn phải chịu sự bắt nạt từ nhà họ Tạ cho nên bản thân bà cũng không muốn thêm phiền phức cho nhà bên đấy. Cuối cùng làm cho nhà họ Tạ thêm phiền phức, cũng chính là đem lại cái sự phiền phức cho chính con trai của mình, sau này sẽ khiến cho con trai ngày càng buồn khổ. Nghĩ đến hoàn cảnh đó trong lòng Chu Dương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hình như bà biết tình trạng của Chu Dương lúc ở nhà họ Tạ không tốt, mẹ Chu Dương vỗ tay vào Chu Dương ra hiệu sau đó nói với Tạ Linh Ngọc, Linh Ngọc, thôi không cần đâu, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, bây giờ mẹ bệnh như vậy tới cũng chỉ thêm phiền phức cho con, thôi mẹ không đi đâu. Những lời nói của mẹ Chu trong giây phút này hoàn toàn giống như một bàn tay vô hình bóp nát trái tim của Chu Dương từng chút một. Tạ Linh Ngọc vội vàng nói, mẹ hôm nay mẹ xuất viện cũng là sinh nhật của con, hai tin vui cùng một lúc, mẹ về nhà với chúng con nha. Chu Dương cũng nói thêm vào, đúng đó mẹ về cùng với tụi con nha. Trước lời nói năn nỉ của hai con cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý. Về tới nhà, mẹ vợ của Chu Dương ngay lập tức đứng lên, khuôn mặt giận dữ nói, o cậu cũng biết về nhà à. Giọng nói chua chát khiến cho khuôn mặt của mẹ Chu Dương hiện rõ sự căng thẳng. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng tức giận của mẹ vợ, Chu Dương đứng ngoài cửa cảm thấy vô cùng khó xử. Thấy con trai bị ức hát yêu ta, không được tôn trọng, mắt của mẹ Chu lóe lên một chút cay đắng. Bà ấy vội vàng, lắp bắp nói, chào chị. Mẹ vợ của Chu Dương vây tay cắt ngang lời nói của mẹ Chu, sự khinh người đến phát điên này khiến Chu Dương không biết làm sao nhìn làm sao mà kìm nén được sự nổi cáu. Trong lúc này, một người đàn ông cười nhạo và nói, xin chào bác Tạ. Chu Dương quay đầu lại, không ngờ rằng tên khốn Trần Tuấn Sinh lại đến, hắn còn mang cả quà và hoa đến. Chương 10, rời khỏi nhà họ Tạ. Ngại quá, bác gái, Linh Ngọc, cháu bị tắc đường ạ. Giọng cười nhã nhặn ấm áp của Trần Tuấn Sinh vọng lại. Gương mặt hắn ta tuấn tú, gia thế xuất chúng, áo quần gọn gàng, có những yếu tố này làm nền khiến Trần Tuấn Sinh vừa xuất hiện đã hoàn toàn áp đảo Chu Dương. Tuấn Sinh, cháu tới rồi à, mau lại đây. Bác đã chuẩn bị món sườn xào chua ngọt cháu thích nhất rồi đấy. Bà mẹ vợ mới mấy phút trước còn đối xử chanh chua lạnh lùng với mẹ con Chu Dương, giờ nhìn thấy Trần Tuấn Sinh mà nhoáng cái đã trở nên niềm nở nhiệt tình. Đủ rồi. Tôi mới là chồng của Tạ Linh Ngọc, tên Trần Tuấn Sinh đó chỉ là người Dương thôi. Cuối cùng Chu Dương vẫn không nhịn nổi phải nắm chặt hai tay, khẽ gầm lên. Bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt trong chớp mắt do sự xuất hiện của Trần Tuấn Sinh. Giờ lại vì tiếng quát của Chu Dương mà rơi vào căng thẳng. Ngại quá, tôi không ngờ anh Chu lại để bụng như vậy, nếu thế thì cháu đi trước đây nhé bác gái. Trần Tuấn Sinh quay đầu, nở nụ cười đầy giả tạo với Chu Dương, khóe môi hắn ta khẽ cong lên với vẻ giễu cợt, như thể đang nói anh phải là người bỏ đi mới đúng. Quả đúng là vậy, Chu Dương còn chưa cất lời, mẹ vợ anh đã giành bước lên trước, đứng cạnh Trần Tuấn Sinh. Tuấn Sinh, không phải để ý tới thằng bỏ đi ấy. Cháu mau vào ngồi đi. Mấy lần Chu Dương đã muốn nổi giận nhưng lại bị bà Chu cản lại, anh chỉ có thể liên tục hít thở thật sâu, nén lửa giận cuộn trào trong lòng mình xuống. Anh thầm nghĩ, mẹ vợ ơi là mẹ vợ, tôi tôn trọng gọi bà một tiếng mẹ vợ, bà lại 5 lần 7 lượt sỉ nhục tôi, bà thật sự nghĩ tôi không bì lại được tên Trần Tuấn Sinh ấy ư. Tôi là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Chu đấy, chỉ cần bứt bừa một cọng lông của tập đoàn họ Chu thôi là có thể mua đứt được cả nhà già trẻ lớn bé của Trần Tuấn Sinh rồi. Nhưng bà lại có mắt không tròng, cứ muốn sỉ nhục tôi, bợ đỡ tên Trần Tuấn Sinh, sau này nhất định tôi sẽ khiến bà phải hối hận cả đời. Mẹ vợ Chu Dương nào biết đứa con rể kém cỏi của mình giờ đã khác xưa. Bà thấy Chu Dương nhìn mình với gương mặt lạnh lùng tràn ngập phẫn nộ, giờ bà đã kiên quyết hạ quyết tâm phải đuổi đứa con rể kém cỏi này ra khỏi nhà. Vậy nên bà hầm hầm nhìn Chu Dương, đồ vô dụng, mày nhìn cái gì mà nhìn? Trong mắt mày không có người bề chê y sao?
Bà nói mà càng thêm ca yêu ta xiết động, mấy năm nay mày ăn của nhà tao, ở nhà tao, không giúp được gì nhà vợ thì thôi bỏ đi chẳng nói, giờ mày còn đem theo cả bà già nhà mình đến ăn nhờ ở đậu sao? Mày coi nhà chúng tao là trại tế ba ân ư? Chu Dương có thể tha thứ cho những lời ngoa ngoắt của mẹ vợ với mình do tôn ti lớn nhỏ, nhưng giờ bà ta lại hướng luôn mồi lửa sang mẹ anh, chuyện này anh không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Nỗi tức giận gom góp suốt bao năm cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn. Anh bừng bừng lửa giận, tóm lấy lọ hoa trong phòng khách, ném thẳng xuống, choang một tiếng vỡ tan tành. Tôi cảnh cáo bà nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép động tới mẹ tôi. Vẻ mặt Chu Dương dữ tợn, ánh mắt nhìn mẹ vợ mình như muốn giết người. Phòng khách tức khắc lặng ngắt, mẹ vợ trợn tròn mắt, tay run run chỉ Chu Dương. Bà không thể tin thằng con rể thường ngày. Nhẫn nhục chịu đựng hôm nay lại hùng hổ nhường này, còn dám ra tay đập phá đồ đạc. Cả căn phòng khách chìm vào sự tĩnh lặng trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, nhìn Chu Dương với vẻ mặt không thể tin nổi. Chu Dương, con xin lỗi mẹ vợ đi mau lên. Người đầu tiên sực tỉnh là bà Chu, vẻ hoảng loạn chê y gương mặt bà hiện rõ mồn một. Bà rất sợ con trai mình khiến bà thông ra giận, lõ như người ta tức giận thật, đuổi con mình ra khỏi nhà thì phải làm thế nào đây? Lúc này, mẹ vợ Chu Dương bèn tức giận nói với Linh Ngọc ly hôn. Ngọc Ngọc, con nhất định phải ly hôn với thằng kém cỏi này. Người phụ nữ mới hoàn hồn này chỉ thẳng Chu Dương mà gào thét khản cổ, thằng kém cỏi này, mày chẳng có tài cán gì, đã thế còn dám đập phá đổ hải. Tạ Linh Ngọc đứng cạnh nhìn người mẹ đang nổi trận lôi đình, rồi lại nhìn Chu Dương giận dữ bừng bừng cùng bà Chu mặt đầy sợ hãi, vẻ bất lực cô quạnh hiện rõ chê y gương mặt xinh đẹp của cô. Cô rất bất lực. Cô biết Chu Dương đã chịu khổ, biết mẹ mình quá đáng, nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô mà, cô còn có thể nói gì đây? Lúc này, Chu Dương không buồn quan tâm tới bà mẹ vợ đang nổi giận đùng đùng, cũng chẳng để ý ánh mắt nghiền ngẫm của Trần Tuấn Sinh, anh chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Linh Ngọc, nghiêm túc nói, Linh Ngọc, nếu hôm nay em muốn ly hôn thì anh có thể chấp nhận. Đối diện với sự chất vấn của Chu Dương, thân thể mềm mại của Tạ Linh Ngọc run mạnh lên. Vẻ rối bời bất lực lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô, không biết đó có phải là sự chua xót do gánh nặng cuộc sống chèn ép mà nên, hay chính là nỗi thất vọng đối với Chu Dương. Bà mẹ vợ vừa nghe câu này đã thấy mừng, nhân lúc còn đang gay gắt, bà nói, được được. Chuyện hôm nay do tôi quyết định, nhất định phải ly hôn. Đọc nhanh tại vietwartia.net. Nói xong, bà khinh thường nhìn Chu Dương. Hừ lạnh, chẳng biết nhìn xem mình có chỗ nào bì được với Tuấn Sinh không, không có tài cán gì mà tính tình thì cũng chẳng vừa. Câm mồm. Tiếng gầm giận dữ của Chu Dương cắt ngang lời thét gào chanh chua của mẹ vợ. Tôi không có chỗ nào bì được với Trần Tuấn Sinh. Chu Dương nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Trần Tuấn Sinh giờ phút này đang mang vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, rồi lại nhìn mẹ vợ mình, lời thốt lạnh lùng mang cả sát ý. Tiếng hừ lạnh khinh thường của mẹ vợ dường như đã trả lời rằng trong mắt bà, câu hỏi của Chu Dương đơn giản chỉ là chuyện tiếu lâm. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi Chu Dương tôi sẽ khiến các người muốn trèo cao cũng không với nổi. Phòng khách lại lần thứ hai chìm vào im lặng, sau đó là từng tràng cười không buồn giấu giếm vang lên. Trần Tuấn Sinh cười ha ha, trời ạ, Chu Dương, chúng tôi muốn trèo cao cũng không với nổi anh sao? Anh khiến tôi buồn cười chết mất, ha 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 ha. Mẹ vợ cũng mang vẻ mặt đầy khinh thường, nói, xì. Cái loại vô dụng như mày thì phải trèo cao với tới bọn tao mới đúng. Mẹ, chúng ta đi thôi. Chu Dương không buồn để tâm tới tràng cười vang của cả căn phòng khách phía sau, anh chỉ đẩy xe lăn, rời đi từng bước trong tiếng cười của người nhà họ Tạ. Bù! Một cơn gió đêm lẫn sự lạnh giá cuốn tới, khiến cái đầu đang căng phồng của Chu Dương dần bình tĩnh trở lại. Chu Dương đang đẩy xe đưa mẹ đi thì tiếng gọi rối bời cảm xúc của Tạ Linh Ngọc chợt vang lên sau lưng. Nghe giọng Tạ Linh Ngọc, tay Chu Dương không kiềm chế nổi mà run lên. Dưới màn đêm, bộ váy dạ hội màu trắng nhạt của Tạ Linh Ngọc lại càng khiến cô xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Tạ Linh Ngọc cắn môi dưới, cuối cùng vẫn chậm chậm bước tới cạnh Chu Dương. Đây là chìa khóa xe và chìa khóa căn hộ nhỏ ở Thành Nam, anh đưa mẹ đến đó ở một khoảng thời gian đi. Còn nữa, anh dùng khoản tiền này tiết kiệm thôi, chúng ta đều cân bình tĩnh một chút. Thấy chìa khóa và sấp tiền Tạ Linh Ngọc đưa mà lòng Chu Dương vô cùng rối bời. Anh nhớ tới tiếng cười vang tràn ngập trong phòng khách nhà họ Tạ, lời nhục mạ chanh chua của mẹ vợ, Trần Tuấn Sinh đổi khách thành chủ, từng cảnh tượng một cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Đây là đồ bố thí ư? Chu Dương nhìn Tạ Linh Ngọc, nghiêm túc nói, em yên tâm, từ hôm nay trở đi, Chu Dương tôi sẽ không động đến một xu tiền nhà họ Tạ. Bàn tay Tạ Linh Ngọc cứng đờ giữa không trung, cô ngơ ngẩn nhìn Chu Dương suốt mấy giây rồi đột nhiên nở nụ cười buồn bã, quay đầu chạy vào màn đêm mịt mùng. Linh Ngọc là một cô gái tốt, con không nhận ra con bé thích con sao? Bà Chu ôm ngực ho khan thật mạnh mấy tiếng, trừng trừng nhìn Chu Dương với vẻ tiếc nuối chỉ hận con không thể làm việc đúng đắn. Thích hư? Chu Dương im lặng không nói gì, tim anh run lên, cô ấy thích mình. Chẳng lẽ mình lại không thích cô ấy sao? Mình thích cô ấy lâu như vậy mà đổi lại thì được những gì? Ngoài sự lạnh lùng ra thì còn vẻ giễu cợt của người nhà cô ấy. Cuộc sống như vậy thì ai có thể chịu nổi đây? Cửa sổ nhà họ Tạ đã sáng đèn, tiếng chúc mừng sinh nhật loáng thoáng vọng lại. Chu Dương siết chặt tay, tự nói với bản thân mình, rất nhanh thôi, con sẽ khiến những kẻ xem thường mình phải quỳ xuống nghe lời con. Chương 11, không có tư cách tham dự. Sau khi rời nhà họ Tạ, Chu Dương không đến căn hộ của Tạ Linh Ngọc. Anh đưa mẹ đến viện điều dưỡng để sức khỏe sớm bình phục. Cũng may tiền thuốc men lúc ban đầu của mẹ vẫn còn một khoản kha khá, khoản tiền này được chuyển thẳng vào viện điều trị để làm phí hồi phục cho bà. Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Chu Dương luôn xoay quanh hai địa điểm là công ty và viện điều dưỡng. Ban ngày anh bận đến công ty Danh Dương, tham gia buổi nghiên cứu thảo luận về dự án các thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa, tan làm thì chạy ngay tới viện điều dưỡng chăm sóc mẹ. Những ngày bận rộn này dường như đã gạt bỏ hoàn toàn được nhà họ Tạ và Trần Tuấn Sinh khỏi cuộc sống của anh. Đến ngày thứ tư, công tác chuẩn bị khởi động dự án các thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa của công ty Danh Dương đã được sắp xếp ổn thỏa. Có vô số các công ty đăng ký tham gia đấu thầu, về phần ai đủ tư cách được chọn, tham gia cuộc họp bình bầu là do một tay Chu Dương người phụ trách cấp cao nhất quyết định. Trước khi quyết định, Chu Dương ló đầu ra ngó công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ bên đường đối diện theo thói quen. Nào ngờ lại thấy một chiếc xe công thương đỗ trước cổng công ty Tạ Linh Ngọc. Anh còn thấy cả mấy tốp người bề ngoài dữ dẫn, hung hăng hùng hổ tiến vào công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ của Tạ Linh Ngọc. Tim Chu Dương rung lên, không nén nổi phải cầm điện thoại, hỏi thăm về tình hình Tạ Linh Ngọc dạo gần đây. Câu trả lời lập tức khiến Chu Dương lâm vào áy náy dẫn vặt. Mấy ngày hôm nay Tạ Linh Ngọc bận bịu lo việc đấu thầu của công ty Danh Dương, nhưng chuyện món nợ của công ty cô đã vô cùng cấp bách rồi. Hiện giờ, công ty cô đã ở bên bờ sụp đổ, nếu không trả được khoản vay ngân hàng, chỉ e cả công ty sẽ phá sản. Trong con mắt nhà họ Tạ, người duy nhất có thể cứu được công ty lúc này chỉ có Trần Tuấn Sinh. Trong bữa tiệc sinh nhật của Tạ Linh Ngọc, Chu Dương và người nhà họ Tạ đã trở mặt hoàn toàn với nhau, vậy nên nhà họ Tạ liên tục ép Tạ Linh Ngọc và Chu Dương ly hôn, bắt cô phải lao vào vòng tay của Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh cũng đang đợi ngày Tạ Linh Ngọc thỏa hiệp, vậy nên hắn ta dùng khoản tiền đầu tư như món mồi cám dỗ, từng bước gây áp lực cho Tạ Linh Ngọc. Đối mặt với áp lực nặng nề, Tạ Linh Ngọc vẫn không hề gật đầu, chỉ khổ sở chống chịu một mình. Cho đến ngày hôm nay, món nợ đã lên đến con số khổng lồ mà không có tiền đầu tư rót vào, tiếng chuông báo hiệu phá sản dường như đã bắt đầu vang lên tại nhà họ Tạ. Giám đốc Chu, thư ký mới của Chu Dương, Diệp Sở Thiến kính cẩn cất tiếng gọi, khiến Chu Dương đang trong trạng thái hỗn loạn chợt sực tỉnh. Cô vốn là một nhân viên tầm thường của phòng kinh doanh, là đồng nghiệp của Chu Dương, tuổi tác lớn hơn Chu Dương đôi chút, rất duyên dáng trưởng thành. Chu Dương điều thẳng cô lên làm thư ký kiêm trợ lý của mình, vì anh có thể thấy Diệp Sở Thiến là người phụ nữ có năng lực, có hoài bão, có thể đảm nhiệm công việc này. Sở Thiến, có chuyện gì sao? Đây là bản xét duyệt sơ bộ của chúng tôi, liệt kê các công ty mỹ phẩm đủ tư cách hợp tác với Danh Dương chúng ta trong dự án thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa. Anh xem thử một chút, nếu có ý kiến gì thì cứ đề xuất hạ. Diệp Sở Thiến mặc bộ đồ công sở, đưa danh sách công ty hợp tác đã được lựa chọn cẩn thận cho Chu Dương. Chu Dương nhận danh sách, liếc mắt qua, trừ công ty mỹ phẩm Tuấn Phát trực thuộc tập đoàn nhà họ Trần khiến đôi mắt Chu Dương thoáng nét lạnh lùng ra, thì những công ty mỹ phẩm còn lại đều chẳng khiến Chu Dương có phản ứng mạnh. Vốn anh đã định loại công ty của Trần Tuấn Sinh trước, nhưng nghĩ kỹ lại thì loại sớm cũng thật vô vị, phải đùa giỡn hắn ta mới khiến Chu Dương thỏa mãn. Tiếp sau đó, Chu Dương lại xem hết danh sách công ty một lượt, nhíu mày hỏi, tại sao không có công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ? Không phải họ đã gửi hồ sơ gọi thầu cho chúng ta rồi sao? Số người biết đến mối quan hệ giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc chỉ đếm được trên y đầu ngón tay, mà ở công ty Danh Dương lại càng chẳng có ai biết ngọn nguồn câu chuyện.
Vậy nên nữ thư ký này cũng không rô quan hệ của anh và Tạ Linh Ngọc, cô bèn nói, giám đốc Chu, hiện giờ vấn đề nợ nần của công ty Tạ Linh Ngọc đã rất nghiêm trọng rồi, có thể bị cưỡng chế phá sản bất cứ lúc nào nên chúng tôi đã loại họ rồi. Nghe tới đây, lòng Chu Dương thấy rối bời vô cùng. Vì thái độ cay nghiệt chanh chua của người nhà họ Tạ mà lúc này Chu Dương rất mong có thể nhìn cảnh thấy họ nhà Tạ đứng chê y cao ngất thất bại thảm hại. Nhưng, cứ nghĩ đến Tạ Linh Ngọc là anh lại thấy không rõ. Sau khi tan ca, Chu Dương rời khỏi tòa nhà công ty, từ xa anh đã thấy có bóng người quen thuộc đang ngồi chê y hàng ghế dài cạnh bãi để xe. Gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ tiều tụy, đó chính là Tạ Linh Ngọc. Lúc này cô đang cúi đầu, nhìn điện thoại chăm chú. Chu Dương nhìn bóng dáng cô từ xa, trong thoáng chốc, lòng anh thấy nhói đau. Nghĩ đến cảnh ngộ của Tạ Linh Ngọc, anh bèn tiến tới bên cô. Tạ Linh Ngọc vừa gửi lá thư xin đầu tư với giọng điệu khép nép nhún nhường cuối cùng, sau đó cô thở dài, vừa định cất máy đã chợt thấy không biết có một người đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Chu Dương, anh tan ca rồi à? Có lẽ do tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi nên giọng Tạ Linh Ngọc nghe cũng khiến người khác đau lòng. Hai công ty khá gần nhau nên sau khi tan ca, Tạ Linh Ngọc và Chu Dương có thể thường xuyên chạm mặt, nhưng họ đều giả bộ như không quen nhau, ai đi đường nấy. Hôm nay là lần đầu hai người trò chuyện thế này. Chu Dương gật đầu mà thoáng thấy mất tự nhiên, anh tan làm rồi. Tạ Linh Ngọc hỏi, mẹ sao rồi? Chu Dương nói, mẹ đang trong viện điều dưỡng, tình trạng khá ổn, hôm nào anh cũng đến thăm. Tạ Linh Ngọc thầm thở phào. Nói, anh nói với mẹ khi nào em xong xuôi việc hiện giờ sẽ tới thăm bà. Được, Chu Dương gật đầu. Hai người im lặng trong chốc lát, Tạ Linh Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng mình, nói, gần đây công ty anh có một dự án lớn, cả ngành đều đang quan tâm đến các anh phải cố gắng làm việc nhé, đây là một cơ hội tốt. Đương nhiên Chu Dương biết cô đang đề cập đến dự án thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa, nhìn nụ cười gượng chê y gương mặt Tạ Linh Ngọc mà lòng anh lại thấy xót xa. Vậy nên Chu Dương gật đầu, nói, anh biết rồi, anh sẽ cố gắng. Tạ Linh Ngọc gật đầu, nói, vậy em về trước đây. Nói xong, cô bèn đứng dậy bước về phía xe mình. Chu Dương do dự trong tích tắc, bật thốt, Linh Ngọc, buổi họp bàn chuẩn bị cho hợp tác dự án thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa đã gửi thư mời dự cho em chưa? Tạ Linh Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn Chu Dương, nở nụ cười tự giễu, nói, em đã gửi hồ sơ mời thầu cho họ. Em soạn suốt mấy ngày mấy đêm nhưng cuối cùng họ cũng từ chối rồi. Họ nói món nợ của công ty bọn em quá lớn, không phù hợp với bước xét duyệt ban đầu, em không có tư cách tham gia cuộc họp bàn vòng tiếp theo của công ty anh. Nói tới đây, Tạ Linh Ngọc thở dài, nói em không trách công ty anh, nếu em là người phụ trách của công ty Danh Dương, em cũng sẽ không hợp tác với công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ, dù sao khoản nợ của bên em cũng rất lớn, có thể phá sản bất cứ lúc nào. Sau đó, Tạ Linh Ngọc cố tỏ ra nhẹ nhàng. Nói, Chu Dương, anh cứ làm việc cho tốt, cố gắng kiếm tiền, em đi đây. Nói xong, cô bèn mở cửa xe, nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai bên tai rồi ngồi lên ghế. Chu Dương vội nói, Linh Ngọc, anh có quen người phụ trách dự án này, hay để anh hỏi giúp em xem có thể gửi thêm thư mời cho bên cô không? Nghe vậy, bàn tay đang tra chìa khóa của Tạ Linh Ngọc khựng lại, dù rằng cũng động lòng nhưng cô vẫn nói, không cần đâu, không phải phiền anh đâu, công ty bọn em không phù hợp với yêu cầu. Anh giúp em đi cửa sau cũng sẽ ảnh hưởng tới chính mình, anh cứ chuyên tâm làm việc đi. Giọng điệu cô bình tĩnh, miệng nói không muốn gây phiền lụy cho Chu Dương, nhưng thật ra lòng cô không tin một nhân viên kinh doanh bé nhỏ như Chu Dương thật sự có thể giúp được mình. Sau đó, Tạ Linh Ngọc lái xe chậm chậm rời đi. Thấy bóng dáng chiếc xe cô dần biến mất, Chu Dương cúi đầu thở dài, sau đó anh rút điện thoại, gọi cho thư ký Diệp Sở Thiến. Phát thư mời cho công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Để họ tham gia buổi họp bàn vòng sau, gửi ngay bây giờ. Chương 12, người được chọn chắc chắn chính là tôi là tổng phụ trách và cổ đông số 1 của dự án hoạt chất dưỡng trắng da và chống lão hóa, Chu Dương ra chỉ thị, thư ký đương nhiên cũng không dám trái lời. Dù vậy thì trong mắt tất cả mọi người, công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ này vẫn không đủ tư cách cầm được thư mời. Nhưng chuyện này không quan trọng, nếu Chu Dương đã lên tiếng thì họ chính là người có tư cách nhất. Lúc này Tạ Linh Ngọc đang chê y đường lái xe về nhà thì đột nhiên điện thoại reo lên, là trợ lý của cô gọi tới. Trong điện thoại, trợ lý hưng phấn như phát điên, giám đốc Tạ. Chúng ta lấy được rồi, chúng ta lấy được rồi. Tạ Linh Ngọc ngạc nhiên hỏi, lấy được gì cơ? Em nói rõ ra đi.
trợ lý vô cùng Kaiota CS độc, là công ty danh dương. Công ty danh dương gửi thư mời cho chúng ta rồi. Chúng ta đã được chọn vào vòng họp bàn tiếp theo rồi. Em nói gì cơ, Tạ Linh Ngọc Thắng gấp xe theo bản năng, khiến chiếc xe phía sau suýt đã đâm phải cô. Lái xe kiểu quái gì đấy? Cô điên à? Tài xế phía sau mắng cô một trận rồi tức giận bỏ đi, lúc này Tạ Linh Ngọc mới hoàn hồn, cô dừng xe lại bên đường, Kaiota CS động tới trào nước mắt, em nói thật không? Họ thật sự đã gửi thư mời cho chúng ta ư? Đúng vậy à, trợ lý phấn chấn, thư ký bên họ tự tay gửi thư cho chúng ta. Họ còn xin lỗi, nói là bỏ sót công ty chúng ta. Trời ạ, thật sự quá tốt rồi. Tạ Linh Ngọc vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lâm vào bối rối. Tại sao công ty danh dương lại gửi thư mời cho mình? Rõ ràng mình không đủ tư cách mà. Rồi trong chớp mắt, đầu Tạ Linh Ngọc thoáng hiện lên hình ảnh Chu Dương, thậm chí cô còn hoài nghi chuyện này có liên quan tới Chu Dương. Đôi mắt đẹp vốn bình tĩnh phẳng lặng giờ gợn gợn sóng. Chẳng lẽ Chu Dương thật sự đã giúp mình sao? Sao có thể như vậy được, anh ấy chỉ là một nhân viên quen, sao có thể có quan hệ với người phụ trách của dự án lớn này? Dự án này rất có sức nặng. Đến các thương hiệu quốc tế cũng đang thèm nhỏ dãi, Chu Dương sao có bản lĩnh này được. Tạ Linh Ngọc khẽ cười như đang tự giễu bản thân mình, không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Nhưng dù công ty danh Dương có gửi thư mời thì nhất định mình cũng phải chuẩn bị cẩn thận, nắm chắc lấy cơ hội này. Chẳng mấy chốc, tin tức các công ty được danh Dương tuyển chọn sơ bộ, bao gồm cả công ty của Tạ Linh Ngọc và nhà họ Trần, sắp tham gia cuộc lựa chọn đối tác cuối cùng trong 3 ngày nữa đã được truyền khắp ngành mỹ phẩm. Nhưng dù đã tới bước lựa chọn cuối cùng, người toàn quyền quyết định dự án mới của danh dương Chu Dương vẫn không hé lộ chút thông tin nào. Nhất thời, những lời thảo luận về người ra quyết định bí ẩn nọ đã trở thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất trong ngành. Mọi người đoán, với một dự án lớn nhường này thì rất có thể đích thân chủ tịch danh dương Thẩm Bích Quân đã đứng ra phụ trách. 3 hôm sau, vào buổi trưa, công ty danh dương triệu tập người phụ trách của các công ty chúng tuyển lại, mời họ tới danh dương tổ chức buổi họp bàn. Trước cửa phòng tiếp khách của công ty danh dương, Tạ Linh Ngọc bị Trần Tuấn Sinh bám theo sau, cô thoáng nhíu mày, không thể không bước nhanh chân. Trần Tuấn Sinh đi theo sau, cười nói, Linh Ngọc, em đừng lo, người được danh dương chọn hợp tác lần này 100% chính là công ty Tuấn Phát bọn anh, đến khi ấy chỉ cần em mở lời, nhất định anh sẽ chia một phần cho em. Lòng Trần Tuấn Sinh đã có dự tính, dường như hắn ta đã coi dự án này là của mình. Lúc này Chu Dương đang xách chiếc cặp vội vàng tiến vào phòng họp. Vốn anh định chính thức công bố thân phận mình trong buổi họp bàn hôm nay, nhưng không ngờ lại chạm mặt Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh. Ôi, không phải là anh Chu đó sao, sao anh lại ở đây vậy? Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương, khẽ nhướn mày, cảm thấy có phần bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn ta đã tỏ vẻ bừng tỉnh, khẽ cười, suýt tôi quên mất, hình như anh Chu làm việc ở công ty danh Dương nhỉ? Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, người ở vị trí thấp như anh cũng có thể tới góp vui sao? Chu Dương không để tâm tới sự giễu cợt của Trần Tuấn Sinh, anh chỉ đưa mắt nhìn Tạ Linh Ngọc. Tinh thần của Tạ Linh Ngọc lúc này đã tốt hơn đôi chút, nhưng dù đã có lớp trang điểm thì cô cũng không giấu nổi quầng thâm dưới mắt. Linh Ngọc, công ty em đã nhận được thư mời rồi chứ? Chu Dương chậm chậm cất lời, giọng nghe có phần đau lòng. Tạ Linh Ngọc kinh ngạc ngẩng Chu Dương. Ý nghĩ kia trong đầu cô lại chợt xẹt qua. Chẳng lẽ thật sự anh đã giúp mình giải quyết chuyện thư mời sao? Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trần Tuấn Sinh đã lên tiếng, chuyện hợp tác lớn của công ty không phải phiên anh Chu quan tâm đâu, một nhân viên quèn như anh có thể biết được gì chứ? Dù sao lần này chuyện công ty chúng tôi được mời hợp tác cũng là do tình thế bắt buộc, nhưng đến lúc ấy chỉ cần Linh Ngọc mở lời, chắc chắn tôi sẽ nhường cho cô ấy. Trần Tuấn Sinh nhìn Tạ Linh Ngọc. Gương mặt sâu đậm tình cảm. Con người của Chu Dương co lại, nỗi căm phân lóe lên dưới đáy mắt. Anh có thể thấy được sự thèm thuồng gian trá trong ánh mắt anh ta. Tên khốn, chẳng lẽ anh ta định lấy chuyện này ra uy hát yêu ta Tạ Linh Ngọc sao? Vậy nên anh mới hừ lạnh, nói, giờ có rất nhiều công ty đang cạnh tranh, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình sẽ trúng thầu. Lòng Chu Dương khinh thường Trần Tuấn Sinh tới cùng cực, quyền quyết định trong lần hợp tác này nằm hết trong tay anh. Anh là người duy nhất quyết định được người trúng thầu, tên Trần Tuấn Sinh kia là cái thá gì. Tôi bảo anh bị loại thì dù anh có giỏi giang hơn nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị loại. Trần Tuấn Sinh không hay biết gì, chỉ khinh. Thường nói, xem ra anh Chu vẫn còn trẻ lắm, nhưng tôi cũng không trách anh, đến lúc đó rồi anh sẽ biết thôi. Linh Ngọc,
chúng ta vào thôi, buổi họp công bố sắp bắt đầu rồi. Nói xong, anh ta bèn vươn tay choàng lấy vai Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc nghiêng người tránh lấy bàn tay của Trần Tuấn Sinh, cô liếc nhìn Chu Dương, ánh mắt đầy vẻ rối bời. Nhưng cô vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi tiến thẳng vào trong. Trần Tuấn Sinh đi ngay theo sau nhưng lại không tiến vào ngay mà nhìn Chu Dương với vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Anh yên tâm đi, người được chọn lần này chắc chắn chính là tôi, đến lúc ấy, anh đoán xem trước mặt tôi Linh Ngọc sẽ có dáng vẻ thế nào. Tôi sẽ để cô ấy chủ động nghe theo tôi, để tôi kết bạn với anh trên WeChat, khi nào chiếm được cô ấy tôi sẽ quay video cho anh xem. Nói xong, Trần Tuấn Sinh cười gắn, cố tình huých vào vai Chu Dương rồi tiến vào như không có ai. Chu Dương nhìn bóng lưng Trần Tuấn Sinh mà cười lạnh trong lòng, muốn được chọn sao? Nằm mơ. Nghĩ tới đây, anh bèn rút điện thoại gọi cho thư ký Diệp Sở Thiến. Người phụ trách điều hành buổi họp lần này chính là Diệp Sở Thiến, nhân viên được Chu Dương đề bạt. Dù sao Diệp Sở Thiến cũng là đồng nghiệp với Chu Dương đã 3 năm, anh hiểu rõ năng lực của cô, biết thứ cô thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Giờ Chu Dương đã trở thành cổ đông của công ty Danh Dương. Cũng là người phụ trách của dự án hoạt chất dưỡng trắng da và chống lão hóa này, việc cho cô một cơ hội đối với anh dễ như trở bàn tay. Diệp Sở Thiến tới hội trường, phóng khoáng nói với các đại diện công ty tham dự, hoan nghênh quý vị đã tới công ty Danh Dương tham dự buổi họp công bố lần này, vì vài nguyên nhân không tiện tiết lộ, giám đốc Chu của dự án thành phần dưỡng trắng da và chống lão hóa này không thể có mặt tại buổi họp, vì vậy tôi xin thay mặt cho công ty Danh Dương gửi lời xin lỗi tới mọi người. Diệp Sở Thiến vừa dứt lời, cả đại sảnh đã bắt đầu xôn xao. Lời đồn về người phụ trách dự án hoạt chất dưỡng trắng da và chống lão hóa luôn là đề tài nóng hổi, trước đó từng có vô số phỏng đoán được đưa ra, nhưng không có một minh chứng có tính chân thực nào. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt người phụ trách bí ẩn này thông qua cuộc họp, nhưng Diệp Sở Thiến lại nói anh sẽ không tới. Không phải người này cao giá quá rồi sao? Trong chốc lát, các công ty tham dự ít nhiều cũng đã thấy bất mãn. Nhưng chẳng ai dám có ý kiến với công ty Danh Dương, vì dự án này rất có sức nặng, mọi người đều muốn kiếm tiền từ công ty Danh Dương nên chỉ có thể bị bức ép chấp nhận. Dù rằng Trần Tuấn Sinh chẳng dám nói gì nhưng trong lòng hẳn ta cũng có phần không được thoải mái, khẽ nói với Tạ Linh Ngọc, giám đốc Chu cái gì chứ, giả thần giả quỷ, Linh Ngọc, em yên tâm đi, dù anh ta có không tới thì chắc chắn cơ hội hợp tác này sẽ thuộc về công ty Tuấn Phát bọn anh. Chương 13, công bố kết quả cuối cùng. Diệp Sở Thiến yêu cầu mỗi công ty nộp hồ sơ dự thầu của riêng mình. Ngay sau đó, hồ sơ đấu thầu của các công ty này lần lượt được nộp lên. Mong các vị chờ chút, đợi sau khi chúng tôi đánh giá cẩn thận thì sẽ công bố kết quả. Sau khi Diệp Sở Thiến nói xong, liền mang hồ sơ dự thầu đến văn phòng tổng giám đốc. Chu Dương cũng lặng lẽ đứng dậy, đi về văn phòng. Nhìn thấy Chu Dương bước vào, Diệp Sở Thiến lập tức đi đến, nhìn và cười. Tổng giám đốc Chu, đây là hồ sơ dự thầu của họ. Tôi biết rồi. Mọi người cùng nhau xem đi. Mọi người trong văn phòng xem hết tất cả hồ sơ dự thầu rồi. Chu Dương hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Sở Thiến nói, hồ sơ dự thầu của công ty Tuấn Phát khá phù hợp với lợi ích của công ty chúng ta, nhưng hồ sơ của họ thiếu một chút. Hồ sơ của Duyệt Kỳ mặc dù cũng không tồi, nhưng nói thật, thực lực của hơi kém. Được ôi, tôi biết rồi. Chu Dương gật đầu, sau đó viết lên trên y danh sách hồ sơ dự thầu tên của một công ty. Sau đó, anh cũng đưa danh sách cho Diệp Sở Thiến, nói, đến lúc đó, cô chỉ cần dựa theo thông tin trên y đó mà công bố là được. Chấm. Anh Chu, anh đi đâu đấy? Chu Dương rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi về phía đại sảnh, tiếng của Trần Tuấn Sinh đột nhiên vang lên từ phía sau. Chu Dương quay người lại nhìn thì thấy Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc cùng mấy người nữa đứng cùng nhau. Hình như là đang thảo luận gì đó. Không cần nghĩ nhiều, mấy người đó đều là người của công ty dự thầu lần này. Trước đó, Chu Dương từng xem một số thông tin của họ. Chu Dương cũng không muốn để ý đến hắn ta, nên định không nhìn. Ha ha, sao thế, anh Chu không nể mặt vậy sao? Anh không nể mặt tôi thì thôi, chẳng lẽ đến nhiều người như vậy anh cũng không nể mặt sao? Không đợi Chu Dương quay người đi, Trần Tuấn Sinh liền tỏ vẻ lạnh lùng khiêu khích. Chu Dương lạnh nhạt nói, anh nghĩ sao? Tôi chẳng nghĩ sao cả, chỉ là anh là nhân viên của công ty Danh Dương, không biết anh có bận tâm nói một chút cho chúng tôi về vị tổng giám đốc Chu thân bí đó. Trên y mặt Trần Tuấn Sinh nở nụ cười, dường như đúng là đến để nghe ngóng thông tin của vị tổng giám đốc Chu thần bí.
nhưng sau khi mấy người còn lại nghe xong, cũng lập tức giỏng tai, chăm chú nhìn Chu Dương. Lúc này, Chu Dương ăn mặc bình thường, trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Nếu không phải vì có thể nghe ngóng tin tức của, thì bọn họ vốn cũng chẳng thèm để ý tới Chu Dương. Chu Dương nhìn Trần Tuấn Sinh, lập tức mỉm cười, bí mật của công ty, anh nghĩ tôi có thể nói cho anh sao? Coi như Trần Tuấn Sinh nghĩ nát óc, sợ là cũng không nghĩ được rằng, Tổng Giám Đốc Chu thần bí mà hắn vất vả đi nghe ngóng, lúc này lại đang đứng trước mặt hắn, bị hắn vô tình coi thường. Thấy Chu Dương không định nói gì, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo sáng màu, bụng phệ, lập tức nhìn Chu Dương lạnh nhạt nói. Cậu nhóc, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giám đốc chân chính là giám đốc lâu năm của công ty Tuấn Phát, anh ấy chỉ cần nói một câu thì cậu có thể lập tức phải biến khỏi đây. Ha ha, anh Chu, anh nghĩ sao? Trần Tuấn Sinh vẫy tay, không nói gì nhiều, nhưng thái độ đó rõ ràng là đang đe dọa. Nếu như Chu Dương không nói, hắn có thể giở thủ đoạn của mình, đuổi Chu Dương khỏi công ty Danh Dương. Chu Dương đột nhiên cười nói ở đây là công ty Danh Dương, không phải là công ty Tuấn Phát của các anh, không đến lượt anh khua chân múa tay. Ấy, chỉ cần đợi đến lúc tôi có thể lấy được dự án hợp tác, trở thành đối tác chiến lược của công ty Danh Dương các anh, thì anh cho rằng, một nhân viên bé nhỏ như anh, có thể đứng trước mặt tôi mà ra vẻ nữa sao? Thái độ dửng dưng của Chu Dương khiến Trần Tuấn Sinh thấy tức giận, hắn lại gần mấy bước, trước mặt anh, tức giận nói. Ủa, vậy sao? Vậy đợi anh cầm được danh sách tên hợp tác rồi hãng nói. Chu Dương mặt không biến sắc, nói lại một câu, cũng chẳng quan tâm phản ứng của mấy người kia, liền rời đi. Tên tiểu tử này thật không biết tôn ti, Trần Tổng, chờ lấy được danh sách hợp tác, nhất định phải để công ty Danh Dương sa thải hắn. Thật là, một nhân viên quèn mà dám nói như vậy với chúng ta, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Được rồi, việc này để sau hằng. Nói, sắp phải công bố kết quả rồi. Mấy người mặt đầy sự tức giận quay trở lại ghế ngồi, nhưng lúc này Diệp Sở Thiến cũng bình tĩnh đi lên bục. Thưa các vị, kết quả tuyển chọn đã có rồi, hiện nay trên y tay tôi chính là danh sách các công ty của dự án hợp tác lần này. Diệp Sở Thiến giơ tay lên, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng trên y tay cô cầm một phong bì dán kín. Ngay lập tức, nhịp thở tất cả mọi người đến tham gia đấu thầu có vẻ trở nên gấp rút. Dự án hoạt chất làm trắng và chống lão hóa không chỉ là dự án trọng điểm của công ty Danh Dương, mà còn là dự án lớn trong mắt các doanh nghiệp. Nhưng phàm là người biết có được dự án này sẽ lợi hại thế nào, cũng sẽ biết dự án này có thể đem lại bao nhiêu lợi ích. Một khi có thể hợp tác với công ty Danh Dương, thì người đang ngồi ở bất kỳ công ty nào cũng có thể có được lợi nhuận khổng lồ và nổi tiếng. Huống hồ là công ty Tuấn Phát của Trần Tuấn Sinh vốn có quy mô không nhỏ, cũng khao khát được chia sẻ một phần. Diệp Sở Thiến cũng không để mọi người chờ lâu, trực tiếp mở phong bì trước mặt tất cả mọi người. Lần này, công ty giành được dự án hợp tác chính là. Cuối cùng, Diệp Sở Thiến yêu cầu mỗi công ty nộp hồ sơ dự thầu của riêng mình. Ngay sau đó, hồ sơ đấu thầu của các công ty này lần lượt được nộp lên. Mong các vị chờ chút, đợi sau khi chúng tôi đánh giá cẩn thận thì sẽ công bố kết quả. Sau khi Diệp Sở Thiến nói xong, liền mang hồ sơ dự thầu đến văn phòng tổng giám đốc. Chu Dương cũng lặng lẽ đứng dậy, đi về văn phòng. Nhìn thấy Chu Dương bước vào, Diệp Sở Thiến lập tức đi đến, nhìn và cười. Tổng Giám Đốc Chu, đây là hồ sơ dự thầu của họ. Tôi biết rồi. Mọi người cùng nhau xem đi. Mọi người trong văn phòng xem hết tất cả hồ sơ dự thầu rồi, Chu Dương hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Sở Thiến nói, hồ sơ dự thầu của công ty Tuấn Phát khá phù hợp với lợi ích của công ty chúng ta. Nhưng hồ sơ của họ thiếu một chút. Hồ sơ của Duyệt Kỳ mặc dù cũng không tồi, nhưng nói thật, thực lực của hơi kém. Được rồi, tôi biết rồi. Chu Dương gật đầu, sau đó viết lên trên y danh sách hồ sơ dự thầu tên của một công ty. Sau đó, anh cũng đưa danh sách cho Diệp Sở Thiến, nói, đến lúc đó, cô chỉ cần dựa theo thông tin trên y đó mà công bố là được. Anh Chu, anh đi đâu đấy? Chu Dương rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Đi về phía đại sảnh, tiếng của Trần Tuấn Sinh đột nhiên vang lên từ phía sau. Chu Dương quay người lại nhìn thì thấy Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc cùng mấy người nữa đứng cùng nhau, hình như là đang thảo luận gì đó. Không cần nghĩ nhiều, mấy người đó đều là người của công ty dự thầu lần này. Trước đó, Chu Dương từng xem một số thông tin của họ. Chu Dương cũng không muốn để ý đến hắn ta, nên định không nhìn. Ha ha, sao thế,
anh Chu không nể mặt vậy sao? Anh không nể mặt tôi thì thôi, chẳng lẽ đến nhiều người như vậy anh cũng không nể mặt sao? Không đợi Chu Dương quay người đi, Trần Tuấn Sinh liền tỏ vẻ lạnh lùng khiêu khích. Chu Dương lạnh nhạt nói, anh nghĩ sao? Tôi chẳng nghĩ sao cả, chỉ là anh là nhân viên của công ty Danh Dương, không biết anh có bận tâm nói một chút cho chúng tôi về vị tổng giám đốc Chu thần bí đó. Chê y mặt Trần Tuấn Sinh nở nụ cười, dường như đúng là đến để nghe ngóng thông tin của vị tổng giám đốc Chu thần bí. Nhưng sau khi mấy người còn lại nghe xong, cũng lập tức giỏng tai, chăm chú nhìn Chu Dương. Lúc này, Chu Dương ăn mặc bình thường, trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Nếu không phải vì có thể nghe ngóng tin tức của, thì bọn họ vốn cũng chẳng thèm để ý tới Chu Dương. Chu Dương nhìn Trần Tuấn Sinh, lập tức mỉm cười, bí mật của công ty, anh nghĩ tôi có thể nói cho anh sao? Coi như Trần Tuấn Sinh nghĩ nát óc, sợ là cũng không nghĩ được rằng, tổng giám đốc Chu thần bí mà hắn vất vả đi nghe ngóng, lúc này lại đang đứng trước mặt hắn, bị hắn vô tình coi thường. Thấy Chu Dương không định nói gì, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo sáng màu, bụng phệ, lập tức nhìn Chu Dương lạnh nhạt nói. Cậu nhóc, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giám đốc Trần chính là giám đốc lâu năm của công ty Tuấn Phát, anh ấy chỉ cần nói một câu thì cậu có thể lập tức phải biến khỏi đây. Ha ha, anh Chu, anh nghĩ sao? Trần Tuấn Sinh vẫy tay, không nói gì nhiều, nhưng thái độ đó rõ ràng là đang đe dọa. Nếu như Chu Dương không nói, hắn có thể giở thủ đoạn của mình, đuổi Chu Dương khỏi công ty Danh Dương. Chu Dương đột nhiên cười nói ở đây là công ty Danh Dương, không phải là công ty Tuấn Phát của các anh, không đến lượt anh khua chân múa tay. Ấy, chỉ cần đợi đến lúc tôi có thể lấy được dự án hợp tác, trở thành đối tác chiến lược của công ty Danh Dương các anh, thì anh cho rằng, một nhân viên bé nhỏ như anh, có thể đứng trước mặt tôi mà ra vẻ nữa sao? Thái độ dửng dưng của Chu Dương khiến Trần Tuấn Sinh thấy tức giận, hắn lại gần mấy bước, trước mặt anh, tức giận nói. Ủa, vậy sao? Vậy đợi anh cầm được danh sách tên hợp tác rồi hãng nói. Chu Dương mặt không biến sắc, nói lại một câu, cũng chẳng quan tâm phản ứng của mấy người kia, liền rời đi. Tên tiểu tử này thật không biết tôn ti, Trần Tổng, chờ lấy được danh sách hợp tác, nhất định phải để công ty Danh Dương sa thải hắn. Thật là, một nhân viên quèn mà dám nói như vậy với chúng ta, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Được rồi, việc này để sau hãng nói, sắp phải công bố kết quả rồi. Mấy người mặt đầy sự tức giận quay trở lại ghế ngồi, nhưng lúc này Diệp Sở Thiến cũng bình tĩnh đi lên bục. Thưa các vị, kết quả tuyển chọn đã có rồi, hiện nay trên tay tôi chính là danh sách các công ty của dự án hợp tác lần này. Diệp Sở Thiến giơ tay lên, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng trên tay cô cầm một phong bì dán kín. Ngay lập tức, nhịp thở tất cả mọi người đến tham gia đấu thầu có vẻ trở nên gấp rút. Dự án hoạt chất làm trắng và chống lão hóa không chỉ là dự án trọng điểm của công ty Danh Dương, mà còn là dự án lớn trong mắt các doanh nghiệp. Nhưng phàm là người biết có được dự án này sẽ lợi hại thế nào, cũng sẽ biết dự án này có thể đem lại bao nhiêu lợi ích. Một khi có thể hợp tác với công ty Danh Dương, thì người đang ngồi ở bất kỳ công ty nào cũng có thể có được lợi nhuận khổng lồ và nổi tiếng. Huống hồ là công ty Tuấn Phát của Trần Tuấn Sinh vốn có quy mô không nhỏ, cũng khao khát được chia sẻ một phần. Diệp Sở Thiến cũng không để mọi người chờ lâu, trực tiếp mở phong bì trước mặt tất cả mọi người. Lần này, công ty giành được dự án hợp tác chính là Chương 14, đuổi ra ngoài. Diệp Sở Thiến nhìn thấy nội dung chê y danh sách, ngập ngừng một lúc, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Tuấn Sinh dưới sân khấu đã thoải mái dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên chân và trông thật tự tin. Linh Ngọc, em yên tâm, danh sách lần này, nhất định là có tên chúng ta. Trần Tuấn Sinh còn không quên tiếp tục khoe khoang với Tạ Linh Ngọc, chỉ có điều lời của hắn ta chưa nói xong, Diệp Sở Thiến đã nói ra tên công ty đó. Công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Diệp Sở Thiến vừa nói dứt lời, cả căn phòng lập tức như muốn nổ tung. Tạ Linh Ngọc còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, đợi sau khi xác nhận lại nhiều lần xong cũng vui mừng nhảy cẫng lên. Ngay sau đó, hai tay cô áp chặt vào ngực, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt ướt đẫm vì những giọt nước mắt. Cô không thể ngờ được rằng công ty mình lại trúng thầu. Công ty đã trúng được dự án này, e rằng đến ngân hàng có lẽ cũng sẽ xin cô vay vốn của họ. Nhưng khi cô quay lại nhìn những người khác, mặt cô đột nhiên sững lại. Các công ty khác có mặt ở đây đều biết rõ về nhau. Mọi người đều biết rằng công ty Tuấn Phát thực sự có thực lực nhất. Nếu họ trúng thầu, mọi người cũng sẽ chẳng lấy làm lạ. Nhưng bây giờ,
một công ty chuẩn bị phá sản là Duyệt Kỳ đã trực tiếp đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh và giành được gói thầu, điều đó thật sự rất khó tin. Có nhầm không vậy, Duyệt Kỳ là công ty nào, làm sao có thể so sánh với chúng tôi được? Đúng rồi, một công ty chuẩn bị phá sản lại trúng thầu sao? Đằng sau đó chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Lúc này, đại diện của nhiều công ty, bao gồm Trần Tuấn Sinh trong lòng đều căm phẫn và đứng bật dậy, hung hăng chỉ mặt người đang đứng chê y sân khấu là Diệp Sở Thiến, kêu la đòi giải thích. Nhưng Trần Tuấn Sinh lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, mặt đờ đẫn nhìn về phía trước bằng đôi mắt ngơ ngác. Hắn không phải thật sự muốn sau khi lấy được dự án này sẽ đưa cho Tạ Linh Ngọc mà chỉ muốn dùng nó để dụ dỗ Tạ Linh Ngọc, đùa giỡn với cô ta là đủ rồi. Còn về dự án này, hắn tất nhiên là muốn giữ lại cho riêng mình, bởi vì lợi nhuận từ đó là quá lớn. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ, người có được tư cách hợp tác của dự án này hóa ra lại là Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc nhìn phản ứng của những người này, trong lòng cũng bắt đầu có chút nghi ngờ. Vừa rồi cô quá xúc động, nhất thời không nghĩ ra rõ ràng được đạo lý ở trong đó. Lúc này khi bình tĩnh lại, cô mới nghi ngờ, công ty danh dương tại sao lại có thể chọn công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Mẹ nó, không thể nào, tuyệt đối không thể. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Trần Tuấn Sinh mặt lạnh như tiền, từ từ đứng dậy. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh có vấn đề gì không? Diệp Sở Thiến nhìn thấu hết biểu hiện của tất cả mọi người thông qua con mắt tinh tường của mình, trong lòng có chút xao động. Hình như nghĩ ra được cái gì đó rồi. Tôi muốn biết ai là người quyết định danh sách trúng thầu cuối cùng. Rốt cục công ty Tuấn Phát của chúng tôi có gì thua kém? Chúng tôi cần một lời giải thích. Có sự tiên phong của Trần Tuấn Sinh, những người khác cũng lần lượt đứng lên, đòi công ty danh dương công bố hết toàn bộ thư mời đấu thầu. Diệp Sở Thiến lạnh lùng nói, chọn ai là người hợp tác thì đó là quyền tự do của công ty danh dương chúng tôi, anh không có quyền chất vấn, càng không có quyền can thiệp. Trần Tuấn Sinh lập tức cứng họng. Đúng rồi, người ta muốn hợp tác với ai thì hợp tác, không hợp tác với mình thì cũng là quyền tự do của họ, mình có thể nói được gì cơ chứ? Trần Tuấn Sinh chợt đổi chủ ý, liền nói với Tạ Linh Ngọc, công ty em về cơ bản là không có thực lực để hợp tác với bọn họ, chỉ bằng trao lại tư cách hợp tác này lại cho anh đi. Sau khi em nhường tư cách này cho anh sẽ nghĩ cách để tạo một số cơ hội hợp tác, như thế em cũng không cần lo lắng về việc bản thân không đủ thực lực rồi. Tạ Linh Ngọc lắc đầu, lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi quyết định tự mình làm. Linh Ngọc, em đừng có mất lý trí thế chứ, nếu em không làm được thì có thể sẽ chẳng có gì cả. Chỉ bằng nhường lại cho anh giúp em kiếm tiền, như thế em có thể kiếm được lợi nhuận rất cao, hơn nữa lại chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trần Tuấn Sinh nói rồi ôm nhẹ vào bờ vai Tạ Linh Ngọc có chút xúc động. Nếu như để Duyệt Kỳ nắm bắt được cơ hội lần này, thì kế hoạch dụ dỗ Tạ Linh Ngọc của hắn ta sẽ sôi hỏng bỏng không? Quan trọng nhất vẫn là bản thân sẽ mất đi cơ hội ngon ăn. Đây là điều mà Trần Tuấn Sinh dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được. Trần Tuấn Sinh, anh buông tôi ra. Tạ Linh Ngọc bị Trần Tuấn Sinh ôm có chút đau, nhíu mày quát lên. Trần Tuấn Sinh tức giận nói, Tạ Linh Ngọc, cô đừng có mà không biết điều. Tư cách hợp tác lần này vốn dĩ là của tôi. Có phải cô dùng thủ đoạn gì nên mới cướp tay chê y được như vậy có đúng cô? Trần Tuấn Sinh đột nhiên không kiềm chế được làm cho nhiều người đều nhìn về phía hắn ta. Việc này xảy ra quá đột ngột, ai cũng không thể ngờ được rằng sau khi có kết quả thì Trần Tuấn Sinh lại có thể làm chuyện mất mặt này. Chu Dương ngồi ở phía sau, nhìn rõ được vẻ mặt đau đớn của Tạ Linh Ngọc, lập tức không thể ở yên được nữa. Anh lập tức quát lên, dừng tay lại, ở đây là công ty danh dương. Trần Tuấn Sinh anh định làm gì? Bảo vệ đâu, lôi anh ta ra. Dứt lời Chu Dương xông đến trước mặt Trần Tuấn Sinh, nắm lấy cổ áo anh ta và lôi ra. Linh Ngọc, em không sao chứ? Chu Dương khẽ cau mày nhìn Tạ Linh Ngọc, lúc đấy biểu cảm chê y khuôn mặt của cô ấy thật là khó coi, rõ ràng cũng không nghĩ được rằng Trần Tuấn Sinh lại làm như thế. Khốn kiếp, Chu Dương, mày là cái thá gì? Một nhân viên tép siêu lại dám đối xử với tao như vậy. Mày không muốn làm nữa rồi ư? Bị Chu Dương kéo một cách thô lỗ và đấm vào ngực, Trần Tuấn Sinh giờ rất khó chịu. Anh Trần, Chu Dương là nhân viên của công ty danh dương chúng tôi, anh ấy có được làm tiếp hay không còn chưa đến lượt anh lên tiếng, anh dám động tay động chân với đối tác của công ty danh dương chúng tôi là muốn làm gì đây? Diệp Sở Thiến biết Chu Dương không muốn để lộ ra thân phận, thế là lặng lẽ rời khỏi bàn chủ tịch, ban đầu nhìn Chu Dương một hồi, sau đó nhìn Trần Tuấn Sinh một cách hờ hững.
Cùng với hành động của Diệp Sở Thiến, bảo vệ trong phòng cũng lập tức chú ý để mắt tới Trần Tuấn Sinh. Nếu như anh Trần đã có ý kiến với công ty Danh Dương chúng tôi như vậy, xin mời anh rời khỏi đây. Người đâu, tiễn khách. Diệp Sở Thiến vừa nói dứt lời, 7-8 nhân viên bảo vệ lập tức vây chặt lấy Trần Tuấn Sinh, người nào người đấy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm anh ta. Khốn nạn, mày chẳng qua là một tên nhân viên quèn mà dám nói với tao như vậy, có tin là tao xử mày luôn không? Trần Tuấn Sinh làm sao chịu nổi cơn tức giận này, lập tức muốn phản đòn. Nhưng hắn ta vẫn chưa nói xong, tiếng của Diệp Sở Thiến lại vang lên lạnh lùng, người đâu, lôi tên khốn này ra ngoài. Chương 15, thư mời. Muốn đuổi tôi ra ngoài ư, cô dám. Trần Tuấn Sinh mặt biến sắc, trừng mắt nhìn Diệp Sở Thiến quát lên. Mời anh ra ngoài cho, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chẳng cần đợi Trần Tuấn Sinh có bất kỳ động thái gì, 7-8 nhân viên bảo vệ lập tức đè ép, túm lấy vai hắn, không cho hắn nhúc nhích. Giỏi, giỏi lắm, tôi nhớ hết, các người đợi ông đây xử lý lũ các người thế nào. Trần Tuấn Sinh trong lòng bực tức, buông ra một lời cay đắng rồi chuẩn bị rời đi. Bỏ ra, tôi tự đi. Linh Ngọc, chúng ta đi, tôi đợi xem, các người đến cầu xin tôi tha thứ như thế nào. Trần Tuấn Sinh đưa tay muốn kéo Tạ Linh Ngọc, nhưng lại kéo hụt. Trần Tuấn Sinh, anh về trước đi, mỹ phẩm Duyệt Kỷ lọt vào danh sách này, tôi có một chút việc cần phải xác nhận lại với công ty Danh Dương. Tạ Linh Ngọc mặt vô cảm, thậm chí cũng không thèm nhìn Trần Tuấn Sinh. Cô, được, vậy tôi về trước đây. Trần Tuấn Sinh trong lòng tức giận, đang chuẩn bị trách móc nhưng lại nghĩ đến kế hoạch của mình nên kìm lại cơn giận. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Trần Tuấn Sinh đã biến mất trong phòng khách. Còn người của một số công ty khác cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Họ vốn không nghĩ được rằng, người dẫn chương trình này lại cứng rắn đến như vậy, trong một trường hợp quan trọng như vậy lại trực tiếp đuổi Trần Tuấn Sinh của công ty Tuấn Phát đi. Trong chốc lát, cả căn phòng im bặt. Được rồi, nếu như các vị không có gì nghi vấn thì có thể đi về được rồi, tuy trong dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa chúng ta không có cơ hội hợp tác nhưng ở các lĩnh vực khác chúng ta vẫn còn không ít các chỗ để hợp tác. Diệp Sở Thiến miệng mỉm cười, một câu nói, một ánh mắt đã làm mọi người quên đi chuyện không vui vừa rồi. Vẫn còn các cơ hội hợp tác khác. Mọi người đang ngồi đây đều không phải là kẻ ngu ngốc, mua bán không có thì còn có nhân nghĩa. Lần này không có được dự án làm trắng da và chống lão hóa nhưng mà công ty Danh Dương sắp có được thành công, tương lai nếu như còn cơ hội hợp tác khác cũng đủ để họ đủ ăn đủ mặc. Ha ha, tất nhiên là thế rồi. Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ về để đợi tin tức tốt lành từ công ty Danh Dương. Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Diệp Sở Thiến lúc này mới nhìn Tạ Linh Ngọc. Trước kia cô ấy vẫn chưa nhìn kỹ, giờ đây nhìn kỹ một lượt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là một mỹ nhân, e rằng không thua kém gì so với giám đốc Thẩm, chẳng lẽ Chu Tổng đã thích cô ấy hay sao? Diệp Sở Thiến trong lòng có ý kiến nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Quý cô đây chắc có lẽ là giám đốc Tạ rồi, về việc hợp tác giữa hai công ty chúng tôi chút nữa sẽ gửi một bản hợp đồng cụ thể, cho đến lúc đó, nếu như không có ý kiến gì thì dự án làm trắng da và chống lão hóa có thể chính thức bắt đầu được rồi. Diệp Sở Thiến nhẹ nhàng hất tóc bên má rồi cười nói. Xin hỏi chị là, tôi họ Diệp, cô có thể gọi tôi là chị Diệp, tôi là trợ lý của giám đốc Chu. Diệp Sở Thiến nhẹ nhàng nói rồi dẫn Tạ Linh Ngọc vào phòng làm việc. Chị Diệp, giờ thì tôi đã trúng thầu rồi, không biết có thể gặp người phụ trách hạng mục làm trắng da chống lão hóa bên chị là giám đốc Chu không? Tạ Linh Ngọc không hề dựa vào vị thế là giám đốc của một công ty để lên giọng mà rất khiêm tốn gọi Diệp Sở Thiến là chị Diệp, đồng thời cũng cẩn trọng nói ra suy nghĩ của mình. Rất xin lỗi, giám đốc Chu của chúng tôi hiện tại không tiện lộ diện, nhưng anh ấy sẽ xuất hiện ở buổi tiệc sau này. Diệp Sở Thiến khẽ gật đầu và nhẹ nhàng giải thích. Cũng được. Vậy tôi sẽ đợi anh ấy ở bữa tiệc. Nghe được những lời này từ Diệp Sở Thiến, Tạ Linh Ngọc cũng chỉ biết thở dài. Chỉ cần gặp được vị giám đốc Chu đó, cô ấy tự tin bản thân có thể thuyết phục được đối phương, để đối phương có thể nhượng bớt lợi ích ở một số phương diện. Sau khi bàn một chút với Tạ Linh Ngọc về phương hướng khái quát, Diệp Sở Thiến đã tiễn Tạ Linh Ngọc ra về. Sau đó, Diệp Sở Thiến mới nhìn sang Chu Dương, không nhịn được cười mà nói rằng, giám đốc Chu, anh ở một bên xem kịch thế đã xem đủ chưa? Làm một nhân viên bình thường có thật là thú vị như thế không? Khi nghĩ đến những lời dặn dò của Chu Dương trước đó, Diệp Sở Thiến liền bật cười.
Rõ ràng là một người có thể lấy ra bằng sáng chế đỉnh cao để hợp tác với công ty Danh Dương về dự án làm trắng da chống lão hóa, tại sao lại đóng giả thành một nhân viên bình thường làm việc ở công ty Danh Dương lâu như vậy? Hơn nữa, ở trong hội nghị vừa rồi, anh cũng cố tình giữ bí mật, làm cho mọi người không biết được. Tuy nhiên Diệp Sở Thiến cũng không hỏi nhiều, cô phát hiện ra rằng Chu Dương ngày càng có nhiều bí mật và cô cảm thấy Chu Dương thật thú vị. Có đôi lúc, một nhân viên bình thường có thể cho mọi người nhìn rõ một số việc hơn là một giám đốc. Chu Dương cười đau khổ nói, rồi ngồi thẳng xuống. Nếu không phải vì anh đột nhiên có được một phần tài sản kếch xù, sao anh có thể thay đổi vị thế trong một đêm được? Thôi được rồi, tiếp theo là đến khâu chuẩn bị tốt cho buổi tiệc, chúng ta cần chính thức khởi động dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa trong buổi tiệc, đến lúc đó giám đốc Thẩm cũng sẽ qua, giờ tôi về trước đây. Sau khi dặn dò kỹ càng một hồi, Chu Dương liền rời đi. Thông tin đối tác làm ăn với công ty Danh Dương trong dự án hoạt chất làm trắng chống lão hóa đã được xác định đã được lan truyền rất nhanh, đến cả một số công ty nước ngoài cũng biết được tin tức đó. Có được tư cách hợp tác là một công ty có tên là Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ, mọi người đã biết chưa? Ừ, thông tin này đã nghe qua, chẳng phải là anh Trần theo đuổi người đẹp ở công ty đó hay sao? Anh Trần, sao anh không nói gì? Từ khi bị câu lạc bộ Silver Lake hủy quyền hội viên, Trần Tuấn Sinh và một số người bạn xấu xa của mình thường xuyên trà trộn vào một câu lạc bộ khác. Vào lúc đó, trong phòng riêng sang trọng của câu lạc bộ, mấy người nam tuổi trung niên to béo đang mỗi người ôm một mỹ nữ và uống rượu hát ca. Tuy nhiên, Trần Tuấn Sinh lại mặt lạnh như tiền ngồi ở một xó, nghe được một số người khác nói, mặt hắn ta trông càng khó coi. Sau khi bị Diệp Sở Thiến đuổi đi, hắn ta liền huy động sức lực của bản thân, muốn tìm Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương giải thích. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là Thẩm Bích Quân lại từ chối gặp hắn. Trước đây Thẩm Bích Quân có không ít lần qua lại tiếp xúc với công ty nhà hắn, bây giờ lại từ chối hắn. Điều này làm cho Trần Tuấn Sinh vô cùng tức giận. Xem ra, Thẩm Bích Quân có được bản quyền của dự án làm trắng da chống lão hóa nên xem thường công ty hắn. Điều quan trọng hơn nữa là, kế hoạch mà hắn muốn dạy dỗ Chu Dương và Diệp Sở Thiến đã tan thành mây khói. Ồ, đúng rồi. Nghe nói công ty Danh Dương tối ngày mai sẽ tổ chức tiệc khởi động dự án làm trắng da chống lão hóa ở Thúy Hồ Cư, mời rất đông người trong ngành, đến lúc đó hay là đến xem. Trần Tuấn Sinh vừa nghe được liền ngẩng thẳng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người vừa nói. Anh vừa nói cái gì? Buổi tiệc. Người đó cũng bị bộ dạng của Trần Tuấn Sinh lúc đó làm cho sợ hãi, liền nhanh chóng nói lại một lần những lời vừa nói. Đáng ghét, công ty Danh Dương giỏi lắm, không thèm đưa cho tôi thư mời. Mẹ nó chứ. Cứ nghĩ rằng làm như thế thì tôi không đi nổi hay sao? Chương 16, ai không đủ tư cách? Thúy Hồ Cư, khách sạn tiêu chuẩn cao nhất của thành phố, từ phong cách đến phong cảnh đều không hơn không kém câu lạc bộ Silver Lake. Có tin đồn rằng ông chủ đằng sau cũng là một trong những người cực kỳ giàu có, chính vì vậy, mới có thể nắm toàn bộ hai giới chính đạo và xã hội đen cả thành phố. Công ty Danh Dương đã tổ chức lễ ra mắt dự án hoạt tính làm trắng da và chống lão hóa tại nơi này, cũng mất rất nhiều tài lực, có thể nói là bỏ ra một số tiền khổng lồ rồi. Khi màn đêm vừa buông xuống, từng chiếc xe sang trọng lái vào Thúy Hồ Cư. Tạ Linh Ngọc từ chiếc xe BMW nội địa chẳng hề nổi bật của mình chậm chậm xuống xe, nhìn về hướng Thúy Hồ Cư nguy nga lộng lẫy trước mặt, hít một hơi thật sâu. Bởi vì đã lấy được tư cách cho lần hợp tác này. Trong đôi mắt cô thể hiện rõ sự tự tin mạnh mẽ. Cô biết rằng, miễn là dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa được chính thức khởi động, thì Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ mới có thể đủ sức cùng công ty Danh Dương vượt qua sóng lớn tiến vào đại dương mênh IG. Cô vừa muốn bước lên bậc thang trước cổng Thúy Hồ Cư, thì một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên. Một chiếc Porsche màu đen thuần đang đến trước cửa Thúy Hồ Cư. Mà người từ trong xe bước ra ngoài, chính là Trần Tuấn Sinh. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, chê y khuôn mặt Trần Tuấn Sinh rất vui mừng, sau khi đưa xe giao cho bảo vệ trông xe, hắn ta đi vài bước đến trước mặt Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, hai ngày này em đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn? Mặt Trần Tuấn Sinh vội vàng nói, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt của Tạ Linh Ngọc, chợt lóe lên tia khó hiểu. Nếu như là lúc trước, bị trực tiếp dụ dỗ thẳng thừng như vậy, Tạ Linh Ngọc còn có thể phát hiện gì đó không đúng. Nhưng bây giờ, trong tâm trí cô chỉ nghĩ đến việc chút nữa làm lễ ra mắt của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Trần Tuấn Sinh. Có chuyện gì à? Tạ Linh Ngọc cau mày, lạnh lùng nói.
Mấy ngày này, Trần Tuấn Sinh liên tục gọi điện cho cô, gửi tin nhắn cho cô, thậm chí trực tiếp đến nhà cô mà không có sự đồng ý của cô. Mà những ngày này Tạ Linh Ngọc cũng không nhàn rỗi, liên tục hoàn thiện một số chi tiết trong tài liệu đấu thầu, nghĩ rằng sau khi gặp người phụ trách thần bí đó, có đầy đủ tự tin để cùng với đối phương hợp tác công bằng. Cho nên, Tạ Linh Ngọc đã liên tục ở lại công ty trong vài ngày qua, không trở về nhà, cũng như không thấy qua Trần Tuấn Sinh. Linh Ngọc, anh xin lỗi em, hôm đó anh thất lễ rồi, mỹ phẩm duyệt kỷ bọn em đã có tên trong danh sách, anh không nên nói như thế. Trần Tuấn Sinh rõ ràng cảm thấy được thái độ lạnh NHT của Tạ Linh Ngọc đối với hắn, trong lòng đồng thời khó chịu, còn đối với Chu Dương và Diệp Sở Thiến hắn căm thù đến tận xương tủy. Tuy nhiên, dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa là một dự án lớn, liên quan đến khoản lợi ích chỉ sợ có thể là hàng tỷ, anh lo công ty em có ít kinh nghiệm, cho nên nghĩ muốn giúp đỡ em. Chê y mặt Trần Tuấn Sinh nở nụ cười giễu cợt, giọng điệu dịu dàng nói. Nếu đổi lại là bất cứ ai không biết hắn, khi nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ cảm động bởi giọng điệu dịu dàng của hắn, thậm chí muốn ngã vào lòng hắn. Nhưng Tạ Linh Ngọc đột nhiên thấy nghi ngờ. Nếu trước khi có kết quả danh sách hợp tác, Trần Tuấn Sinh nói như vậy, Tạ Linh Ngọc còn có thể tin tưởng. Nhưng mà, sau khi trải qua sự việc ngày hôm đó, Tạ Linh Ngọc đã cảnh giác với Trần Tuấn Sinh. Chỉ là cô không biết không đúng chỗ nào, cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trần Tuấn Sinh là người không chuẩn mực, cho nên Tạ Linh Ngọc chỉ có thể kìm nén nghi ngờ này. Không cần đâu, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, các chi tiết hợp tác liên quan đã được soạn thảo lại, không cần làm phiền anh. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp từ chối. Trần Tuấn Sinh không ngờ Tạ Linh Ngọc sẽ từ chối, khóe miệng đang cười không kịp khép lại, có chút xấu hổ mà cười khan hai tiếng. Đã như vậy, em phải cố gắng lên, nếu có bất kỳ vấn đề nào, có thể trực tiếp tìm anh nhất định sẽ giúp em. Đi thôi, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, Trần Tuấn Sinh chuẩn bị kéo lấy tay Tạ Linh Ngọc, nhưng bị cô ấy nghiêng người tránh qua. Không cần, tôi có thể tự đi vào được. Tay của Trần Tuấn Sinh lơ lửng trong không trung, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tạ Linh Ngọc, đột nhiên lướt thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây không phải là Chu Dương sao? Mày đang làm gì ở đây? Đây dường như không phải là nơi mày nên đến đâu. Chu Dương vừa nãy đã chứng kiến tất cả giữa Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc, lúc này, khi nghe thấy lời nói đầy giễu cợt của Trần Tuấn Sinh, anh không hề nổi giận ngay, mà chỉ đi chậm về phía hắn. Làm sao, Thúy Hồ Cư này là do nhà mày mở à? Chu Dương không chút sợ hãi đối mặt với Trần Tuấn Sinh, quyết đối chọi gay gắt. Đằng nào, anh cùng với Trần Tuấn Sinh cũng không cần nể mặt nhau. Một thằng cả ngày quấy rối vợ mình, hoàn toàn không xứng để bản thân mình nể mặt. Hừ, tao biết mày là nhân viên của Danh Dương, nhưng hôm nay, ở đây, một nhân viên nhỏ bé bình thường như mày có khả năng để tham gia không? Cũng phải tự mình biết mình chứ, tự xem bản thân là loại người nào. Trần Tuấn Sinh khinh bỉ nói. Trong cuộc họp công khai trước đây, hắn bị Diệp Sở Thiến đuổi ra ngoài trước mặt đông người, khiến hắn ghi tất cả nỗi hận này lên người Chu Dương và Diệp Sở Thiến. Mà thái độ của Tạ Linh Ngọc đối với hắn trong mấy ngày này, khiến cho ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn càng thêm lớn mạnh. Nếu trước đây ở trước mặt Tạ Linh Ngọc, hắn còn nghĩ phải thể hiện sự tao nhã lịch sự, thái độ khiêm tốn nói chuyện với Chu Dương, thì bây giờ, điều này là hoàn toàn không cần thiết. Mày thấy không, hôm nay rất nhiều người đến đây, ai mà không phải là người giàu có. Tao thấy, thậm chí mày không có nổi một chiếc xe, mày đi bộ đến đây à? Ngón tay của Trần Tuấn Sinh chỉ trỏ xung quanh, những chiếc xe sang trọng dường như đang tỏa sáng rực rỡ, mang đến cho hắn cảm giác vượt trội trong lòng. Coi như mày là chồng của Tạ Linh Ngọc thì sao? Chẳng phải trong nhiều năm mày vẫn là bộ dáng vô dụng sao? Chỉ cần cho bản thân thêm chút thời gian, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ lại ngã vào lòng hắn. Trần Tuấn Sinh tràn đầy tự tin, đứng chê y các bậc thang, từ chê y cao nhìn xuống Chu Dương, nói với vẻ khinh bỉ, Chu Dương. Mày hoàn toàn không có tư cách ở đây, mày ở đây chính là hạ thấp thân phận của tất cả chúng tao. Trần Tuấn Sinh cố tình không hạ giọng, cho nên không ít người xung quanh đều nghe rõ. Trong nháy mắt, những người này tất cả đều nhăn mặt. Là những người ưu tú của tầng lớp thượng lưu, bọn họ tự nhiên có cảm giác vượt trội, đặc biệt là khi đối mặt với một người trông rất bình thường như Chu Dương, lại càng rõ ràng hơn. Thật là, không biết từ đâu đến một thằng bụi đời, Thúy Hồ Cư là nơi mày có thể vào à? Thật là,
sợ là tiền lương hàng tháng của mày thậm chí không đủ để chọn một món ăn. Bảo vệ đâu, không lẽ Thúy Hầu Cư lại tàn lụi đến mức cho cái thằng như vậy đi vào à? Mọi người xung quanh đều ghét bỏ, la hét yêu cầu bảo vệ đuổi Chu Dương ra ngoài. Bảo vệ của Thúy Hầu Cư cũng nhanh mắt, nhìn thấy bộ dáng luộm thuộm của Chu Dương, thậm chí cả người không có món hàng hiệu, đột nhiên biết rằng thân phận của anh không cao. Vị tiên sinh này, hôm nay Thúy Hầu Cư đã đầy khách rồi, mời anh đi nơi khác ăn cơm đi. Đội trưởng bảo vệ Cao Mã Đại, dẫn theo ba tên bảo vệ cấp dưới ngay lập tức bao vây Chu Dương, ánh mắt đầy khinh bỉ. Chu Dương cười gượng, không ngờ rằng hai ngày trước còn kêu bảo vệ bao vây Trần Tuấn Sinh, bây giờ rất nhanh bản thân cũng bị bảo vệ bao vây. Ngay khi Chu Dương chuẩn bị mở miệng nói, một giọng nói sắc sảo lạnh lùng đột nhiên vang lên, cậu nói ai không có tư cách. Mọi người nghe thấy âm thanh này, ngay lập tức nhìn vào người đang nói, cảm thấy ớn lạnh. Chỉ thấy một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn, từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi chân đẹp không chút mỡ thừa đặt xuống. Ngay sau đó, một cô gái cực kỳ đẹp toàn thân phát ra hào quang chói lòa cùng với khí chất phi phàm, từ trong xe bước xuống. Hóa ra là cô ấy. Chương 17, Thẩm Bích Quân bá đạo. Sau khi mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ chê y xe bước ra, ai nấy đều ngỡ ngàng. Là Thẩm Bích Quân, chủ tịch công ty Danh Dương. Là cô ấy sao, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ngày trước chỉ nghe nói, bây giờ được thấy, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là những lời cô ấy vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy lại vì tên nhân viên bình thường này mà đối đầu với Trần Thiếu Gia? Mọi người lập tức thảo luận sôi nổi, nhưng ánh mắt thậm chí nhìn Thẩm Bích Quân không rời. Cô gái bước ra từ xe Rolls Royce chính là Thẩm Bích Quân, giám đốc điều hành của công ty Danh Dương, cũng là cấp trên y của Chu Dương. Chủ tịch Thẩm, cô đến rồi. Chu Dương tỏ vẻ bình thường nói. Đối diện với Thẩm Bích Quân, Chu Dương không có chút tự ti, thậm chí không cảm thấy cô ấy là lãnh đạo của mình. Vì bằng sáng chế hoạt tính chống lão hóa là của mình, nói đúng ra, công ty Danh Dương của Thẩm Bích Quân cơ bản không xứng với kỹ thuật này. Có thể nói, đây là món quà lớn mà anh tặng cho cô ấy. Dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa là dự án quan trọng nhất tiếp theo của công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân biết bản thân nợ Chu Dương tình cảm rất lớn, nên đối với anh cũng lịch sự hơn. Trần Tuấn Sinh nhìn thấy Thẩm Bích Quân, đôi mắt co rúm lại ngay lập tức, chột dạ, miệng nói, thì ra là Tổng Giám Đốc Thẩm, thật là lâu rồi không gặp, lời Tổng Giám Đốc Thẩm vừa nói không sai, không phải ai cũng có tư cách để đứng ở đây. So với Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân không kém chút nào. Hơn nữa, do ảnh hưởng của việc tập thể lâu dài và vóc dáng cao, nên cô ấy thậm chí trông có vẻ có sức sống hơn. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Tôi nghe nói Trần Thiếu Gia và Tổng Giám Đốc Thẩm có quen biết, xem ra tên nhân viên này gặp xui xẻo rồi. Ai nói không phải chứ, đến Tổng Giám Đốc của công ty mình còn không nói giúp cho anh ta, nếu là tôi, thì sẽ lập tức biến đi, không phải đứng đây chịu nhục nhã. Chỉ là, điều khiến mọi người ngạc nhiên, sau khi Thẩm Bích Quân bước ra khỏi xe, mắt không hề nhìn Trần Tuấn Sinh, mà lại từ từ bước về phía Chu Dương. Đôi mắt đẹp của Thẩm Bích Quân chăm chú nhìn Chu Dương, tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Có người gây rắc rối cho anh à? Chu Dương mỉm cười, chỉ là đang chuẩn bị đi vào, lại bị mấy con chó đứng chặn đường thôi. Chu Dương nói thẳng một cách đáng kinh ngạc, ví Trần Tuấn Sinh và những kẻ vừa chế giễu anh, tất cả đều giống như con chó. Chết tiệt, tên khốn này rốt cuộc đang nói gì? Quá tự phụ rồi, chẳng lẽ anh ta cho rằng có chủ tịch Thẩm ở đây, thì có thể bảo vệ anh ta sao? Chu Dương, có loại anh phải nói lại. Ngay cả Trần Tuấn Sinh cũng nhịn không nổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Dương, ánh mắt hung dữ giống như một con rắn độc nhìn thấy con mồi. Chu Dương tỏ vẻ đang nghe, sau đó tự nói. Thật nực cười, hình như tôi vừa nghe thấy có con chó đang sủa. Lúc này, không chỉ là Trần Tuấn Sinh, những người khác đều thấy phẫn nộ, ánh mắt nhìn như dao sắc. Chủ tịch Thẩm, cô cũng nghe thấy, tôi cảm thấy con người này, cơ bản không phù hợp để làm việc ở công ty cô, có thể ảnh hưởng, gây tổn thất lớn cho công ty. Trần Tuấn Sinh lạnh lùng nói. Ủa, tôi lại không cảm thấy vậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm Bích Quân không biểu hiện gì, tiến lên phía trước một bước, đột nhiên quàng tay lên vai Chu Dương. Cười nói, nhân viên của tôi, anh không có tư cách đánh giá. Đôi mắt của Trần Tuấn Sinh như sắp bốc lửa, hắn cảm thấy trong lòng đang bùng lên ngọn lửa. Có thế nào hắn cũng không ngờ, Thẩm Bích Quân lại có thể quàng lấy cánh tay của Chu Dương.
Trần Tuấn Sinh chịu không được liền hỏi, Chủ tịch Thẩm, nhân viên của cô quá đáng như vậy. Vậy thì đã sao, lẽ nào anh cho rằng, tôi vì anh mà loại bỏ người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa? Thẩm Bích Quân nhìn Trần Tuấn Sinh, lạnh lùng nói. Người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa. Ngay lập tức, mọi người còn chưa có phản ứng trước lời nói của Thẩm Bích Quân rốt cuộc là có ý gì. Nhưng chỉ trong tích tắc, khung cảnh vốn có chút ồn ào đột nhiên lặng xuống. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều dồn về phía Chu Dương, đầy bất ngờ. Lẽ nào nói, Chu Dương chính là người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa? Điều này không thể. Trần Tuấn Sinh cũng phản ứng lại, nhưng hắn trông giống như gặp ma, lùi lại hai bước, tức giận nói, hắn ta dựa vào đâu mà phụ trách một dự án lớn như vậy? Sao lại không thể, Chu Dương chính là người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa, thì sao? Anh có ý kiến gì chứ? Thẩm Bích Quân khoác lấy cánh tay của Chu Dương, tiến hai bước về phía Trần Tuấn Sinh. Còn nữa, đừng cho rằng tôi quen bia với bố anh, thì anh có thể khua chân múa tay với tôi, cứ coi như bố anh ở đây, thì cũng không dám nói với tôi những lời như vậy. Thẩm Bích Quân nói xong, cũng không quan tâm Trần Tuấn Sinh thế nào, khoác lấy Chu Dương, đi vào bên trong Thúy Hồ Cư. Đợi cho bọn họ đi vào cửa chính, Thẩm Bích Quân đột nhiên quay người, đôi mắt đẹp mà lạnh lùng dừng lại chỗ mấy người bảo vệ. Về hành vi của mấy người, tôi có thể nói chuyện với sếp của mấy người có thể thu dọn đồ đạc rồi. Nói xong, liền đi vào Thúy Hồ Cư. Nhưng lúc này, chị y sảnh trước cửa Thúy Hồ Cư, Trần Tuấn Sinh và mọi người vẫn chưa thoát ra khỏi tin vừa nãy. Chu Dương là người phụ trách của dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa, điều này khiến họ bất luận thế nào cũng không thể ngờ. Nhưng là chính miệng Thẩm Bích Quân nói, thì không thể là giả. Trần thiếu gia, cậu phải giúp chúng tôi. Mấy người bảo vệ lúc này cũng lặng người, không nghĩ rằng người mình vừa uy hát yêu ta lại chính là khách quý, cứ nghĩa đến lời Thẩm Bích Quân vừa nói, lập tức thấy hoảng hốt. Huống hồ, ông chủ của Thúy Hồ Cư nhiều năm không thấy mặt, cả thành phố đều tìm không ra mấy người biết ông ta, Thẩm Bích Quân vốn không thể biết sếp của họ, cô ấy chẳng qua là dọa mọi người, chuyện xảy ra tôi có thể giúp mọi người. Trần Tuấn Sinh bị đám đông ồn ào làm cho phát bực, buông cho một câu và đi thẳng vào trong. Thúy Hồ Cư, sảnh Dược Long. Là phòng tiệc đẳng cấp nhất của Thúy Hồ Cư, có rất nhiều người giàu có thực lực, tổ chức bữa tiệc quy mô lớn, đều có chọn ở đây. Lúc này, cả sảnh Dược Long khung cảnh náo nhiệt. Sự việc xảy ra ngoài cửa, những người bên trong tạm thời không biết. Chu Dương và Thẩm Bích Quân đi ra ngoài đại sảnh, nhìn mọi người ở trong, khóe miệng co giật. Chủ tịch Thẩm, cô có thể buông ra rồi. Mặc dù được một người phụ nữ xinh đẹp như Thẩm Bích Quân nắm cánh tay là sự hưởng thụ tuyệt vời, nhưng lại bị quá nhiều người nhìn thấy thì thật không tốt. Đặc biệt là trong sảnh Dược Long còn có Tạ Linh Ngọc. Huống hồ hiện tại Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đang trong lúc chiến tranh lạnh, anh cũng không muốn Tạ Linh Ngọc nhìn thấy cảnh này, mà hiểu nhầm mình. Chủ tịch Thẩm đến rồi, chủ tịch Thẩm, cô đến rồi. Thẩm Bích Quân vừa đi vào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Một số người biết cô ấy dồn đến, không ngừng chào hỏi. Chu Dương nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tạ Linh Ngọc đâu, liền tự mình tìm một góc để ngồi. Nhưng anh vừa ngồi xuống, có một âm thanh chói tai không chút lịch sự đột nhiên vang lên. Thằng nhãi nào đây, cút ra cho tao, ở đây có người rồi. Chương 18, cái giá phải trả khi đắc tội với tao. Chu Dương hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước tới. Nếu nói một cách dân dã, thì đây là một người đàn ông ăn mặc cực kỳ mát mẻ, phần áo trước ngực được mở tung ra để lộ ra một bộ ngực trần nhẵn nhụi. Ở bên cạnh là hai cô gái trang điểm rất đậm, đang dựa sát vào người hắn ta. Hai cô gái này, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ mê người. Họ cùng nhìn về phía Chu Dương với ánh mắt mang rõ ý khinh bỉ. Chỗ này hình như không có ai. Hơn nữa, tên khốn nhà ngươi, mồm miệng thật bốc mùi. Chu Dương sẽ không vì một câu nói của người khác mà từ bỏ vị trí này, cũng không hồ đồ đến mức bị bối rối vì lời châm biếm chế giễu như vậy. Không bàn tới chuyện chỗ này trước đây không ai, mà dù có người, nếu giờ phút này vì một câu nói của người khác mà nhượng bộ, sẽ khiến cho những vị khách trong sảnh coi thường. Hơn nữa, câu nói của tên thanh niên phách lối này mọi người đều nghe được cả, nên có lẽ tất cả bọn họ đang chú ý vào câu chuyện này rồi. Chậc chậc, lần này có trò hay để xem rồi, quả là không ngờ thằng nhãi danh này lại đắc tội với gã kia. Ai nói không phải chứ,
đến cả chị gái hắn cũng không có cách nào ngăn hắn lại được, chứ đừng nói đến một nhân viên bé nhỏ tầm thường như này. Mọi người cùng bàn luận vô cùng sôi nổi, cùng cười nói nhìn về phía Chu Dương với ánh mắt giễu cợt. Khuôn mặt Chu Dương lúc này lạnh như băng, tất cả lời bán tán của mọi người, anh đều nghe được cả. Anh cũng biết rằng người trước mặt mình khó mà có thể là người tử tế, thậm chí còn là một tên côn đồ hung hãn. Thế nhưng Chu Dương lại bình tâm không chút sợ sệt, vì giờ đây anh đâu còn là người con rể vô dụng nói năng lý nhí, ăn nhờ ở đậu nhà vợ như trước nữa. Hiện giờ tài chính của Chu Dương đã đủ để tự bảo vệ được bản thân mình rồi. Tao nói chỗ này có người, tức là chỗ này có người. Làm sao, mày không phục à? Tên thanh niên nhìn thấy Chu Dương không có định rời đi, sự tức giận liền hiển hiện rõ trên y khuôn mặt, cặp mắt hí cũng lập tức trợn tròn lên đầy hung dữ. Chu Dương không nói lời nào, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn hắn một cái, rồi lại trấn tĩnh ngồi im tại chỗ. Chu Dương, anh đang làm gì thế? Lúc này, một giọng nói có chút kinh sợ vang lên. Chu Dương ghé mắt quay lại, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc đang vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Sao thế? Chu Dương nhẹ nhàng hỏi. Tạ Linh Ngọc bước hai bước đến bên cạnh Chu Dương, hạ thấp giọng trả lời, Chu Dương, anh mau chóng rời đi, anh có biết người trước mặt anh là ai không? Giọng của Tạ Linh Ngọc dù chỉ thầm thì, nhưng cũng đủ để Chu Dương có chút kinh ngạc. Tính khí của Tạ Linh Ngọc, từ trước tới nay không bao giờ nguyện ý hạ thấp mình trước người khác, tại sao bây giờ cô lại nói những lời như vậy? Thân thế của thanh niên hung hãn kia nhất định không hề tầm thường, mới khiến Tạ Linh Ngọc cẩn thận không muốn đụng chạm. Ha ha, người đẹp, em nói với tên nhãi danh này ta là ai, ta bây giờ rất muốn được nhìn xem bộ dạng sắp sợ chết cây idiota của hắn. Hắn quay sang nhìn Tạ Linh Ngọc, cặp mắt sáng quắc lên, mở miệng cười lớn. Sắc mặt của Tạ Linh Ngọc trở nên miễn cưỡng khó coi. Cô đứng lên, kéo Chu Dương chuẩn bị rời đi. Đợi đã, tôi đã cho các người đi chưa? Hắn bất chợt đưa tay ngăn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc lại. Đúng vậy, đến cả Thẩm công tử đây mà các người cũng dám đắc tội, tôi thấy các người chắc không muốn sống nữa rồi. Nhìn bộ dạng anh ta, chắc là nhân viên của công ty danh Dương, mà đến Thẩm công tử cũng không nhận ra. Loại người như này, làm sao có thể làm việc tại công ty danh Dương được chứ? Hai cô gái bên cạnh Thẩm thiếu gia chợt cất tiếng, giọng nói giễu cợt chua ngoa đầy sự mỉa mai khinh thường. Ánh mắt của hai người họ dừng lại một chút khi nhìn Tạ Linh Ngọc, ẩn hiện thấp thoáng tia đố kỵ ghen ghét. Vừa mới rồi, họ đều cảm thấy Thẩm thiếu gia có chút kỳ lạ khi nhìn Tạ Linh Ngọc, nhất thời đoán rằng có phải hắn đang nảy sinh hứng thú với cô. Với một chủ nhân giàu có như này, bọn họ không muốn phải chia sẻ cho người khác. Thẩm công tử. Chu Dương nhíu nhẹ chân mày, anh thật sự chưa từng nghe qua về Thẩm công tử, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, chắc hẳn là có quan hệ với công ty danh Dương. Đây là em trai của giám đốc Thẩm Bích Quân, Thẩm Trạch. Tạ Linh Ngọc thở dài nói, giọng điệu hạ thấp trầm trầm. Hừ, vị mỹ nữ này quả là có mắt nhìn người, có thể nhận ra tôi, không giống tên đáng chết kia, có mắt như mù vậy. Thẩm Trạch nở nụ cười châm biếm, quay sang nhìn Tạ Linh Ngọc. Hắn nói tiếp, người đẹp, không biết tên của em là gì, chúng ta có thể làm quen chút không? Nói xong, Thẩm Trạch tự đưa tay ra, có ý muốn nắm tay Tạ Linh Ngọc. Mày dám động vào cô ấy thử xem. Đúng lúc này, Chu Dương đột nhiên động thủ, anh nắm cổ tay Thẩm Trạch, vặn lại một cái, để cho hắn không thể chạm vào Tạ Linh Ngọc. Mặc dù hiện nay giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc có chút hiểu nhầm, nhưng không có nghĩa là Chu Dương có thể chịu được những người có ý đồ với Tạ Linh Ngọc. A, đau, đồ khốn nạn, mau buông ra. Cái vặn tay của Chu Dương không hề nhẹ, nhất thời làm cho Thẩm Trạch bị đau. Thẩm Trạch vốn được cưng chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu loại đau đớn này, liền lập tức nổi giận hét lớn vào mặt Chu Dương. Thằng nhãi, mau buông tay ra, mày có gan đắc tội với Thẩm công tử, thì mày đừng nghĩ đến chuyện có thể chạy thoát. Đúng vậy, mau buông tay Thẩm thiếu gia ra. Hai cô gái bên cạnh Thẩm Trạch hoảng hốt đến mức sắc mặt biến dạng, vội vàng lên tiếng. Chu Dương, anh mau buông tay đi. Tạ Linh Ngọc cũng vội vã nói, khuôn mặt lộ rõ sự lo âu. Được, tạm thời tha cho tên chó ngu đần này. Chu Dương nhẹ giọng cất lời, từ từ nới lỏng tay. Tuy nhiên chỉ trong một tích tắc, anh hất mạnh tay Thẩm Trạch ra sau lưng hắn, khiến hắn nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới dừng được lại. Đồ khốn, tao muốn mày phải chết. Bị Chu Dương sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy,
Thẩm Trạch không cam tâm, la hét ầm ĩ. Bảo vệ đâu, bảo vệ, mau thay ta dạy dỗ hắn một bài học. Công ty danh dương bao cả sảnh Dược Long của Thúy Hồ Cư, vì thế khu vực này được bảo vệ bố trí cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa Thẩm Trạch còn là em trai của Trần Bích Quân, người hiện là chủ tịch công ty danh dương, nên đương nhiên hắn sẽ luôn là đối tượng quan trọng để hội bảo vệ Xu Nịnh. Tên kia, nơi này là khu Thúy Hồ Cư, không phải nơi để mày phách lối ngang ngược. Nếu mày dám động thủ, thì đừng trách bọn tao ra tay. 6. 7 tên bảo vệ lập tức đứng thành vòng vây xung quanh Chu Dương. Tên nào cũng sắn hết tay áo, khuôn mặt lăm le hầm hè chỉ chờ trực xông lên. Chu Dương không phí nhiều lời, kéo Tạ Linh Ngọc ra đằng sau lưng để bảo vệ, không muốn gây liên lụy đến cô. Còn bản thân anh thì chủ động dấn người lên, tung nắm đấm vào thằng mặt của tên bảo vệ lao lên đầu tiên. Thẩm Trạch lúc đầu nảy sinh ý đồ với Tạ Linh Ngọc, sau đó lại còn ăn nói lỗ mãng sằng bậy, rồi lại tìm cả bảo vệ để bảo vệ anh, khiến cho lửa giận trong lòng Chu Dương bùng bùng cháy. Chu Dương mặc dù không biết rõ loại công phu võ thuật gì, nhưng vài năm ở rể, phải làm đủ thứ công việc, nên sức lực của anh luôn được rèn luyện. Vì thế khắp người bắp thịt cuồn cuộn, thân thể cường tráng hơn rất nhiều so với người bình thường. Giây phút này toàn bộ khí lực của Chu Dương đều tụ lại trong một nắm đấm, sự mạnh mẽ này nhất định không thể coi thường. Dầm! Chỉ với một lần ra tay, cú đấm trực diện của Chu Dương khiến tên bảo vệ bị văng ra xa, sau đó ngã dầm xuống đất, trên y mặt còn xuất hiện vết máu. Thằng khốn, mày dám ra tay! Anh em đâu, không cần thương hại nó nữa, mau xông lên đánh nó! Tên bảo vệ đứng đầu vừa chứng kiến hành động của Chu Dương, trong lòng nhất thời kinh hãi. Nhưng giờ lỡ phi lao thì phải theo lao, không thể quay đầu bỏ chạy. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó liền lao tới phía Chu Dương. Chu Dương giờ cũng không còn nhiều sức, phải trực tiếp đối đầu với năm tên bảo vệ này, xem chừng khó mà có thể chống cự. Dừng tay! Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên. Mấy người bảo vệ nghe thấy giọng nói này, toàn thân liền khựng lại. Hành động cũng chậm dần xuống. Chu Dương bắt được thời cơ, liền tiến một bước dài lên phía trước, tung một đường quyền mạnh khiến cả năm tên bảo vệ đều ngã sóng xoài chê y mặt đất. Giờ anh cũng chẳng còn nhiều sức lực, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển không ngừng. Tên khốn, mày cũng khá lắm, mày là nhân viên của công ty danh dương, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mày bị đuổi việc. Đây chính là cái giá phải trả khi mày đã đắc tội với tao. Chương 19, thân phận của Chu Dương. Cậu muốn đuổi ai? Thẩm Trạch vừa dứt lời, một giọng nói uy nghiêm nhưng nghe vô cùng dễ chịu vang lên. Chu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ có Thẩm Bích Quân đang thản nhiên bước tới. Khuôn mặt Thẩm Bích Quân lãnh đạm thờ ơ, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm đang nhìn thẳng về phía Thẩm Trạch. Chu Dương trong lòng nghi vấn, xem chừng Thẩm Trạch và Thẩm Bích Quân không hòa hợp lắm với nhau. Anh có sao không? Thẩm Bích Quân hỏi Chu Dương. Ánh mắt không tự chủ hướng về phía Tạ Linh Ngọc đang đứng phía sau lưng Chu Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, Thẩm Bích Quân mới cúi mặt xuống, quay đầu về phía Thẩm Trạch. Thẩm Trạch, tôi nhớ rằng cậu đâu phải là nhân viên công ty danh dương. Vậy cậu đến đây có chuyện gì? Trong khoảng khắc này, khí chất oai nghiêm của chủ tịch Thẩm Bích Quân tỏa ra rất rõ ràng. Thế nhưng Thẩm Trạch không lo sợ, căn bản hắn ta cũng chẳng quan tâm cho lắm. Hắn nhếch mép nở nụ cười. Đưa hai tay ôm choàng lên hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình, giễu cợt nói chẳng nhẽ tôi không thể tới sao. Hả người chị tốt của tôi. Hắn nhấn mạnh ba chữ người chị tốt, chê y mặt biểu hiện rõ thái độ nhạo báng. Thẩm Bích Quân không kiềm chế được cơn tức giận, người khẽ run lên một chút. Nếu như cậu tới đây, đương nhiên sẽ không ai ngăn cản. Thế nhưng mời cậu hành động quy củ một chút, chuyện của công ty không đến lượt cậu phải tham gia. Thẩm Bích Quân hít sâu một hơi. Hạ thấp giọng nói. Ai già, thế nào? Là tôi vừa mới nói muốn đuổi việc tên khốn này, chị liền tức giận. Vậy hắn là gì của chị thế? Có phải nhân tình của chị không? Đúng là có ý tứ với nhau rồi. Thẩm Trạch cười khẽ, ánh mắt hết liếc nhìn Thẩm Bích Quân lại đảo sang Chu Dương. Thẩm thiếu gia, người này tên là Chu Dương, người phụ trách dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa của công ty danh dương. Nếu đuổi việc hắn... E rằng tiến độ công việc của dự án này sẽ bị chậm trễ. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của Trần Tuấn Sinh vang lên. Trần Tuấn Sinh từ trước đã ngầm quan tâm đến vụ tiến cử trong công ty, đúng lúc hắn nhìn thấy Thẩm Trạch đang gây khó dễ cho Chu Dương, trong lòng vô cùng mong đợi. Tuy nhiên những việc xảy ra sau đó khiến hắn tức giận, càng thêm khinh thường Thẩm Trạch.
nhưng cũng chẳng biết nói như thế nào, vì Thẩm Trạch vốn không phải kẻ tầm thường. Ngoài việc là em trai của Thẩm Bích Quân, cha của Thẩm Trạch còn có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn thành phố. Trần Tuấn Sinh dù ghét bỏ Thẩm Trạch nhiều như nào đi nữa, cũng chỉ đành giữ trong lòng. Hả, là hắn? Lúc này đến lượt Thẩm Trạch kinh ngạc. Thật ra thì không chỉ hắn, tất cả những người ở đó nghe thấy lời của Trần Tuấn Sinh, cũng thấy Thẩm Bích Quân không có ý phản bác gì, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã từng rất khổ tâm để điều tra xem, vị Chu Tổng thần bí này, người đang phụ trách dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa này là ai, nhưng chưa bao giờ gặp được. Ai ngờ đó chỉ là một cậu thanh niên tướng mạo tầm thường. Tạ Linh Ngọc vội chớp mắt một cái, nhìn bóng lưng của Chu Dương mà không thể tin nổi, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Cô trăm ngàn lần cũng không ngờ, Chu Dương nhu nhược ăn nhờ ở đậu chung sống cùng cô suốt mấy năm, cuối cùng lại trở thành một tổng phụ trách. Trong phút chốc, cô nhớ lại lúc trước Chu Dương từng hỏi cô có nhận được thư mời của công ty Danh Dương hay không, còn cả việc mỹ phẩm Duyệt Kỳ hạ gục nhiều đối thủ chê y thương trường, có tên trong danh sách hợp tác. Tất cả mọi thứ đều quá thuận lợi, khiến cô cho rằng chắc là công ty Danh Dương đã nhìn ra được thực lực của mỹ phẩm Duyệt Kỳ, chứ không nghĩ rằng tất cả đều là công sức của Chu Dương. Chị gái tốt bụng của tôi, chị sẽ không để việc tư việc công lẫn lộn, đẩy nhân tình của chị lên trước đấy chứ. Sắc mặt Thẩm Trạch trong nháy mắt chợt xám xịt lại, ngữ khí không có chút thiện chí. À, các vị còn đang lo lắng là vì chưa biết, Chu Dương là người đã yên bề gia thất, hơn nữa lại còn ở rể, dựa vào cái gì mà có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý hạng mục này. Trần Tuấn Sinh tóm được thời cơ, lời nói đầy sự âm hiểm. Theo như những gì tôi thấy, chức vụ tổng phụ trách dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa này của hắn, chưa rõ làm sao hắn lại có được. Các vị hiện đang hợp tác với công ty Danh Dương, phải suy nghĩ cho kỹ những nguy cơ trong đó. Chu Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh nhìn Trần Tuấn Sinh. Anh và Tạ Linh Ngọc là vợ chồng, ngoài Trần Tuấn Sinh, tất cả người khác đều không biết. Mà chính bản thân anh suốt nhiều năm qua, cũng cố gắng giữ bí mật này. Mục đích chính là vì không muốn để Tạ Linh Ngọc mất mặt. Nếu như Trần Tuấn Sinh bây giờ nói rõ quan hệ giữa anh và Tạ Linh Ngọc, ảnh hưởng lên hắn ngược lại chỉ là nhỏ. Còn ảnh hưởng lên Tạ Linh Ngọc mới là lớn nhất. Đọc nhanh tại vietwaitia.net. Thậm chí còn có thể khiến Tạ Linh Ngọc không chừng lại chỉ nhận được sự hợp tác hời hợt từ các vị khách. Cái gì, lại còn đi ở rể ư? Loại người như này làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa này được? Thẩm Tổng, có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Đúng vậy, hoặc là đổi người khác làm việc, hoặc là chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty Danh Dương nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt, lo lắng đến sự hợp tác giữa công ty và các nhà đầu tư, liền nhao nhao hết cả lên mong muốn được giải thích. Chỉ e là phải khiến các vị thất vọng rồi. Đôi môi đỏ như hoa anh đào của Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười, sắc mặt ung dung bình tĩnh, cô đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Thẩm Tổng có ý gì vậy? Không lẽ Thẩm Tổng muốn chúng ta chấm dứt hợp tác? Thẩm Tổng, cô đừng vội quên. Công ty Danh Dương không phải là một mình cô quyết định là được, còn có những vị cổ đông khác nữa. Lời nói của Thẩm Bích Quân còn khiến mọi người tức giận hơn. Bọn họ cho rằng, với nhiều người cùng thống nhất lên tiếng phản đối như này, Thẩm Bích Quân sẽ buộc phải nhượng bộ. Tôi không có ý gì cả, chỉ là Chu Dương không chỉ làm tổng phụ trách hạng mục này của công ty, anh ấy còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty này, không ai có thể tùy tiện thay đổi vị trí của anh ấy. Thẩm Bích Quân khẽ cười. Sau đó đưa ánh mắt nhìn Thẩm Trạch, bình thản nói, về chuyện đuổi việc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Những lời Bích Quân nói ra, tất cả mọi người đều im lặng sững sờ. Đến cả người làm việc ở Thúy Hồ cứ biết rõ chức vụ tổng quản lý dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa của Chu Dương, giờ phút này cũng phải dương mắt nghẹn họng. Cái gì cơ, anh ta là cổ đông của công ty Danh Dương. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Điều này là không thế, anh ta là một tên ở rế. Làm sao có thể đủ tiền mà trở thành cổ đông của công ty? Thẩm Tổng, cô không thể đùa cợt như vậy được. Mọi người còn kinh sợ hơn, sảnh Dược Long nhất thời như muốn nổ tung. Sắc mặt Trần Tuấn Sinh lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, trong lòng đã sớm nổi lên giông bão. Hắn biết rằng, Chu Dương ở rể nhà họ Tạ suốt 3 năm, ngoài việc cầm sấp tiền lương mỏng khi làm việc ở công ty Danh Dương, hầu như Chu Dương không hề nguồn thu nhập nào khác. Thậm chí vì mẹ mắc bệnh, Chu Dương còn phải cầu xin Tạ ra cho một chút tiền mới có thể đủ để chữa trị cho mẹ. Người như vậy,
làm sao có thể đột nhiên trở thành cổ đông của công ty Danh Dương được? Thế nào, mọi người không tin à? Có cần tôi đem những tài liệu liên quan ra để kiểm chứng không? Thẩm Bích Quân thu hết tất cả phản ứng của mọi người vào tầm mắt, nhìn biểu hiện của họ quả thật hết sức buồn cười. Trần Tuấn Sinh vội vàng nói, Linh Ngọc, Chu Dương chỉ là một người ở rể, hắn căn bản không thể có tiền để mà trở thành cổ đông của công ty Danh Dương được phải không? Em nói lại cho mọi người rõ ràng đi. Tạ Linh Ngọc nghe thấy lời của Trần Tuấn Sinh, nhưng cô cũng đang sững sờ vì chấn động quá lớn này. Trước mắt là người 3 năm nay làm chồng cô, làm đứa con rể sống ở Tạ gia, bỗng dưng trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, khiến não cô nhất thời trống rỗng. Nghe thấy mấy người gọi tên, Linh Ngọc mới tỉnh táo trở lại. Lắc lắc đầu, Tạ Linh Ngọc hạ giọng nói, chuyện của Chu Dương là chuyện của Chu Dương, không cần người khác nói thay. Nhưng Chu Dương và em là vợ chồng mà, hắn sống ở nhà em, chẳng lẽ em không biết chút gì về chuyện này sao? Hắn không thể là cổ đông của công ty Danh Dương được. Ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong lồng ngực khiến Trần Tuấn Sinh cảm thấy ngột ngạt như muốn nổ tung. Trần Tuấn Sinh vừa nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt lại chuyển dồn ánh nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Vậy cô và Chu Dương là vợ chồng sao? Cái này không phải là Tạ Tổng bên Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ sao? Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ lần này ký được hợp đồng với công ty Danh Dương trong dự án hoạt tính làm trắng da chống lão hóa, liệu có ẩn khúc nào không vậy? Nhất định có, Chu Dương là tổng quản lý dự án này, lại là chồng của Tạ Tổng. Nhất định bọn họ đã liên minh với nhau, ngầm quyết định người hợp tác. Chương 20, quà tặng quý giá. Sảnh tiệc trở nên hỗn loạn. Một số công ty đã thất bại trong lần đấu thầu trước đó đã ngừng ồn ào và liên tiếp đặt ra câu hỏi. Hừ, lúc đó, các tài liệu đấu thầu của 5 công ty của các người đã được đưa ra và được mọi người chấp thuận. Bây giờ mọi người lại muốn phản đối, không cảm thấy rằng đã quá muộn rồi sao? Chu Dương lạnh lùng nói, nhìn xung quanh, nét mặt hả hê của vài người chỉ lưu lại một lát rồi vụt biến mất. Hừ, Chu Dương, có phải anh đã bí mật thông đồng với Tạ Linh Ngọc? Cố tình để cô ấy làm tài liệu đấu thầu theo yêu cầu của anh. Đúng vậy, phải có một lời giải thích rõ ràng cho vấn đề này, nếu không, công ty của chúng tôi sẽ từ chối hợp tác với công ty Danh Dương của anh. Trần thiếu gia, anh nói gì đi, mọi người theo anh. Đến lượt Trần Tuấn Sinh có chút sững sờ. Hắn ta không ngờ những người này đe dọa hắn, nhưng vẫn muốn lôi kéo hắn lại. Tuy nhiên, khi nghĩ về sự sỉ nhục mà hắn ta vừa phải chịu trong cuộc họp, đầu của Trần Tuấn Sinh nóng lên. Hắn ta mỉm cười và nói, vâng, tôi cũng có ý này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn vào Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Nếu họ không nhận được sự giải quyết thỏa đáng, tất cả các công ty ban đầu hợp tác với công ty của họ sẽ rút lại hợp đồng. Đây là một mất mát cho mỗi người trong số họ, nhưng công ty Danh Dương kia sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn. Điều này thật tuyệt vời, chị gái tốt của tôi, chị còn muốn bảo vệ tên này nữa không? Thẩm Trạch thậm chí còn vỗ tay. Nhìn Thẩm Bích Quân khẽ cười, tỏ vẻ nghiền ngẫm. Tất cả các chủ công ty đều ý này sao? Chu Dương không mấy quan tâm, đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng vậy, Chu Dương, mày phải cho bọn tao một lời giải thích ngay hôm nay. Trần Tuấn Sinh chỉ vào Chu Dương hùng hổ nói. Được rồi, để tôi giải thích cho mọi người. Chu Dương xoay người lại và đi đến vị trí trung tâm sảnh Dược Long, quan sát đám đông và chậm rãi nói. Nếu các người muốn hủy bỏ hợp tác với công ty chúng tôi sẽ làm những gì các người muốn. Chị Diệp, mang tất cả hợp đồng của họ đến đây. Những lời của Chu Dương nói ra khiến mọi người đều sững sờ. Sau một lúc sững sờ, Diệp Sở Thiến lập tức quay người, đi lấy hợp đồng hợp tác. Những người khác sững sờ không kịp phản ứng trước tình huống này. Mày vừa nói gì vậy? Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương với vẻ mặt ngạc nhiên, một số người không thể tin vào tai mình. Chu Tổng, đây là hợp đồng hợp tác của các công ty này. Diệp Sở Thiến nhanh chóng quay lại và bàn giao 4 hợp đồng cho Chu Dương. Đây là hợp đồng hợp tác giữa các người và Danh Dương. Từ giờ trở đi, Danh Dương hủy hợp tác với các người. Sau đó, Chu Dương xé cả 4 hợp đồng trong tay trước mặt mọi người. Chu Dương, sao anh dám? Đừng làm bừa, mau dừng tay. Thẩm Tổng, phải cho chúng tôi một lời giải thích, các người đang phá vỡ hợp đồng. Chúng tôi sẽ kiện công ty các người. Mọi người đều kinh sợ, muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Chu Dương tung những mảnh giấy trong tay, ngay lập tức giấy vụn lấp đầy sảnh Dược Long. Tại thời điểm này, hợp đồng hợp tác giữa công ty Danh Dương và 4 công ty này đã bị vô hiệu.
Ồ, Chu Dương là cổ đông lớn thứ hai của công ty Danh Dương. Quyết định của anh ấy là quyết định của công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân đặt tay lên ngực và nhìn Chu Dương xé bỏ hợp đồng. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô không ngăn lại. Trái lại, một tia thỏa mãn lóe lên trong mắt cô. Từ hôm nay, công ty Danh Dương sẽ không còn có bất kỳ sự hợp tác với các người, sự hợp tác đó bị hủy ngay lập tức. Đối với các điều khoản hợp đồng, các vấn đề pháp lý của công ty, chúng tôi sẽ giải quyết với các người sau. Ngoài ra, trong tương lai, các công ty hợp tác với công ty các người, công ty Danh Dương của chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với họ. Chu Dương đã làm tất cả những điều này mà gương mặt không chút biến sắc, lời nói rất nhẹ nhàng. Câu nói của anh khiến mọi người có mặt bàng hoàng. Khi tự ý hủy bỏ hợp đồng, Chu Dương sẽ đại diện cho công ty Danh Dương, đơn phương chấm dứt hợp tác với 4 công ty này. Tất cả những người trong ngành công nghiệp làm đẹp trong thành phố đều có mặt. Mặc dù có một số công ty có thể cạnh tranh với công ty Danh Dương về quy mô, nhưng lần này không có ai đứng lên. Dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa sắp bắt đầu. Mọi người đều biết dự án này lớn đến mức nào. Thật không phải là một động thái khôn ngoan cho 4 công ty khi đắc tội với công ty Danh Dương và do đó mất đi cơ hội với dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa. Hừ, Chu Dương, mày nghĩ mình là ai? Mày thực sự có thể chặn bọn tao hả? Mày đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Trần Tuấn Sinh chế nhạo, không tin Chu Dương có khả năng này. Với hắn, mặc dù Chu Dương hiện là người phụ trách dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa và thậm chí là một cổ đông lớn của Danh Dương, thì anh vẫn không thể thoát khỏi cái danh ở rể đó. Xin hãy yên tâm, Thẩm Tổng và Chu Tổng, chúng tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự hợp tác nào với 4 công ty này trong tương lai. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đứng dậy và nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Bích Quân và Chu Dương, tuyên bố đầu tiên. Công ty Mỹ Tư có danh tiếng lớn và quy mô lớn, cùng công ty Danh Dương luôn là người dẫn đầu của thành phố. Hiện tại, Mỹ Tư đã tỏ thái độ, các công ty khác không thể ngồi yên và ngay lập tức thể hiện vị thế của mình. Thẩm Tổng và Chu Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty không có tinh thần hợp tác. Nhất định, từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ hủy ngay lập tức mọi hợp tác với họ. Chỉ một khoảng thời gian, đã có mặt tất cả các công ty chê y thậm chí còn bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của công ty Danh Dương và hủy bỏ hợp tác với công ty của Trần Tuấn Sinh. Chu Dương, mày! Trần Tuấn Sinh trông có vẻ hoài nghi, nhìn Chu Dương của đầy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh mắc kẹt trong lồng ngực. Ha ha, Trần Tuấn Sinh, không có gì lạ khi gia đình mày giàu có, mày cũng không thể tham gia vào dự án hoạt chất làm trắng da chống lão hóa béo bở này, công ty tao từ chối hợp tác với mày. Chu Dương thản nhiên nói. Nhân tiện, tao chợt nhớ rằng khi tao gửi thư mời trước đó, dường như không có công ty Tuấn Phát. Làm thế nào mà Trần Tuấn Sinh mày bước vào sảnh tiệc này được? Chu Dương nhướng mày nhìn Trần Tuấn Sinh một cách chế giễu. Tao tự cho phép Trần Tuấn Sinh vào, làm sao? Mày có ý kiến gì à? Thẩm Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhìn Chu Dương đầy khiêu khích. Tôi có ý kiến, không có thư mời, xâm phạm mà không được phép, trong trường hợp nghiêm trọng, tôi thậm chí có thể gọi cảnh sát. Chu Dương nói nhẹ nhàng, và sau đó nhìn vào vẻ mặt hoảng hốt của các nhân viên bảo vệ trong phòng. Nếu mày không muốn bị tống ra ngoài, thì hãy tự mình bước ra ngoài đi. Chu Dương, đừng quá kiêu ngạo. Khuôn mặt của Thẩm Trạch xanh lét, nhìn chằm chằm vào Chu Dương và hét lên với giọng đầy giận dữ. Trần Tuấn Sinh là hắn ta đưa vào, vậy mà Chu Dương đuổi Trần Tuấn Sinh trước mặt mọi người, thật không nể mặt hắn ta chút nào. Trước mặt rất nhiều người, bị chị gái Thẩm Bích Quân khiển trách vẫn có thể chịu đựng được, nhưng một cổ đông nhỏ làm bẽ mặt hắn trước mọi người, khiến Thẩm Trạch không thể che giấu sự tức giận của mình. Tôi quá kiêu ngạo. Chu Dương không sợ, anh nhìn thẳng vào Thẩm Trạch. Là ai đã đuổi tôi rời đi ngay khi tôi vừa vào? Ai đã nói rằng sẽ bị sa thải tôi? Ai đã tố cáo tôi? Thẩm công tử không phải quên nhanh như vậy chứ? Chu Dương hỏi trực tiếp mà không dừng lại. Một loạt các câu hỏi đưa ra làm cho khuôn mặt của Thẩm Trạch ngày càng khó coi. Những người khác khẽ gật đầu, họ biết rất rõ về những gì vừa xảy ra. Nếu bất cứ ai hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đều biết Thẩm Trạch gây sự trước, còn Chu Dương chỉ là phản công. Nhưng Thẩm Trạch là ai chứ? Ngay từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều, không ai dám động đến hắn. Bây giờ Chu Dương đã làm hắn xấu hổ trước nhiều người. Dù sao đây cũng là điều hắn không thể chấp nhận được. Là tao đó, vậy thì sao?
Mày cho rằng mày có thể sử dụng số tiền trả lấy biết từ đâu ra để trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, tao sẽ không thể đối phó với mày sao? Thẩm Trạch nhìn đi chỗ khác, hất hai người phụ nữ đang tựa trong vòng tay hắn ra, tiến lên hai bước và đứng trước mặt Chu Dương, chỉ cách đó vài bước. Tao nói cho mày biết, đừng nói mày chỉ là một cổ đông nhỏ, thậm chí cả người chị tốt của tao, chỉ cần tao nói một lời, chị ta sẽ phải bàn giao công ty Danh Dương ra cho tao. Mày có tin không? Câu nói của Thẩm Trạch khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ngay cả Chu Dương cũng ngạc nhiên và liếc nhìn Thẩm Bích Quân một cách bí mật. Anh không hiểu ý của Thẩm Trạch, dù sao, hắn và Thẩm Bích Quân cũng là chị em. Gia đình họ Thẩm có thể có một vài điều mà anh chưa biết. Nhưng Chu Dương lại cười khẽ lần thứ hai. Trong khi liếc nhìn Thẩm Bích Quân cũng đã phát hiện ra điều đó và trả lời Chu Dương với một cái nhìn trấn an. Điều này khiến Chu Dương yên tâm hơn. Chừng nào công ty Danh Dương vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Thẩm Bích Quân, thì anh không cần phải lo lắng về người khác. Tôi không tin điều đó. Chu Dương chậm rãi lắc đầu và nhìn Thẩm Trạch với một ánh mắt tinh nghịch, trông như anh đang khiêu khích. Chê y thực tế, Chu Dương thực sự là đang khiêu khích. Thẩm Trạch đã chĩa mũi nhọn vào mình rồi, nếu anh không phản công thì thật không xứng với thân phận hiện giờ của anh. Hơn nữa, trong tương lai anh muốn làm chủ cả gia đình họ Chu. Nếu anh lùi bước, làm sao anh có thể thuyết phục được đám đông? Mày! Khuôn mặt của Thẩm Trạch hơi thay đổi, nhưng Chu Dương không mấy quan tâm. Mày cứ chờ đấy. Khẽ quát một tiếng, Thẩm Trạch rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại và đi ra ngoài. Lần này tiêu rồi, Thẩm Thiếu Gia hẳn đang gọi cho bố hắn. Đúng vậy, ngay cả khi Thẩm Bích Quân ủng hộ Chu Dương, tôi sợ cô ấy cũng không qua được cửa ải của bố cô ấy. Chúng tôi vừa nãy đã tỏ thái độ, có khi nào? Mọi người thấy Thẩm Trạch rất tự tin, ngay lập tức thảo luận về điều đó. Thậm chí có một vài công ty hối hận vì tuyên bố của họ. Mọi người tập trung vào Thẩm Trạch, chờ đợi kết quả cuộc gọi của hắn ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.